Thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền. Chương 951, Nhược Hoan cảm giác muốn khóc một. Hắn mới vừa đi ra khỏi phủ đệ, Tống Siêu và Hồ trưởng lão lại đi đến. Nghe được hắn đã rời khỏi, bọn họ đầy tiếc nuối. Đợi mấy canh giờ cũng không đợi được, bọn họ không thể làm gì khác hơn là hẹn ngày khác trở lại thăm hỏi. Lại ở thời điểm hai người chờ đợi, Trương Huyền đã đến tàng thư khố của danh sư Đường. Vạn Quốc Thành làm nơi trung tâm nhất của toàn bộ liên minh, kinh tế nhiều loại giống như hoa trong gấm, còn là trung tâm võ đạo giao lưu, các loại bí tịch quá nhiều, số lượng nhiều, giống như biển lớn. Tiến vào trong đó, lập tức nhìn thấy được từng hàng sách dày đặc, liếc mắt không nhìn thấy được điểm cuối. Cho dù là Hồng Hải Thành trước đó, chỉ nói số lượng cũng còn xa mới bằng được. Nhiều sách như vậy, thu thập tất cả, cho dù dùng tới chạy nhanh, không mấy ngày cũng làm không được. Trương Huyền suy nghĩ tìm hiểu, nhiều sách như vậy, cho dù dùng tới phương pháp chạy nhanh nhất, cũng phải xem chừng mấy ngày. Ngày mai sẽ phải theo Khang Đường chủ đi đầm âm dương, trên phương diện thời gian khẳng định không kịp. Thôi, xem công pháp tu luyện trước đã. Biết xem xong tất cả, khẳng định không thực hiện được. Hắn dọc theo kho sách lòng vòng một hồi, tìm được khu vực công pháp và võ kỹ. Làm danh sư tứ tinh, quyền hạn rất lớn, tất cả sách ở đây đều có thể quan sát rất nhanh hắn tìm đến nơi đặt công pháp hóa phàm tam trọng. Từng hàng, chừng hơn một nghìn quyển. Chỗ thiếu hụt, trong lòng hắn khẽ kêu lên, ngón tay sờ qua, sách thu vào trong đầu. Chính xác. Audio điện tử võ tấn bền. Thời gian không lâu, công pháp thiên đạo hóa phàm tam trọng xuất hiện ở trước mắt. Biết không có đầy đủ linh thạch, tu luyện không biết phải tiêu tốn bao nhiêu thời gian, Trương Huyền tiếp tục nhìn về phía giá sách phía trước. Nếu có công pháp hóa phàm tứ trọng hắn cũng sẽ thu. Dạo qua một vòng, hắn không nhịn được lắc đầu. Ở đây công pháp hóa phàm tứ trọng có thì có, chỉ có điều, chỉ có hơn 100 quyển, cách số lượng có thể tập trung công pháp thiên đạo, còn kém một mảng lớn. Thật ra suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được, trong liên minh vạn quốc, người mạnh nhất mới là hóa phàm tứ trọng. Lên trong phạm vi này loại công pháp cấp bậc như vậy, đều khống chế ở trong tay đại lão thực lực cường đại cũng lại chỉ có danh sư đường mới có thể lấy ra hơn 100 quyển. Đổi lại thành nơi khác, muốn tìm được nhiều như vậy, khẳng định càng khó hơn. Xem có sách liên quan tới linh hồn hay không. Không tìm được cũng không nổi giận, Trương Huyền lại bắt đầu tìm kiếm bí tịch linh hồn. Hắn nhận được truyền thừa của mặc hồn sinh, trong cơ thể có công pháp phu hồn sư thăng cấp. Chỉ có điều, bởi vì chỗ thiếu hụt quá nhiều, hắn chỉ tu luyện đến hóa phàm nhị trọng mà thôi. Nếu ở đây các loại sách đều có, xem thử có thể tìm được sách liên quan tới linh hồn hay không xung hợp một chút có lẽ lại có thể làm ra thêm công pháp thiên đạo vu hồn cấp bậc cao hơn lực lượng linh hồn tăng thêm cũng tương đương với thực lực bản thân hắn dọc theo tàng thư khố không ngừng đi về phía trước mắt quan sát xung quanh không biết qua bao lâu hắn đột nhiên ngừng lại phương pháp tăng cường hồn phách nói tỉ mỉ về hợp linh cảnh tu luyện linh hồn cảnh ở trọc thanh cảnh càng viên mãn hơn như thế nào bút ký của một vài danh sư. Tiện tay hắn lướt qua. Truyền thừa của Vu hồn sư đã mất hết, muốn tìm đến phương pháp tu luyện liên quan tới Vu hồn, khẳng định không có khả năng. Chỉ có điều, vì trùng kích hợp linh cảnh, không ít cường giả lưu lại từng bút ký, các loại thủ đoạn rèn luyện liên quan tới linh hồn. Những thứ này tuy rằng không có quan hệ quá lớn với Vu hồn, lại dính dáng tới linh hồn huyền bí, đối với bổ sung công pháp Vu hồn có tác dụng cực lớn. Vừa lựa chọn hắn vừa thu nhận sử dụng, tốn đủ năm, sáu canh giờ, cuối cùng hắn thu thập được không dưới mấy vạn quyển tu luyện và giới thiệu liên quan tới linh hồn. Lúc này hắn cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, muốn ngủ. Chính xác, điều chỉnh một hồi, một lần nữa khôi phục, lúc này tinh thần hắn mới thoáng động. Trong thư tịch tri thức chính xác và truyền thừa vu hồn trước đó dung hợp với nhau. Ừ, công pháp hóa phàm tam trọng, tứ trọng cũng có. Sau khi liếc mắt thoáng nhìn sách dung hợp, ánh mắt hắn nhất thời sáng lên, đầy kích động. Sau khi dung hợp những quyển sách này, hắn chỉ là tùy tiện thử xem, không ôm hy vọng quá lớn. Không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy, thành công bổ sung công pháp phu hồn hóa phàm tam trọng và tứ trọng. Nói cách khác, nếu có đầy đủ linh thạch trung phẩm, lực lượng vu hồn của hắn hoàn toàn có thể tu luyện tới hóa phàm tứ trọng. Giống như trước đây, vượt quá tu vi của bản thân. Không sai. Khóe miệng cong lên, Trước đó hắn vẫn có chút buồn bực, công pháp hóa phàm tứ trọng không gom đủ. Kết quả gom đủ công pháp phu hồn cũng cũng không tệ lắm. Không nghĩ tới rằng có một đêm. Tìm kiếm công pháp, sau đó hắn lấy ra, lăn qua lăn lại tự nhiên qua một đêm. Đi ra tàng thư khố, quả nhiên thấy bên ngoài mặt trời mới mọc lên ở phía đông. Ánh sáng mặt trời trói mắt. Trương sư, người đã đi ra. Đường chủ đang chờ người ở hậu viện. Một học đồ đi lên. Ừ, Trương Huyền gật đầu, đi về phía hậu viện, đi tới trước mặt đã thấy khang đường chủ, nhược hoan công tử chờ hồi lâu. Chuẩn bị lên đường đi. Thấy hắn đi tới, khang đường chủ ngoắc tay, một con man thú bay cực lớn chậm rãi hạ xuống. Là một con linh thú bay hóa phàm tứ trọng đỉnh phong. Chắc là vật cưới của danh sư đường hoặc khang đường chủ. Ừ, chờ một chút, ta muốn dẫn theo một đệ tử qua. Trương Huyền nói. Học sinh. Khang đường chủ nhướng mày. Nguyên hỏa băng nguyên không thuộc về vương quốc liên minh, đó là một thế lực độc lập, ta cũng phải tốn cái giá rất lớn mới nhận được hai danh ngạch. Nếu như nguyên hỏa băng nguyên dễ dàng dẫn người tới như vậy, khẳng định hắn để cho đám người phó thiếu trần cùng đi, không cần thiết phải tuyển chọn trước ra, lãng phí nhiều thời gian như vậy. Chính là bởi vì có hạn chế, mới phiền phức như vậy. Chỉ có hai danh ngạch, nhiều hơn cũng không được sao. chương 952, Nhược Hoan cảm giác muốn khóc hai. Trương Huyền nhướng mày. Không được, thậm chí hai danh ngạch này còn phải đi qua thử thách. Nếu như nguyên hỏa Bang nguyên dễ dàng như vậy, danh sư đường chúng ta có thể xuất hiện không ít thiên tài, không đến mức mỗi lần thi đấu, thứ hạng đều sát sau như thế. Khang đường chủ cười khổ. Vậy, như vậy đi, có thể để danh ngạch của ta, lại cho học sinh của ta, để cho nàng tiến vào đầm âm dương. Ta không đi cũng được. Trương Huyền nói, chỉ cần linh thạch trung phẩm đầy đủ, tu vi có thể nâng cao. Hắn đối với đầm âm dương cũng không có cảm giác quá lớn. Có vào hay không đi, thật sự không có vấn đề gì. Nếu chỉ có hai danh ngạch, không bằng để cho triệu nhã tiến vào trong tu luyện, có lẽ lại có thể kích hoạt rào cản thể chất, thực lực tăng mạnh. Như vậy sao được, ngươi là hy vọng lớn nhất của vạn quốc thành trong lần thi đấu danh sư này, làm sao có thể buông tha. Nghe được quyết định này của hắn, khang đường chủ vội vàng lắc đầu. Đua gì vậy, ta vẫn chờ ngươi phá kỷ lục, ngươi không đi đầm âm dương, ta trả cái giá lớn như vậy, chẳng phải là vốn cũng không lấy về sao? ta phải dẫn học sinh đi. trương huyền gật đầu, như vậy đi, nếu như đối phương thật sự làm khó dễ, ta có thể bàn bạc cùng bọn họ. điều này, khang đường chủ lắc đầu, người nghĩ là người nguyên hỏa băng nguyên quá đơn giản, nếu quả thật dễ dàng nói chuyện như vậy, cũng sẽ không phức tạp như vậy. thật ra cũng không thể trách bọn họ đầm âm dương mở ra một lần có giới hạn về số người người của bản thân bọn họ cũng không an bài được huống gì người từ ngoài đến trương huyền gật đầu xem qua không ít sách hắn cũng biết rất nhiều bảo địa tiên thiên là có hạn chế người tu luyện quá nhiều rất dễ dàng tát ao bắt cá cho nên tiến hành hạn chế cũng vì phát triển lâu dài thôi đi ngươi cứ dẫn đi trước thật sự không được ta cùng bọn họ trao đổi một chút không được lại nói tiếp. Thấy thái độ của người thanh niên trước mắt kiên quyết, biết là không dẫn theo học sinh đi thì không được, khang đường chủ dai chân mày, nói. Ừ, xem tình hình rồi hành sự, có lẽ có thể tìm được danh ngạch. Trương Huyền gật đầu, trên đường đi tới, gặp qua không ít chuyện, đều là hắn biến từ không có khả năng thành có khả năng. Cho dù đối phương nói người của nguyên hỏa băng nguyên gì đó rất khó đối phó, chỉ cần là người, đều có thể tìm tới chỗ thiếu hụt, có lẽ lại có thể mượn điểm này tìm được chỗ đột phá. Ừ, có quyết định, không nói thêm gì nữa, Trương Huyền bảo một học đồ gọi Triệu Nhã qua. Bốn người leo lên linh thú lưng, trực tiếp bay về phía bên ngoài Vạn Quốc thành. Ngày hôm qua thời điểm trở lại phủ đệ, hắn lại thông báo yêu thần thú chăm sóc cho những người khác. Lấy thực lực của nó, lại thêm thân phận danh sư tứ tinh của mình, sẽ không có người dám gây phiền toái huống gì còn có triệu phi vũ vị công chúa liên minh này ở một bên chiếu cố. Bởi vậy, đối với an toàn của đám người trịnh dương, hắn cũng không lo lắng. Về phần cỏ tỉnh hồn không thể thả vào chiếc nhẫn chữ vật, hắn cũng sẽ không mang đi, để cho vương dĩnh và tôn cường chiếu cố. Nói vậy cũng sẽ không xảy ra rối loạn gì. Lần này rời đi, thuộc về chuyện bí mật, cho dù là danh sư đường, cũng không có nhiều người biết. Nếu không, tin tức bị tiết lộ, bị thế lực khác ngăn cản, cũng sẽ phiền toái. Đương nhiên, liên minh vạn quốc luôn luôn có thành tích kém, có tư cách tiến vào 10 người đứng đầu, đều tập trung lực chú ý ở trên người đối thủ, nào có thời gian để ý tới một thế lực liên tục đếm ngược. Man thú bay lượn trên không trung, lướt qua bên cạnh những đám mây trắng. Bốn người ngồi ở gian phòng trên lưng thú, Khang Đường chủ nhìn về phía Triệu Nhã, vẻ kỳ quái trên mặt càng lúc càng rõ nét. "Trương sư, thể chất người học sinh này của ngươi" Sợ rằng không đơn giản. Nhìn một hồi, hắn thật sự không nhịn được mở miệng. Làm danh sư tứ tinh đỉnh phong, năng lực quan sát không tầm thường. Tuy rằng Trương Huyền bảo Triệu Nhã che giấu thể chất thuần âm, vẫn bị hắn nhìn ra. Nhãn lực của Đường chủ tốt, Triệu Nhã là thể chất thuần âm, cho nên ta mới muốn để cho nàng đi đầm âm dương tu luyện. Trương Huyền cũng không phủ nhận. Quả nhiên, Khang Đường chủ hít thở dồn dập. Làm Đường chủ danh sư Đường hắn tất nhiên biết loại thể chất này đặc biệt đáng sợ. Học sinh có thể chất thuần âm, hơn nữa nhìn bộ dáng đã kích hoạt một phần. Sau đó thành tựu tuyệt đối là không đo được. Thảo nào trương sư muốn dẫn nàng đi đầm âm dương, thậm chí không tiếc lãng phí cơ hội của mình. Học sinh thiên phú như vậy, cũng xác thực đáng để làm vậy. Thể chất thuần âm là một trong những thể chất tiên thiên đặc biệt. Một khi hoàn toàn kích hoạt, toàn thân không tì không vết, tu luyện tiến triển cực nhanh nhắc tới thể chất thuần âm đặc biệt càng nói mắt khang đường chủ càng sáng lên nói một hồi hắn không nhịn được quay người lại nhìn về phía nhược hoan công tử bên cạnh được rồi không cần rằng con nữa nhược hoan tặng danh ngạch của ngươi cho nàng đi ta à, nhược hoan công tử thoáng một cái trợn tròn mắt các ngươi trò chuyện của các ngươi liên quan gì tới ta ta thật vất vả tranh thủ được danh ngạch hao hết khổ cực ngày hôm qua nghe được muốn đi đầm âm dương cái gì đều chuẩn bị xong kết quả bởi vì hắn muốn dẫn theo học sinh không cho ta đi lão sư vẻ mặt hắn sốt ruột không nhịn được nhìn qua được rồi chuyện này lại quyết định như vậy vi sư cũng sẽ không bạc đãi ngươi chắc chắn sẽ cho một bồi thường khang đường chủ xua tay đưa ra quyết định trương sư nhất định phải mau chóng nâng cao tu vi bởi vì chỉ có thực lực mạnh mới có khả năng ở trong thi đấu danh sư trổ hết tài năng thực lực nếu không đủ rất nhiều so tài, khẳng định sẽ bị thua thiệt. Người học sinh này của hắn, thể chất thuần âm, càng quan trọng hơn. Càng nghĩ, chỉ có thể bỏ qua học sinh của mình. Nhược hoan công tử khóc. chương 953, Nguyên Hỏa Băng Nguyên 1. Người Nguyên Hỏa Băng Nguyên dòng miệng các ngươi nói tới này, rốt cuộc là cái gì? Không để ý tới nhược hoan công tử ở một bên lệ rơi đầy mặt, Trương Huyền hỏi. Không phải hắn không có lòng thông cảm, mà là cảm thấy khẳng định có khả năng xoay chuyển. Nếu thật sự chỉ có hai danh ngạch, không có cách nào lấy hay bỏ, mình bồi thường đối phương, chỉ điểm cho hắn đột phá, cũng không phải là chuyện gì lớn. Chỉ điểm của hắn, tuyệt đối hiệu quả cao hơn so với đi đầm âm dương gì đó. Nguyên hỏa băng nguyên là tên của một thế lực lớn siêu cấp, giống như luyện đan sư, nghiệp đoàn luyện khí sư, nắm trong tay không ít linh mạch, bảo địa cường đại. Chính vì vậy, ta cho dù là đường chủ danh sư đường, cũng không dám đắc tội, chỉ có thể trả cái giá thật lớn để trao đổi. Khang đường chủ giải thích. Linh mạch, bảo địa. Trương huyền líu lưỡi. Chỉ dựa vào điều này, đã biết thế lực này không đơn giản. Nếu không, thiên hạ nhiều người chức nghiệp lợi hại như vậy, làm sao có thể chắp tay đưa nơi thế này cho người ta? Đúng vậy, nguyên hỏa băng nguyên, mỗi một phân bộ đều có một vị cung chủ. Ta và cung chủ lần này, có chút giao tình cá nhân, mới cứng rắn lấy được hai cơ hội sát hạch. Nói thật, có thể vào trong đó hay không, còn phải xem năng lực của các ngươi." Khang Đường chủ nói. "Sao tình cá nhân? Ừ, nàng từng bị thương, là ta ra tay cứu chữa." Khang Đường chủ vuốt râu. "Chính là người lần trước nói với ngươi, tu luyện đại lăng hoa công, ngược bị kiếm khí nóng rực đâm bị thương kia." "A." À, Trương Huyền gật đầu. "Ngày hôm qua, thời điểm vừa thấy Khang Đường chủ, hắn lại từng thử thách mình, nói ra một trường hợp bản thân bị trọng thương." lại muốn đột phá hóa phàm. Cái tình hình kia rất phức tạp, Khang Đường chủ có thể giải quyết, nhận được nhân tình là đương nhiên. Lại Hàn Huyên một hồi, Trương Huyền đối với Nguyên Hỏa Băng Nguyên cũng coi như có chút hiểu biết. Thế lực này nắm giữ bảo địa, vật tư không thiếu. Cái gọi là tài phú tự nhiên cũng sẽ không quan tâm. Cũng chỉ có danh sư mới có thể làm cho hắn cam tâm lấy ra hai danh ngạch. Những chức nghiệp khác, muốn cũng không cần suy nghĩ vì tiện hàn huyên một hồi, mọi người liền bắt đầu tu luyện. Do không đủ linh thạch, Trương Huyền cũng sẽ không tiếp tục đột phá cảnh giới, mà củng cố tu vi trước mắt, tăng thêm số lượng chân khí dự trữ. Tu vi đạt được nguyên khí cảnh hậu kỳ, lực lượng lại có tăng thêm. Trước đó chỉ có 20 vạn đỉnh, mà bây giờ tăng lên gấp đôi, đạt tới đủ 40 vạn đỉnh. Nguyên khí cảnh sơ kỳ bình thường, lực lượng 15 vạn đỉnh, trung kỳ 20 vạn đỉnh. Hậu kỳ 25 vạn đỉnh, đỉnh phong 30 vạn. Âm dương cảnh lại lấy lực lượng 10 vạn đỉnh làm một đơn vị thăng cấp, sơ kỳ 50 vạn, trung kỳ 60 vạn, hậu kỳ 70 vạn, đỉnh phong 80 vạn. Hắn mới là nguyên khí cảnh hậu kỳ, lại có lực lượng lớn như vậy, so với nguyên khí cảnh đỉnh phong đều phải cường đại không ít. Nếu như lại phối hợp hóa phàm nhị trọng đỉnh phong vu hồn lực, còn vượt qua 70 vạn. Cường giả âm dương cảnh hậu kỳ cũng có thể đánh một trận Đương nhiên, đây chỉ là trên lý thuyết, cường giả chân chính không chỉ là lực lượng sức lực mạnh mẽ, quan trọng hơn chính là ý thức chiến đấu và năng lực, khiêu chiến vượt cấp. Nếu quả thật đơn giản giống như trong suy nghĩ, danh sư đường khẳng định càng quyền uy hơn. Dù vậy, cũng nhất định có thể dễ dàng chiến thắng cường giả âm dương cảnh trung kỳ. Lực lượng nâng cao, phản ứng thân thể, cơ bắp cũng có tiến bước. Mặc dù không có rõ ràng như vừa bước vào hóa phàm vậy, nhưng ánh mắt cũng càng lợi hại hơn, thân pháp càng nhanh chóng hơn. Vừa vặn có thời gian, lại nghiên cứu một chút về kiếm pháp, thương pháp, đao pháp thiên đạo. Củng cố tu vi gần 10 ngày, khiến cho số lượng chân khí dự trữ tăng thêm không ít, tinh thần hắn thoáng động, nghĩ đến võ kỹ. Hiện tại hắn thi triển kiếm pháp, thân pháp thiên đạo vẫn là thu thập ở thiên huyền vương quốc sửa sang lại. Mặc dù sau đó cũng từng tăng thêm, nhưng đã không thỏa mãn được tu vi bây giờ, cần phải một lần nữa chỉnh lý, dung hợp chiêu số cấp bậc cao hơn trên đường đi tới thu thập không ít phó kỹ còn từng thu nhận tất cả sách phó kỹ trong danh sư đường của vạn quốc thành sử dụng có mấy thứ này chỉnh lý lên cũng không khó khăn chỉnh lý kiếm pháp thiên đạo trước kiếm là quân của trăm binh chỉ cần là người tu luyện gần như không có người nào không biết bởi vậy bí tịch liên quan tới kiếm pháp rất nhiều tìm ra được cũng cũng rất là thuận tiện thời gian không lâu hắn lại chỉnh lý ra một bộ kiếm pháp thiên đạo hoàn chỉnh trên lưng thú là nơi chật hẹp không có cách nào thi triển. Hắn lại thôi diễn ở trong đầu, thời gian không lâu, hắn lại tự nhiên học được. Học xong kiếm pháp, tiếp theo là đao pháp, thương pháp, quyền pháp, cước pháp, thân pháp. Sau khi sửa sang lại tất cả bí tịch này này một hồi, toàn bộ sức chiến đấu của con người lại có sự bay vọt về chất. Nếu như nói trước, chỉ dựa vào chân khí, chỉ có thể cùng nguyên khí cảnh đỉnh phong chiến đấu. Mà bây giờ khiêu chiến vượt cấp âm dương cảnh sơ kỳ cũng không là vấn đề lại thêm hồn lực cho dù là cường giả hóa phàm tam trọng hậu kỳ chỉ sợ cũng có thể dễ dàng hành hạ đến chết đương nhiên thủ đoạn mạnh nhất của hắn trước mắt không phải là tu vi mà là mắt minh lý và sư môn thiên bẩm cái trước đó có thể thấy được chỗ thiếu hụt và chỗ sơ hở cái sau có thể mê hoặc lòng người khiến người ta không tự chủ được tin tưởng và nghe theo hai thứ này kết liên lại thi triển ra đừng nói nhược hoan công tử ngay cả khang đường chủ cũng rất dễ dàng bị mê hoặc hắn vẫn tu luyện triệu nhã ở bên cạnh cũng không nghỉ ngơi trải qua mấy ngày này cố gắng cuối cùng nàng đột phá rào cản trí tôn đạt được nửa bước hóa phàm thời gian mấy tháng ngắn ngủi từ võ giả nhất trọng đạt được cảnh giới như thế truyền đi tuyệt đối có thể khiến cho vô số người kinh hoàng trước mặt chính là chỗ vị trí của đầm âm dương không biết bay bao lâu đang tu luyện liền nghe được giọng nói của Khang Đường chủ vang lên, Trương Huyền đứng dậy. Chương 954, Nguyên Hỏa Băng Nguyên 2. Xuyên qua cửa sổ, nhìn thấy được một ngọn núi nguy nga đứng sừng sững ở cách đó không xa, đỉnh núi tuyết trắng. Một tòa cung điện màu xanh đậm đứng sừng sững trong đó, đặc biệt lóa mắt. Đây là Băng Nguyên cung, đầm âm dương lại ở bên trong cung điện. Khang Đường chủ từ phía xa chỉ ngón tay, xuyên qua đỉnh núi tuyết trắng quả nhiên thấy tấm biển phía trên cung điện ba chữ lớn băng nguyên cung đặc biệt lóa mắt yên tĩnh trang nghiêm ở đây suốt năm tuyết phủ nhưng các người có khả năng không ngờ được trước khi băng nguyên cung thành lập đây là một ngọn núi lửa nóng bức khó nhịn cho dù cường giả hóa phàm đi ngang qua cũng sẽ bị lột một lớp da đứng ở phía trước cửa sổ nhìn dãy núi tuyết bay cách đó không xa khang đường chủ nói núi lửa không chỉ trương huyền sừng sốt ngay cả Nhược Hoan công tử cũng giống như chưa từng nghe qua, đầy kỳ quái. Ngọn núi trước mắt này, cao vút trong mây, tuyết trắng phủ đầy, vừa nhìn đã biết là băng lạnh đến tận xương, làm sao có thể là ngọn núi lửa, cường giả khó có thể tới gần. Nói thật, thời điểm vừa mới bắt đầu biết tin tức này, ta cũng không tin. Nhìn ra được mọi người nghi ngờ, Khang Đường chủ lắc đầu. Đây là người nguyên hỏa băng nguyên cường đại, không phải chiếm đoạt bảo địa mà là thay đổi phong thủy, đào tạo bảo địa. Trải qua thủ đoạn của bọn họ, rất nhiều hoàn cảnh vốn ác liệt đều sẽ biến thành nơi linh khí tập trung khiến người ta hướng tới. Lẽ nào, cái này cái gọi là người nguyên hỏa băng nguyên cũng là một loại chức nghiệp đặc biệt? Trương Huyền không nhịn được hỏi, có thể biến nơi hoang vô thành bảo địa, biến ngọn núi lửa khiến người người khiếp sợ thành núi tuyết, ngoại trừ chức nghiệp đặc biệt, hắn thật sự nghĩ không ra có người nào lợi hại như vậy. Nếu nói là chức nghiệp đặc biệt cũng đúng, nếu nói không phải cũng không phải. Khang Đường chủ nói xong, thấy mọi người đầy mê hoặc, mỉm cười giải thích. Chức nghiệp đặc biệt là do danh sư Đường quyết định. Quy định đầu tiên chính là phải có truyền thừa hoàn chỉnh và phân chia đẳng cấp nghiêm ngặt. Nhưng có vài chức nghiệp kỳ quái, đẳng cấp không có cách nào phân chia kỹ càng tỉ mỉ, thật giống như người trồng thuốc. Chỉ cần hiểu được tri thức đủ nhiều, có thể trồng được dược liệu không phải cấp bậc càng cao trồng dược liệu lại càng tốt không có cách nào xác định đẳng cấp cũng sẽ không thể quyết định làm chức nghiệp đặc biệt người của nguyên hỏa băng nguyên cũng vậy bọn họ có phương pháp đặc biệt biến ngọn núi lửa thành núi tuyết cũng có biện pháp biến đầm lầy biến thành bình nguyên nhưng phương pháp không thống nhất cũng không có truyền thừa chỉ có liên quan tới thiên phú cùng với năng lực lại nói số lượng cực ít đừng nói liên minh vạn quốc trong phạm vi toàn bộ huyến vũ đế quốc thống trị cũng chỉ có một chỗ như thế. Làm sao có thể gọi hai chữ là chức nghiệp, nếu nói không nói, lại có năng lực người bình thường khó có thể sánh bằng. Đối với loại này, cho dù danh sư Đường cũng có chút đau đầu, không có cách nào kết luận. Trương Huyền gật đầu, nếu được gọi là chức nghiệp, tự nhiên là người khác có thể học được, đồng thời nắm giữ truyền thừa, phân bố cực rộng. Cái người nguyên hỏa bang nguyên này, số lượng ít không nói, truyền thừa cũng có chút hỗn loạn. Còn phải có thiên phú và năng lực tất nhiên cũng lại không tạo thành cái gọi là chức nghiệp. Núi lửa cực nóng, núi tuyết băng lạnh, bọn họ làm sao làm được? Triệu Nhã Hiếu Kỳ nhìn qua. Cụ thể ta cũng không biết, chỉ biết là một ngàn năm trước, ở đây vẫn còn là núi lửa. Người của Nguyên Hỏa Băng Nguyên trải qua trăm năm cải tạo, là được bộ dáng này. Hơn nữa, có người nói còn làm ra đầm âm dương, âm dương dung hợp, chọc thanh đan sen, có thể khiến cho tu vi người ta tăng lên rất nhiều chỉ cần không đạt được hóa phàm ngũ trọng ở bên trong tu luyện đều có ích lợi cực lớn khang đường chủ lắc đầu chỉ có điều cái đầm âm dương này hàng năm chỉ có mấy danh ngạch vô cùng ít ỏi ngay cả người bên trong bọn họ cũng không đủ sử dụng càng chưa nói người ngoài rất nhiều người đều cầu một danh ngạch cũng không thể được phiền phức vô cùng cải tạo như thế nào là bí mật của người nguyên hỏa băng nguyên cho dù hắn là danh sư xem qua cực rộng cũng không biết rõ ràng. Có thể là mượn địa hình, sơn mạch hình thành đại trận. Nhược hoan công tử nói chen vào. Có thể cứng rắn thay đổi một hoàn cảnh, trận pháp cũng có thể làm được. Có thể người băng nguyên này sử dụng chính là đại trận. Không phải trận pháp, nếu như là trận pháp, sơn mạch ở đây núi liền chập trùng, bao trùm mấy trăm cây số, cần phải bao nhiêu trận pháp. Lại cần phải linh khí sung túc tới mức nào mới có khả năng duy trì. Khang đường chủ nói. Trận pháp tuy rằng có thể thay đổi hoàn cảnh, nhưng phạm vi giống nhau đều rất nhỏ, bao phủ mấy trăm cây số, khiến cho tròn một ngọn núi đều bị thay đổi, gần như là không có khả năng. Đừng nói một đám người hóa phàm tứ trọng, cho dù cửu trọng cũng không thể hoàn thành. Có lẽ chỉ có đạt được loại cường giả siêu cấp vượt qua cửu trọng mới có thể làm được. Quả thật không phải trận pháp. Trương Huyền cũng lắc đầu. Vừa rồi lúc Khang Đường chủ nói, hắn hay dùng mắt minh lý quan sát Cả tòa sơn mạch hoàn toàn không có vết tích trận pháp, nói rõ cũng không có trận pháp cải tạo thành. Nếu không, dựa vào nhãn lực của hắn không có khả năng không nhìn ra. Thôi đi, không quan tâm là cái gì, mục đích chúng ta tới đây là tiến vào đầm âm dương, không phải tới nghiên cứu lai lịch của bọn họ. Khang Đường chủ mỉm cười, cắt ngang mọi người tiếp tục suy đoán. Hắn nhìn lại, thần sắc nghiêm trọng. Một lát nữa, sau khi đến, không nên tự ý hành động tất cả nghe theo ta phân phó, cố gắng hết mức tranh thủ ba danh ngạch. Bây giờ không thành công, chúng ta cũng phải bảo đảm hai danh ngạch, đều có thể thông qua sát hạch. Ừ, mọi người gật đầu. Tốt lắm, đi xuống đi. Dựa theo một âm thanh, linh thú bay thoáng vô cánh, trực tiếp bay về phía băng nguyên cùng cách đó không xa. chương 955, cho người một lần cơ hội một. Man thú bay xuống trên mặt đất, bốn người đi xuống trên núi hoa tuyết rơi xuống, triệu nhã thực lực tệ nhất trong đám người cũng đã tới nửa bước hóa phàm. Tuy rằng lạnh giá, ngược lại cũng ảnh hưởng không lớn. Chỉnh sửa lại y phục một chút, Trương Huyền nhìn lại về phía băng nguyên cung trước mắt. Từ phía xa chỉ cảm thấy cung điện hùng vĩ, đi tới trước mặt mới biết được là lớn tới mức nào, kéo dài qua hơn một nghìn thước, độ cao cũng đã tới mấy chục thước, giống như một tòa phủ đệ khổng lồ. Trước mắt là cửa lớn, cao tới hơn 10 thước, không biết chế tạo từ cái gì thành mang tới cho người ta một loại cảm giác vừa dày vừa nặng khang cảm của vạn quốc thành đúng hẹn đến đây mong rằng mô cung chủ gặp mặt đi tới trước mặt khang đường chủ hít sâu một hơi âm thanh lanh lảnh vang lên truyền lại về phía bên trong một lát sau cửa lớn ken két mở ra mấy bóng người đi ra tất cả đều là nữ tử mặc một bộ trang phục màu trắng một người dẫn đầu đi tới trước mặt khang đường chủ cung chủ có lệnh, mời vào bên trong. Cảm ơn. Khang đường chủ gật đầu, dẫn theo mọi người đi về phía trong. Vừa đi, Trương Huyền vừa nhìn lại về phía những nữ đệ tử này. Tuổi tác thoạt nhìn cũng không lớn, chỉ có chừng 20 tuổi, tất cả tu vi lại đều không kém, đều là khoảng hóa phàm tam trọng. Từng tuổi này, lại có tu vi như thế, cho dù ở vạn quốc thành cũng được cho là người xuất sắc. Nữ tử vừa nói chuyện còn đạt tới hóa phàm tam trọng đỉnh phong, Toàn thân trang phục màu trắng chiếu rọi ở trong tuyết trắng, cho người ta một loại cảm giác cô độc lạnh lẽo. Đi vào Băng Nguyên Cung, vừa đi vào cửa lớn, lập tức cảm thấy linh khí trong đó trở nên sống động, bất cứ lúc nào cũng sẽ chui về phía trong lỗ chân lông, khiến người ta tu luyện càng đơn giản hơn. Linh khí thật sống động. Ánh mắt Trương Huyền nhất thời sáng lên. Linh khí ở đây, tuy rằng nồng độ so với bên ngoài không khác biệt lắm, nhưng sống động khác thường. Cho dù không tận lực dẫn dắt cũng có thể chui vào lỗ chân lông, rèn luyện thân thể, tinh lọc tu vi, khiến tốc độ tu luyện của người ta tăng gấp bội. Điều này lại giống như nước có áp lực so sánh với nước ở nơi tù động, tiến vào mương máng, tốc độ khẳng định nhanh hơn. Những nữ hài này, tuổi còn trẻ còn có thực lực mạnh như vậy. Xem ra ở nơi này tu luyện, làm ít công to. Mặc dù không phải là nơi trận pháp tập trung linh khí sung túc, cũng tuyệt đối được cho là bảo địa tu luyện. Càng đi về phía bên trong, Mức độ linh khí sống động càng lớn, cho người ta một loại kích động không nhịn được muốn ngồi xuống tu luyện. Còn chưa thấy được cái gọi là đầm âm dương, lại có loại cảm giác này. Thảo nào Khang Đường chủ tốn cái giá cực lớn, không tiếc bay qua nhiều ngày như vậy đến nơi đây, quả thật đáng giá. Bên trong cung điện, không chỉ là nữ tử mặc y phục màu trắng, còn có một vài người trên người đều mặc trang phục màu đỏ, đều là nữ tử. Trên người các nàng lại không lạnh lùng giống như đám người trước, mà là nóng như lửa cho người ta một loại cảm giác bạo phát mãnh liệt. Đây là người tu luyện dương công và người tu luyện âm công của Băng Nguyên Cung, truyền thụ đều là công pháp chỉ một thuộc tính thuần khiết. Nhìn ra được nghi ngờ của hắn, Khang Đường chủ vừa đi vừa truyền âm qua. Trương Huyền gật đầu, thật ra không cần hắn nói, sử dụng mắt minh lý cũng nhìn ra manh mối. Nữ tử mặc trang phục màu lửa đỏ tu luyện đều là công pháp thuộc tính hỏa hoặc thuộc tính dương, chân khí cực nóng, giống như ngọn lửa cho nên mới cho người ta một loại cảm giác bạo phát mãnh liệt. Nữ tử mặc y phục màu trắng cho bọn họ dẫn đường, tu luyện lực lượng thuộc tính âm hàn, nói năng thận trọng, cho người ta một loại cảm giác cực tuyệt từ ngàn dặm. Công pháp khác nhau, khiến người ta cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Đầm âm dương, chia ra làm đầm dương, đầm âm, cùng với khu vực hỗn hợp, tu luyện công pháp tương ứng, mới có khả năng xử lý. Khang đường chủ tiếp tục nói. Trương Huyền kinh ngạc trước đó nghe được đầm âm dương hắn còn tưởng rằng chính là tên gọi của một chỗ bảo địa hiện tại xem ra sợ rằng không đơn giản như vậy đi một hồi nữ tử dẫn đường ngừng lại cung chủ đang ở bên trong mời mấy vị vào bên trong khang đường chủ và mọi người đi về phía trước đó là một gian phòng rộng rãi xung quanh trang trí chẳng những không xa hoa ngược lại thoạt nhìn có chút đơn giản một nữ tử ngồi ngay ngắn ở trên vị trí chính giữa thần sắc thản nhiên nhìn qua đối phương nhìn bọn họ, Trương Huyền cũng đưa mắt tập trung qua. Người nữ tử trước mắt này, thoạt nhìn chừng 30 tuổi, chỉ có điều diện mạo mỹ lệ, năm tháng không lưu lại quá nhiều vết tích ở trên mặt. Một mái tóc dài đen nhánh, phối hợp với y phục trắng như tuyết, có vẻ giống như người trong bức tranh, vô cùng đẹp mắt. Đương nhiên, tuy rằng rất đẹp, so với triệu nhã vẫn có chút không bằng. Liếc mắt thoáng nhìn, Trương Huyền liền quan sát tu vi của nàng khí tức toàn thân ẩn nấp ở bên trong thân thể, khiến người ta khó có thể cảm thấy, nhưng cho Trương Huyền một loại cảm giác nguy hiểm, nhất là linh hồn mang theo rất mạnh đẻ ép, dường như ẩn nấp ở bên trong thân thể vũ hồn đều có thể bị đơn giản nhìn thấu. Chẳng lẽ là, hợp linh cảnh, trong lòng hắn thoáng động, người trước mắt này, cho hắn cảm giác, rất rõ ràng so với triệu minh chủ, tiết nhất sao, khang đường chủ còn muốn mãnh liệt hơn. Cảm giác áp bách cũng lớn hơn, ba vị trước đó, đều là nhân vật đạt được hóa phàm tứ trọng đỉnh phong nhất. Lợi hại hơn, sợ rằng dĩ nhiên đột phá tầng rào cản kia. Hóa phàm ngũ trọng hợp linh cảnh, linh hồn nhận được tăng thêm trên diện rộng, càng phù hợp với tự nhiên hơn. Loại cường giả này, giờ tay nhấc chân, mang theo lực lượng cường đại hơn, chiến lực không tầm thường. Mắt minh lý, mắt minh lý vận chuyển, Trương Huyền nhìn sang, chỉ liếc mắt thoáng nhìn, chân mày không nhịn được nhíu lại một cái. Hắn đang quan sát, đã thấy khang đường chủ bước lên trước cười ôm quyền ngô cung chủ đã lâu không gặp xem ra cũng biết thực lực sức lực của nàng mạnh mẽ cho dù khang đường chủ thân là danh sư tứ tinh đỉnh phong cũng không dám kiêu ngạo mà là thái độ cung kính đã lâu không gặp đây là người sát hạch ngươi tuyển chọn ra muốn đi vào đầm âm dương nữ tử ngô cung chủ trả lời một câu mắt rơi ở trên thân mọi người nhướng mày thế nào lại là ba người là như vậy ba người này đều là nhân tài ưu tú nhất trong thế hệ trẻ tuổi. Ta thật sự khó có thể lấy hay bỏ, dẫn tất cả tới, là hy vọng cung chủ có thể giàn xếp, để cho bọn họ đều tham gia sát hạch, giành được cơ hội tiến vào đầm âm dương. Khang đường chủ vội vàng giải thích. Quy định đầm âm dương của ta, đường chủ chắc hẳn là hiểu rõ. Hai danh ngạch, chính là hai, không thể phá. Ngô cung chủ khoát tay áo, giống như một khối băng lạnh giá, không quan tâm tới giao tình trước đây chương 956, cho người một lần cơ hội hai. Điều này, được rồi. Thấy thái độ của nàng kiên quyết, hoàn toàn không có chút đường sống quay về, khang đường chủ biết nói nhiều hơn nữa khẳng định cũng vô dụng, không thể làm gì khác hơn là cười gượng lắc đầu, lại nhìn qua. Không biết sát hạch thế nào, ta cũng tiện để cho bọn họ chuẩn bị một chút. Rất đơn giản, chỉ cần có thể ở trong phòng băng hỏa của ta thành công đi ra, xem như thông qua. Ngô Cung chủ thản nhiên nói: "Phòng băng hỏa?" Khang Đường chủ nhướng mày, hình như ngay cả hắn cũng không rõ lắm. "Phòng băng hỏa là thứ thử thách đặc biệt của Băng Nguyên Cung ta, giống như đá vấn tâm, nhỏ vào máu tươi, tinh thần sẽ phải chịu băng hỏa dày vò. Có thể chịu được, đồng thời ở trong một canh giờ tìm được lối ra rời khỏi đó, xem như thông qua. Không ra được, mất đi tư cách." Ngô Cung chủ giải thích. Mọi người gật đầu vốn tưởng rằng là dạng sát hạch gì, không nghĩ tới là rèn luyện trên tinh thần. Loại sát hạch này và lực ý chí có liên quan đến, ngược lại cùng tu vi quan hệ không lớn. Trong ba người tuyển chọn ra hai người, để cho ai tham gia, vẫn hy vọng mau chóng làm ra lựa chọn. Giải thích xong, ngô cung chủ tiếp tục nói. Không cần lựa chọn, nhược hoan, người cũng đừng tham gia nữa. Khang đường chủ quay đầu lại phân phó. Vâng, gương mặt nhược hoan công tử giống như trái mướp đắng tuy rằng không cam lòng nhưng lão sư đưa ra quyết định hắn không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng làm danh sư tôn sư trọng đạo đứng hàng đầu mệnh lệnh của lão sư không thể vi phạm hắn đang đầy chán nản cảm thấy mất đi một lần cơ hội liền nghe được giọng nói hờ hững của trương sư cách đó không xa vang lên tạm thời không vội nói xong hắn ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử trước mắt ngô công chủ chúng ta muốn ba người đều tham gia sát hạch, không biết có yêu cầu gì. Nghe được hắn nói chen vào, ngô cung chủ nhướng mày, lộ ra vẻ không vui. Khang đường chủ, đây là hậu bối ngươi dẫn đến. Trường bối nói, từ lúc nào đến lượt một vãn bối nói xen vào. Trương sư, cũng không nghĩ tới hắn lại đột nhiên nói chuyện, khang đường chủ không nhịn được nhìn lại, đầy sốt ruột. Tuy rằng chỉ có hai danh ngạch, dù sao cũng có cơ hội. Một khi chọc giận đối phương, cơ hội này cũng sẽ không có. Hắn ở liên minh vạn quốc địa vị rất cao, nhưng đối mặt với băng nguyên cung toàn bộ huyến vũ đế quốc chỉ có một, đường đường là cường giả hóa phàm ngũ trọng, một đường chủ phân bộ, lại có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Người thành đạt làm sư, tuổi còn nhỏ, không nhất định chính là vãn bối. Tuổi tác lớn, cũng có thể là sống uổng hồi lâu, lãng phí tuổi xuân phơi phới. Như vậy đi, ngô cung chủ, ta cho ngươi một lần cơ hội, tự mình ra tay giúp người chỉ điểm một lần để đổi lấy một danh ngạch sát hạch như thế nào không để ý tới sự khẩn trương của khang đường chủ trương huyền hờ hững nhìn qua a à, trước mắt tối sầm khang đường chủ nhược hoan công tử đồng thời thoáng lảo đảo một cái cũng thiếu chút nữa thì nôn ra máu trên đường đến đây đã nói không nên nói chuyện lung tung ngô cung chủ không dễ ở chung không thấy được ngay cả bản thân đường chủ cũng vẫn thận trọng sao Ngươi chỉ điểm nàng một lần, còn tính là cho nàng cơ hội. Ta ngất, trước đó không nói ngươi vừa sát hạch trở thành danh sư tứ tinh, cho dù Khang Đường chủ tứ tinh đỉnh phong cũng không có tư cách này. Dù sao đối phương lại là cường giả hóa phàm ngũ trọng chân chính. Bất kể tu vi hay kiến thức đều vượt qua mọi người. Ngươi, một kẻ vừa đột phá nhị trọng, nói như vậy. Thật sự không sợ bị đánh chết sao? Chỉ điểm cho ta. Quả nhiên, nghe nói như thế lông mày ngô cung chủ trầm xuống, một khí tức cường đại từ trên người phát ra, khiến cho người ta khiếp sợ tới cực độ. Người muốn chỉ điểm ta, còn tính là cho ta cơ hội. Không sai, cơ hội chỉ có một lần, ngàn vạn lần nên nắm chặt. Nếu không, sau này, muốn bảo ta chỉ điểm, cũng không có. Không để ý tới khí tức trên người đối phương tăng lên, Trương Huyền lắc đầu. Triệu nhã, nàng nhanh khuyên nhủ. Thấy vị trương sư này càng nói càng thái quá, khóe miệng nhược hoan công tử co giật không nhịn được truyền âm cho triệu nhã ở bên cạnh hắn biết trương sư vô cùng coi trọng người học sinh này nàng nói có lẽ có thể đưa đến tác dụng được triệu nhã gật đầu đi lên phía trước ngô công chủ lão sư nhà chúng ta nói rất đúng đây là một lần cơ hội nàng ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ nếu không nhất định sẽ hối hận ta ngất nhược hoan công tử thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu tươi đại tỷ, ta là bảo nàng khuyên can lão sư của nàng, bảo hắn không nên nói bậy. Mặt nàng nghiêm túc như vậy khuyên ngô cung chủ có ý gì? Còn ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ, nhất định sẽ hối hận. Nàng đối với lão sư của nàng cũng không tránh khỏi quá tin tưởng đi. Danh sư hóa phàm nhị trọng nói một cường giả hóa phàm ngũ trọng như vậy, vẫn nói chắc chắn, hoàn toàn không có chút đỏ mặt và xấu hổ. Hai sư đồ các ngươi, không nên tự tin như vậy đi. Nàng Ngô Cung Chủ cũng tức sắp nổ tung, vung ống tay áo. Khang Đường Chủ, vẫn mong người dẫn người đi, băng nguyên cung ta không chào đón loại người lỗ mãng kiêu căng. chương 957, Nam không ra nam nữ không ra nữ một. Ngô Cung Chủ, trương sư hắn không phải là hạng người lỗ mãng. Không nghĩ tới vị trương sư này chỉ nói một câu, khiến cho Ngô Cung Chủ luôn luôn trầm ổn, vui buồn không lộ ra, lại tức giận tới mức đuổi người, khóe miệng Khang Đường Chủ giật loạn. Hắn cũng cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Vì hai danh ngạch này, hắn không biết đã phải cố gắng bao nhiêu. Vị này thì hay rồi, chỉ một câu nói đã đắc tội người ta. Tiễn khách, không để ý tới lời giải thích của hắn, Ngô công chủ quát lớn một tiếng. "Âm." Nghe được âm thanh này, mấy người nữ tử mặc y phục màu trắng vừa đưa bọn họ tới, liền tiến tới trước mặt, vẻ mặt không vui. "Mấy vị, xin mời." Ngô công chủ Khang đường chủ còn muốn nói thêm vài câu, đã bị Trương Huyền cắt ngang. Được rồi, Khang đường chủ, cần gì để ý tới kẻ nam không ra nam nữ không ra nữ này. Bảo chúng ta đi, chúng ta trực tiếp rời đi là được. Kết! Dưới chân nhược hoan công tử thoáng trượt một cái, thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Khang đường chủ cũng lập tức hóa đá, cứng nở tại chỗ. Vị ngô cung chủ trước mắt này, hắn đã quen biết từ nhiều năm trước, mỹ lệ, trang nhã nữ nhân nhìn thấy nàng cũng sẽ tự cảm thấy xấu hổ đối với nhân vật như vậy trương sư tự nhiên trực tiếp nói là nam không ra nam nữ không ra nữ cho dù nàng không đồng ý cho thêm một danh ngạch hai người cũng đã không tệ lắm cho dù bị đuổi ra ngoài cũng coi như an toàn rời đi không xé rách ra mặt cái này thì hay rồi trực tiếp mắng chửi người vị cường giả hóa phàm ngũ trọng này không nổi giận lập tức đánh chết ngươi mới là lạ thân thể hắn thoáng động chân khí trong cơ thể vận chuyển, chắn ở trước mặt Trương Huyền. Chỉ cần đối phương nổi giận, cho dù phải liều mạng trọng thương, hắn cũng muốn đưa người đi ra. Ngươi nói cái gì? Quả nhiên, sắc mặt ngô cung chủ thâm trầm như sắt, lúc trước dĩ nhiên bị lửa giận thiêu đốt, ánh mắt hình như muốn xé nát người. Ta nói cái gì, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng, còn muốn ta nói thẳng ra. Trương Huyền cũng không lo lắng, ánh mắt thản nhiên. Nếu như ta không nhìn nhầm, Lông ở một vài nơi của ngươi, chắc hẳn là mọc rất nhanh, cũng rất dài. Phụt, mắt tối sầm, Nhược Hoan công tử thật sự nhịn không được, thiếu chút nữa một hơi không thở ra được, chết ngay tại chỗ. Cái gì? Đại ca, người đây là cố ý. Mắng người ta nam không ra nam nữ không ra nữ, lại đủ vô sỉ. Lần này tự nhiên lại quan tâm tới lông người ta, lông người ta lại dài, đã có quần áo chống đỡ, ăn thua gì tới ngươi? ở trước mặt mọi người nói ra như vậy, không phải đùa giỡn lưu manh thì là làm gì? Lại nói, cho dù lông dài, ngươi làm thế nào nhìn ra được? Năng lực quan sát của danh sư đều bị ngươi dùng làm gì vậy? Khang Đường chủ không khác gì người học sinh này của hắn, cũng cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn đánh xuống một hồi. Chân khí hắn thật vất vả mới tập trung lại, thiếu chút nữa thì không giữ được, tu vi bị phá hủy. Hắn lại là Đường chủ danh sư Đường một trong những cường giả vạn quốc thành địa vị tôn quý nhất, sư đạo tôn nghiêm, nói năng thận trọng. Kết quả chạy đến nơi đây, cùng người này đùa dỡn lưu manh, khiêu khích cung chủ băng nguyên cung người ta. Trong lúc nhất thời, khuôn mặt hắn giàu dĩ vặn vẹo, tâm tư muốn chết cũng có. Chỉ có điều, vị trương sư này dù sao cũng là do hắn dẫn đến, một phần của danh sư đường. Cho dù thất lễ nữa, hắn cũng không có khả năng buông tha. Hắn cắn răng một cái, đang định nhận lửa giận giống như bão tố của đối phương. Nhưng hắn lại nhìn thấy Ngô công chủ vừa rồi còn lửa giận thiêu đốt, hận không thể giết người, lúc này sắc mặt trắng bệch nhìn qua. "Ngươi, làm sao ngươi biết được?" A. À, chân khí lại va chạm, thân thể Khang Đường chủ mềm nhũn. "Nói đúng, mắng nàng là nam không ra nam nữ không ra nữ, còn nói lông nàng dài." Nàng không những không có tức giận, còn thừa nhận. "Là ta nghe nhầm, hay Ngô công chủ điên rồi?" rất đơn giản, thân thể âm hàn, rất nhiều huyệt đạo lại để lộ ra dương khí. giơ tay nhấc chân là sử nữ nhu nhược, trong lời nói lại trung khí mười phần. Hình như sớm biết rằng nàng sẽ thừa nhận, thần sắc trương huyền vẫn giống như bình thường. Nếu như ta không nhìn nhầm, người chắc hẳn là âm dương tương khắc, không có cách nào điều hòa. Nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể mọc ra tròm dâu của nam nhân, lỗ chân lông trên da tăng lớn, lông thành dài ra. Điều này, thân thể ngô cung chủ chấn động. Đối phương nói không sai, trong cơ thể nàng quả thật âm dương tương khắc, không có cách nào điều hòa. Nhất là hai năm gần đây, tự nhiên mọc ra tròm dâu chỉ nam nhân mới có. Nếu không phải mỗi ngày đều cạo, luôn luôn duy trì uy nghiêm, chỉ sợ sớm đã bị những người khác biết, cười nhạo mà chết. Vốn tưởng rằng, chỉ là không trung hòa được âm dương trong cơ thể, chỉ cần cố gắng tu luyện lại có thể giải quyết. Ai biết, dựa theo thời gian trôi qua, loại tình huống này càng lúc cũng nặng thêm. Thậm chí tóc gáy trên thân thể cũng bắt đầu có biến hóa lớn. Chuyện này, dính dáng tới bí mật của nữ tử, nàng xấu hổ nói với người khác, lại không dám tìm người khác khám cho. Không nghĩ tới lại bị người trước mắt này, vừa mở miệng liền nói ra. Hắn, làm sao nhìn ra được? Người nói lông là, chỉ dâu mép. Ngô cung chủ kinh ngạc, thân thể run rẩy. Khang đường chủ, nhược hoan công tử lại há hốc miệng, đồng thời lau mồ hôi trên đầu một cái, vẻ mặt xấu hổ. Vừa rồi, mới nghe được lông dài ra, lại tự nhiên mà nghĩ sai. Bọn họ làm sao có thể nghĩ đến nữ nhân cũng sẽ mọc dâu mép. Người bị kiếm khí nóng rực gây thương tích, cảm thấy tu luyện đại lăng hoa công sắc bén vô cùng, nữ tử không phát huy ra uy lực lớn nhất. Vì vậy sửa lại, tu luyện công pháp thuộc tính âm. Kết quả, không điều hòa được lực lượng trong cơ thể, cuối cùng biến thành như vậy nếu như không thể đúng lúc khơi thông bây giờ còn có thể sử dụng man lực áp chế không bị người ngoài phát hiện ba năm sau sợ rằng lại khó che giấu nữa trương huyền nói đối phương không thi triển võ kỹ không thể sử dụng thiên đạo đồ thư quán hắn không có cách nào biết được kỹ lưỡng hơn chỉ có điều mắt minh lý quan sát rất kỹ vị ngô cung chủ này mỗi ngày cạo dâu giấu giếm mọi người nhưng không giấu giếm được ánh mắt hắn nhìn ra âm dương mất cân đối Kết hợp với vấn đề Khang Đường chủ trước đó đã từng hỏi, hắn suy đoán ra nguyên nhân căn bệnh, không khó. Đại Lăng Hoa Công, chú ý chính là sắc bén, một tiếng khí hưng, hai tiếng suy, ba tiếng kết thúc, thuộc về thuộc tính dương, công pháp mạnh mẽ đến cực điểm. Trước đây thời điểm nhìn thấy vấn đề này, tưởng là một nam tử, hắn không lưu tâm. Chương 958, nam không ra nam nữ không ra nữ hai. Khi biết người tu luyện là Ngô công chủ hắn đã cảm thấy kỳ quái. Lúc này lại nhìn thấy đối phương xảy ra vấn đề, làm sao còn không rõ. Tất nhiên là sau khi tu luyện Đại Lăng Hoa Công, lại tu luyện Pháp Quyết thuộc tính âm, lúc này mới đưa đến lực lượng tương khắc, không có cách nào trung hòa. Mà giải quyết biện pháp tốt nhất, chính là phá hủy căn cơ, bắt đầu trở lại. Nhưng đường đường là cung chủ, người mạnh nhất của băng nguyên cung, làm sao có thể bỏ được làm như vậy? Vừa mới bắt đầu còn có thể áp chế, dựa theo thời gian chậm rãi trôi qua tần suất nhiều lần càng lúc càng nhiều còn muốn khống chế đã không thể nào về phần vì sao đường đường là nữ tử phải tu luyện công pháp nam tử mạnh mẽ hắn cũng không biết được rõ ràng chỉ có điều có khả năng liên quan tới đầm âm dương thật giống như nữ tử y phục màu đỏ nhìn thấy trước đó tu luyện chính là pháp quyết thuộc tính hỏa thuộc tính dương nghe đến mấy cái phân tích và lời nói này Đám người Khang Đường chủ cảm thấy có phần giống nửa đêm nói chuyện phương Tây. Sắc mặt Ngô cung chủ lại trong nháy mắt trắng bệch. Đối phương nói hoàn toàn không sai. Trước đây, sau khi tu luyện Đại Lăng Hoa công, bản thân bị trọng thương. Tuy rằng được Khang Đường chủ cứu chữa, nhưng cũng tản hết tu vi, vì vậy liền sửa thành tu luyện pháp quyết nữ tính âm nhu, dùng để đột phá, đồng thời hóa giải kiếm khí nóng rực bắt được trong cơ thể. Phương pháp giải quyết tản hết tu vi kỹ càng tỉ mỉ có thể thấy được ba vấn đề của Khang Đường chủ. Bởi vì tu luyện qua một lần, tốc độ tiến bộ cực nhanh, rất nhanh thành công, hoàn toàn tản hết kiếm khí, thương thế khôi phục. Nhưng cũng bởi vậy, lưu lại bệnh căn, xuất hiện cục diện hôm nay. Xin hỏi, có thể có phương pháp giải quyết hay không? Biết đối phương liếc mắt nhìn ra, có lẽ có thể giải quyết, Ngô cung chủ không nhịn được nhìn qua. Phương pháp giải quyết là có, trực tiếp nhất chính là tàn hết tu vi, tiêu hao hết lực lượng, thành một người bình thường." Trương Huyền nói. "Thành là người bình thường, không được, tuổi thọ của ta đã vượt quá 100. Một khi tàn hết tu vi, nhất định sẽ trực tiếp giải yếu dẫn đến tử vong." Ngô cung chủ vội hỏi. "Phương pháp này, nàng không phải chưa từng nghĩ tới. Nhưng hiện tại tuổi tác nàng đã vượt quá cửa ải lớn 100 của người bình thường. Nếu như không có tu vi duy trì, tất nhiên lập tức giải yếu không cần tới ba ngày, sẽ thân chết đạo tiêu. Thực sự như vậy, cho dù giải quyết được vấn đề khó khăn, thì có ích lợi gì? Còn không bằng giống như bây giờ kéo dài hơi tàn sống sót. Trương Huyền gật đầu. Lời đối phương nói thật ra là lời nói thật. Tuổi thọ của hóa phàm cảnh là dựa vào tu vi duy trì. Không có tu vi, vượt quá 100 tuổi, làm sao có thể còn tiếp tục sống sót? Có thể còn có biện pháp khác hay không? Ngô Cung Chủ lại nhìn qua. Cái này, như vậy đi, nàng đánh một bộ quyền cho ta xem, ta có thể giúp ngươi chỉ điểm một lần, giúp ngươi giải quyết tai họa ngầm. Chỉ có điều có thể giải quyết hay không, lại không nhất định. Trương Huyền khoát tay áo. Hắn tuy rằng có thể đoán ra chỗ có vấn đề của đối phương, nhưng không có thiên đạo đồ thư quán phân tích nguyên nhân, điều tra rõ chỗ thiếu hụt, giải quyết như thế nào hắn vẫn không rõ lắm. Đương nhiên, cuối cùng có thể giải quyết hay không, hắn cũng không dám bảo đảm, không dám nói lời quá vẹn toàn. Được, không quan tâm trương sư có thể giúp ta giải quyết hay không, ta đều sẽ cho ba người các ngươi danh ngạch sát hạch. Có chút do dự, ngô cung chủ gật đầu. Nàng bị loại trạng thái nam không ra nam nữ không ra nữ này hành hạ, đã sắp phát điên rồi. Nếu như vị trước mắt này có thể giải quyết, đừng nói một danh ngạch sát hạch, cho dù bỏ ra cái giá lớn hơn nữa, nàng cũng sẽ không do dự. Ừ, Trương Huyền gật đầu. Sở dĩ nói nhiều như vậy, chính là vì danh ngạch nếu đối phương đáp ứng, tự nhiên cũng phải dùng hết toàn lực giúp nàng trị liệu. Vậy, là được. Thấy ngô cung chủ mới vừa rồi còn dương cung bạt kiếm, bất cứ lúc nào cũng muốn giết người, nói qua mấy câu, không chỉ lửa giận tiêu hết, còn đáp ứng đưa cho danh ngạch, khang đường chủ trợn mắt há hốc mồm. Cái này cũng thật lợi hại. Cho dù tận mắt nhìn thấy, hắn cũng cảm thấy khó có thể tin nổi. Nhược hoan công tử càng kinh ngạc có chút phát điên. Ban đầu, bởi vì đối phương, tuyển chọn thi đấu bại, vẫn cảm thấy là mình vận khí kém, chỉ cần cố gắng tu luyện, học tập cho giỏi, hai tháng sau, chưa chắc không thể có cục diện hòa nhau, một lần nữa lấy lại được danh hiệu đệ nhất thiên tài liên minh vạn quốc vào tay. Trải qua chuyện này, hắn mới biết được, đối phương bất kể năng lực quan sát, hay là nắm chắc đối với chi tiết, hắn đều không thể so sánh. Thậm chí, ngay cả lão sư của mình, có khả năng cũng có chút không bằng. Người này, thực sự là một danh sư tứ tinh vừa thông qua sát hạch sao. Bắt đầu đi, không biết suy nghĩ trong lòng hắn, đôi mắt trương huyền nhìn ngô cung chủ phía trước khoát tay áo. Được, ngô cung chủ gật đầu, cánh tay chấn động, một bộ võ kỹ từ lòng bàn tay thi triển ra. Trương huyền lại giả vờ quan sát, mở ra quyển sách trong đầu, quan sát mấu chốt và vấn đề cụ thể. Vù, rất nhanh, ngô cung chủ dừng lại nhìn qua. Tình hình này của ta, có thể còn có phương pháp cứu chữa khác hay không? Nàng mở miệng hỏi, hơi thở không nhịn được có chút gấp gáp. Nếu như không có cách nào giải quyết, vậy không biết ngày tháng sau này sẽ làm thế nào tiếp tục chịu đựng nữa? Cái này có thể giải quyết. Thở ra một hơi, Trương Huyền không trực tiếp trả lời mà ánh mắt cổ quái nhìn qua. Nàng thấy nhân phẩm của khang đường chủ chúng ta thế nào? À, mô cung chủ sướng sờ ở tại chỗ chương 959, Trương Huyền làm Mike một Bảo ngươi trị liệu giúp ta, hỏi ta về khang đường chủ làm gì. Ngô cùng chủ nghi hoặc hỏi, ta và đường chủ nhiều năm trước đã quen biết, cũng coi như là quen thuộc. Khang cảm ở bên cạnh cũng đầu đầy sương mù, không rõ rốt cuộc vị trương sư này đang suy nghĩ cái gì. Quen thuộc thì đơn giản rồi. Trương Huyền mỉm cười, chậm rãi nói, đường chủ chúng ta quang minh chính trực, nhiệt tình vì lợi ích chung, còn có chức nghiệp danh sư, tiền đồ vô lượng, mấu chốt nhất chính là. Dáng dấp cũng rất tốt. Nghe hắn càng nói càng nhiều, sương mù trong đầu Ngô cung chủ cũng càng ngày càng nhiều, vẻ mặt không rõ ràng cho lắm, Khang Đường chủ là người không tệ, vì toàn bộ danh sư đường mà không tiếc đánh đổi rất lớn để đổi lấy danh ngạch đi vào âm dương đầm. Chỉ là, những chuyện này có quan hệ tới việc giúp ta trị liệu xung đột âm dương hay sao? Đương nhiên có quan hệ. Trương Huyền lạnh nhạt nhìn qua, không bằng hai người kết hôn đi phốc. Khang đường chủ ở bên cạnh bị nước bọt sặc một cái, thiếu chút nữa đã ngất đi, nhược hoan công tử cũng trợn to mắt. Không phải ngươi đi chữa bệnh ư, nhìn thế nào cũng thấy giống như là làm mai vậy. Giới thiệu cho khang đường chủ và ngô cung chủ kết hôn. Người quả thực là người có can đảm. Kết hôn, thân thể ngô cung chủ cũng nhoáng một cái, trước mắt biến thành màu đen. Nàng chỉ cho cái tên này chữa bệnh cho mình, làm sao trong nháy mắt đã nói chuyện cưới gả vậy chứ muốn ta gả cho vị khang đường chủ này, cái quỷ gì vậy? Không sai, người thân là nữ tử, tu luyện công pháp cương mãnh không có vấn đề gì. Nhưng mà sai là sai ở chỗ nửa đường thay đổi pháp quyết có lực lượng trái lại, dẫn đến âm dương xung đột lẫn nhau, tạo thành tai họa ngầm trên thân thể. Muốn giải quyết triệt để, chỉ có tìm một người hôn phối tu vi không kém nhiều, chân khí, lực lượng cũng được khống chế 10 phần tinh thuần, để âm dương điều hòa. Trương Huyền nói, Khang Đường Chủ có tu vi hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, cách ngũ trọng chỉ có tranh lệch nửa bước, thân là danh sư tứ tinh đỉnh phong, lý giải đối với tu vi, chỉ sợ ngươi cũng theo không kịp, cho nên. Hắn là người phù hợp với điều kiện nhất, nếu như hai người ở cùng một chỗ, ngắn thì ba tháng, lâu là nửa năm thì hoàn toàn có thể hóa giải được cái gọi là âm dương xung đột lẫn nhau của ngươi. Giúp ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Chuyện này, ngô cung chủ ngẩn ngơ, không nghĩ tới tình huống của nàng lại có thể giải quyết như vậy. Từ khi tu luyện nàng một mực thủ thân như ngọc, nam nhân chưa từng được chạm phải nàng nửa điểm. Cho dù xem như vì chữa khỏi vấn đề trên thân thể mà trực tiếp lấy chồng, như vậy trên tâm lý cũng có chút không tiếp thụ được. Chẳng lẽ không có những biện pháp khác, chuyện này, nhất định không được. Nàng còn đang trần chờ thì khang đường chủ ở bên cạnh vội vàng mở miệng. Mặc dù hắn cũng chưa từng hôn phối, thế nhưng để hắn cưới một mỹ nữ có dâu quai nón dù thế nào hắn cũng không làm được a hát nhớ tới việc nàng còn chuyên cần cạo dâu hơn so với mình thì hắn đã cảm thấy dùng mình cảm thấy phát tởm những biện pháp khác đương nhiên là có chỉ có điều đây là biện pháp đơn giản nhất trương huyền nói chỉ cần có những biện pháp khác là tốt rồi chỉ cần ta có thể làm được thì ta sẽ không tiếc khang đường chủ vội nói chỉ có điều lời còn chưa dứt thì đã thấy một ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm tới đồng thời còn có một thanh âm âm trầm vang lên khang cảm người có ý gì cảm thấy ta không xứng với ngươi hay là vì cái gì khác lại còn từ chối gấp gáp như vậy chứ coi như vì chữa bệnh thì nàng cũng không muốn gả cho lão già trước mắt này thế nhưng nếu muốn từ chối thì cũng phải là bản thân chối từ a hát sao lão già này lại giống như đụng phải khoai lang bỏng tay vậy người có ý gì chẳng lẽ ta không được chào đón như vậy sao luận tu vi Ta là hóa phàm ngũ trọng, vượt xa so với ngươi. Luận địa vị, ta là cung chủ Băng Nguyên cung, là tồn tại mà vô số đường chủ danh sư đường phải cúi đầu. Luận dung mạo, mặc dù không nói quốc sắc thiên hương, thế nhưng cũng tuyệt đối được cho là huynh quốc huynh thành, vạn dặm không một, cho dù lớn tuổi thì tư sắc cũng không giảm so với năm đó. Ta còn chưa nói muốn gả cho ngươi, bằng cái gì mà ngươi nóng nảy muốn phủi sạch quan hệ cứ như vậy chứ? Ngô cung chủ nói đùa rồi ta nào có ý tứ kia, chẳng qua là cảm thấy. Không nghĩ tới đối phương lại quấy dày ở trên vấn đề này, khóe miệng khang đường chủ giật một cái rồi nói, ta không xứng với ngươi, là ta không xứng với ngươi. Ngươi tự mình biết mình là tốt rồi. Nghe thấy hắn nói như thế, lúc này ngô công chủ mới dễ chịu hơn một chút, lại lần nữa nhìn về phía thanh niên trước mắt rồi nói, ngươi nói xem những biện pháp khác là cái gì. Chỉ cần ta có thể làm được thì sẽ không tiếc. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép khang đường chủ không còn gì để nói đây không phải giống như ta nói hay sao nếu không phải ngươi ngắt lời thì nhất định hắn đã sớm nói xong rồi còn có một cái biện pháp có chính là tìm được một cường giả có thể chất thuần âm tu vi không kém bao nhiêu với ngươi mượn nhờ máu của nàng mà hóa giải dương khí còn sót lại trong cơ thể ngươi không cần quá nhiều một giọt là đủ rồi trương huyền nói tiếp thể chất thuần âm ngô cung chủ cười khổ thể chất đặc thù giống như một hạt cát trong biển rộng nếu như dễ dàng tìm kiếm như vậy, nhất định người người đều là cao thủ. Nguyên hỏa băng nguyên các nàng, từ nhỏ đã bắt đầu để cho người ta tu luyện công pháp âm thuộc tính, dương thuộc tính công pháp. Thậm chí còn không tiếc làm ra âm dương đầm, chính là vì muốn bồi dưỡng ra người tu luyện thuần dương hoặc là thuần âm. Đáng tiếc, đã nhiều năm như vậy mà vẫn luôn không thành công. Hơn nữa, coi như thành công thì khẳng định cũng sẽ lập tức bị tổng bộ tiếp đi. Muốn mượn dùng máu tươi của loại người này, giải quyết tai họa ngầm thay nàng là chuyện gần như không có khả năng. Chuyện này, không có khả năng thực hiện, nếu không, để ta kết hôn cùng khang đường chủ đi. Vẻ mặt rất khó coi, ngô cung chủ trần chờ nói. Không cần, không nên kết hôn với ta, thể chất thuần âm, ở đây chẳng phải có một người hay sao. Nhìn thấy vị mỹ nữ dâu quai nón trước mắt này có dự định muốn kết hôn cùng hắn. Thiếu chút nữa khang đường chủ đã hù chết tại chỗ, hắn vội vàng la lên. Có. Ngô cung chủ sướng sờ, ở đâu có thể chất thuần âm. Loại thể chất này ngàn năm không ra một người, thừa thất không gì sánh được, tại sao có thể có được cơ chứ? Người học sinh này của trương sư, triệu nhã, chính là thể chất thuần âm, hơn nữa đã kích hoạt được 20%. Sợ đối phương sẽ có chủ ý với hắn cho nên khang đường chủ vội vàng giới thiệu. Người là thể chất thuần âm, con người có rụt lại, ngô cung chủ vội vàng nhìn về phía nữ tử trước mặt đúng nàng là thể chất thuần âm tuyệt đối không sai khang đường chủ nói xong lại nhịn không được nhìn về phía trương huyền nói đã là thuần âm thể chất một giọt máu là có thể giải quyết vì sao ngươi lại muốn hai ta kết hôn vị trương sư này cũng thật là phương pháp thứ hai đã đơn giản như vậy tại sao phải để bọn hắn kết hôn cơ chứ triệu nhã là đệ tử của ta ta có nghĩa vụ phải chiếu cố cho nàng không bị bất cứ thương tổn gì đương nhiên phải hy sinh ngươi rồi lại nói tìm một nàng dâu giúp ngươi, chuyện tốt như vậy mà lại không làm. Thật sự là không biết ý tốt của người khác, Trương Huyền dùng giọng đương nhiên mà nói. Khang đường chủ nhoáng một cái. Bảo hộ học sinh của ngươi thì có thể lấy ta khai đao sao? Còn nói tới lòng tốt, tốt cái em gái ngươi a hát. Có bản lĩnh thì ngươi cưới muội tử dâu quai nón này mà xem. Hai người tranh chấp ở chỗ này, bên kia toàn thân ngô cung chủ run rẩy nhìn về phía triệu nhã cho đến bây giờ cũng không dám tin tưởng, người thực sự là thể chất thuần âm. Đúng vậy, triệu nhã nhướng mày, chân khí trong cơ thể vận chuyển, thể chất trong nháy mắt đã bộc phát, một luồng khí lạnh bắn thẳng mây xanh. Nương theo tu vi đạt đến nửa bước hóa phàm, thể chất nàng phát huy càng thêm phát huy vô cùng tinh tế. Trong cùng cấp bậc tương đồng, chỉ sợ cũng chỉ có loại biến thái như trương huyền mới có thể thắng được, coi như là một chút danh sư cũng rất khó là đối thủ của nàng. Quả nhiên là, quả nhiên là, người của nguyên hỏa băng nguyên được cứu rồi. Cảm nhận được khí tức phát ra từ trên người triệu nhã, hốc mắt ngô cung chủ đỏ lên, ngay sau đó nắm lấy cánh tay của triệu nhã, người tên là gì? Triệu nhã, thấy ngô cung chủ mới vừa rồi còn bình thường lại đột nhiên trở nên điên điên khùng khùng, triệu nhã nhướng mày, đẩy bàn tay của nàng ra. Triệu nhã tiểu thư, ngươi, cùng ta quay về tổng bộ, chỉ cần ngươi đồng ý thì có thể lập tức tiếp nhận truyền thừa tốt nhất trong khoảng thời gian ngắn kích thể chất thuần âm của ngươi lên hoạt trăm phần trăm, nhảy lên trở thành cường giả đỉnh phong nhất trên toàn bộ đại lục. Ngô cung chủ tràn ngập kích động. Không cần, ta muốn đi cùng với lão sư, vẻ mặt triệu nhã rất là thản nhiên. Trương sư, một đường chỉ điểm khiến cho nàng đi đến bây giờ. Như cha như huynh, đã sớm là người mà nàng tôn kính nhất, khâm phục nhất. Nàng không có khả năng rời khỏi nơi này. Lão sư, người lão sư là ai? quá quá khích động, ngay cả ngô cung chủ cũng có chút không nhớ rõ. Chính là Trương Huyền Trương Sư. Triệu nhã vẻ mặt kiêu ngạo. Trương Sư. Lúc này ngô cung chủ mới kịp phản ứng, vội vàng nhìn sang, Trương Sư, liệu có thể. Đưa học sinh người cho nguyên hỏa băng nguyên chúng ta, chúng ta thật sự cần một vị cường giả thể chất thuần âm. Đưa, Trương Huyền lắc đầu, học sinh của ta là người, có tư tưởng của mình, có quyết định của nàng. Nếu như nạc nguyện ý đi, ta giơ tay đồng ý, không nguyện ý thì ai cũng không ép buộc được nổi. Mặc dù âm thanh rất bình thản, nhưng lại mang theo tự tin khó mà ngăn chặn được. Cũng đúng, nắm giữ thiên đạo thư viện, nhất định hắn sẽ đi theo một con đường không giống như con đường của tất cả mọi người. Chỉ cần triệu nhã không đồng ý, hắn có thể cam đoan, ai cũng không ép buộc được. Ta, không phải ta có ý tứ này, xin trương sư không nên hiểu lầm. Nghe thấy lời nói tự tin như vậy, Ngô Cung Chủ mới từ trong sự kích động khôi phục lại, vội vàng lắc đầu. Nói một chút xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trương Huyền nhìn qua, bằng vào nhãn lực của hắn, tự nhiên đó có thể thấy được vị Ngô Cung Chủ này là chân chính cao hứng, mà không phải là qua loa. Khi nghe thấy có thể giải quyết được tai họa ngầm trên thân thể nàng mà nàng cũng không có kích động như vậy, chỉ sợ chuyện kia không có đơn giản như vậy. Huống chi, nàng còn nói tới kích hoạt thể chất, nguyên hỏa băng nguyên có thể được cứu. Cái này, liên quan đến bí mật của nguyên hỏa băng nguyên chúng ta, xin lỗi ta không có cách nào làm chủ bẩm báo. Vẻ mặt xoắn suýt, ngô cung chủ trần chờ một chút rồi nói, như vậy đi, dù sao các ngươi cũng phải đi vào âm dương đầm, đợi sau khi đi ra, mặc kệ tổng bộ có đồng ý hay không, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời. Ừm, Trương Huyền gật đầu, mỗi một chức nghiệp đều có bí mật không thể nói và việc riêng tư, đối phương không muốn nói ra cũng là chuyện rất bình thường. Muốn ba danh ngạch, chẳng lẽ ba người các ngươi đều muốn đi vào âm dương đầm? Không xoắn suýt vấn đề này nữa, ngô cung chủ nhìn qua. Ta, nhược hoan công tử và triệu nhã, trương huyền gật đầu. Vậy thì tốt, phía trước chính là băng hỏa phòng, các ngươi phải thông qua khảo hạch thì mới có thể tiến vào âm dương đầm. Ngô Cung Chủ giải thích, sở dĩ để các ngươi khảo hạch là bởi vì âm dương đầm quỷ dị không gì sánh được, âm dương giao hòa thống khổ không chịu nổi nếu như ngay cả băng hỏa phòng cũng không kiên trì được tùy tiện đi vào sẽ vô cùng có khả năng thân tử đạo tiêu bị khí nóng rực đốt thành cho bụi hoặc là bị khí lạnh vô cùng đông thành cục băng thì ra là thế trương huyền gật đầu mới vừa rồi hắn còn cảm thấy kỳ lạ vì cái gì lại nói nhiều như vậy lại còn cần khảo hạch hóa ra nguyên nhân là ở đây giống như ủ phân làm nấm mốc vậy trước tiên phải thử trước mới được không nói tới tiến hành khảo hạch trước, làm không cẩn thận sẽ bởi vì không có cách nào thích ứng mà dẫn đến tử vong. Bởi vậy, cái gọi là khảo hạch trên thực tế cũng là một loại thủ đoạn bảo hộ, một loại phương pháp kiểm nghiệm có thể đi vào âm dương đầm hay không. Đi tới trước mặt băng hỏa phòng, Trương Huyền nhìn sang, có chút giống như ban đầu sử dụng tín nhiệm phòng ở Thiên Vũ Vương quốc khảo hạch danh sư vậy. Cần một giọt máu tươi mới có thể tiến vào trong. Các ngươi ai đi vào trước? Ngô Cung chủ cười nhìn qua, ta. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy nhược hoan công tử mang theo vẻ mặt lo lắng đi về phía trước. Thông qua mấy cửa khảo hạch cùng với vị trương huyền này. Xem như hắn đã có kinh nghiệm, nếu để cho hai người này lên trước, không nói tới việc ánh sáng đều bị che lấp mà có khả năng ngô cung chủ cũng sẽ bị liên lụy, không phải bị thương mà chính là xui xẻo. Từ chuyện ngô trưởng lão, vân trưởng lão, bạch trưởng lão lúc trước, là bọn hắn đã có thể nhìn ra, tuyệt đối không thể để cho cái tên này đi lên trước muốn an toàn thì phải muốn rời xa Trương Huyền. chương 960, Trương Huyền làm mai hai So với việc đi đằng sau gặp được các loại phiền phức, mất mặt, còn không bằng là người thứ nhất hoàn thành khảo hạch. Chí ít còn có thể có chút tự tin. Chích một giọt máu lên bên trên đá thạch anh ở ngoài cửa là có thể đi vào là được. Thấy cái tên này tích cực như thế, ngô cung chủ gật đầu dặn dò. Vâng, đi mấy bước tới trước mặt, nhược hoan công tử cắn ngón tay, nhỏ máu tươi lên rồi nhấc chân đi vào vừa tiến vào trong thì đã lập tức nghe được âm thanh ầm ầm không ngừng ở bên trong giống như sấm sét vang dội không biết đã trải qua chuyện kinh khủng gì nữa dường như ngô cung chủ đã sớm sẽ như vậy hai tay nàng chắp sau lưng yên tĩnh đứng tại chỗ kẹt kẹt không biết qua bao lâu một bóng người toàn thân cháy đen tóc dựng lên không ngừng có khói đen bốc lên đi ra ngoài không phải nhược hoan công tử thì là ai Quân Nhược Hoan lúc này đã không còn trạng thái công tử văn nhã như trước đó nữa, mà lại giống như một tên ăn mày mới từ trong đống rác chạy đến, một thân khét lẹt, thê thảm không gì sánh được. Mặc dù tâm cảnh bị phá, thế nhưng có thể ở bên trong một canh giờ rồi đi ra, nói rõ cũng không tệ lắm, có thể đi vào âm dương đầm. Nhìn thoáng qua nén nhang lớn đang cháy ở bên ngoài, tính toán thời gian một chút, Ngô Cung chủ gật gật đầu. Vị Nhược Hoan công tử này, ở bên trong thời gian đợi mặc dù đã gần một canh giờ. Thế nhưng cũng đã đi ra ở trong thời gian quy định, thậm chí thần chí cũng coi như tỉnh táo. Điều này đã nói rõ sự nhẫn nại và nghị lực của hắn cũng rất kinh người, đã có tư cách đi vào. Không phải ngô cung chủ nói băng hỏa phòng là nơi khảo nghiệm sức chịu đựng và tâm tính ư. Làm sao? Trương Huyền có chút nghi ngờ nhìn qua. Băng hỏa phòng là nơi để khảo hạch sự nhẫn nại và tâm tính, nhưng một khi tâm cảnh mất đi phòng thủ, thân thể cũng sẽ xui xẻo theo chỉ có điều, có thể dưới loại tình huống này đi ra ngoài cũng đã đủ để chứng minh sự nhẫn nại của hắn cực mạnh. Ngô Cung Chủ nói xong lại quay đầu nhìn qua, Trương Sư, là ngươi vào hay là Triệu Nhã? Ta tới đi, Triệu Nhã tiến về phía trước một bước. Cùng một trình tự, cùng đi vào, chỉ có điều, chỉ qua hơn phân nửa canh giờ cũng đã hoàn thành. Khiến HCO nhược hoan nhìn vào buồn bực không thôi, hô to biến thái. Phải biết rằng, bất kể tuổi tác hay là thực lực, triệu nhã đều yếu hơn nhiều so với hắn. Đương nhiên, cũng không phải là năng lực của triệu nhã còn mạnh hơn so với hoan công tử, mà là bởi vì thể chất thuần âm không sợ âm hàn, lại có chống cự đối với dương khí. Đối với người khác là khảo nghiệm cử tử nhất sinh, thế nhưng ở trước mặt nàng thì lại không có đáng sợ như vậy. Bởi vậy, triệu nhã đi ra, thoạt nhìn cũng có chút bối rối, thế nhưng so với nhược hoan công tử còn tốt hơn rất nhiều. Để ta xem một chút hai người đều thông qua khảo hạch, Trương Huyền cũng đi vào. Lão sư, người cảm thấy, lần này Trương Sư bao lâu, Us có thể đi ra. Thấy Trương Huyền đã đi vào gian phòng, nhược hoan công tử nhìn qua. Người gần một canh giờ, triệu nhã hơn nửa canh giờ, Trương Sư. Ta cảm thấy có khả năng không tới một khắc đồng hồ sau là sẽ thể đi ra. Khang đường chủ nói, cái tên này đã sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, ngay cả học sinh của hắn cũng có thể dùng hơn nửa canh giờ, bản thân hắn chỉ sợ ngay cả một nửa thời gian cũng không dùng đến. Một khắc đồng hồ. Nhược Hoan công tử lắc đầu, ta cảm thấy nhiều nhất là 5 phút đồng hồ. Đối với sự biến thái của cái tên này, hắn đã khắc sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chuyện rõ ràng cảm thấy không có khả năng thành công thì lại bị đối phương dùng tư thái như bước để hoàn thành. Giống như lần này vậy, hắn cũng cảm thấy đối phương chỉ cần khoảng chừng một khắc đồng hồ là có thể hoàn thành, thế nhưng... Chẳng biết tại sao, trong tiềm thức lại cảm thấy, thành tích tuyệt đối còn kinh khủng hơn so với đánh giá này. 5 phút đồng hồ, nghe đoạn đối thoại của hai người vào trong tai, ngô cung chủ khẽ lắc đầu. Đây chính là băng hỏa phòng, là nơi đáng sợ nhất, 5 phút đồng hồ là có thể đi ra. Nằm mơ hay sao? Ngô cung chủ không biết vị trương sư này lợi hại ra sao đâu. Nói thật, năm phút đồng hồ, có đôi khi ta còn cảm thấy có phải mình đã nói thời gian quá dài hay không. nhược hoan công tử giải thích, có cường đại như vậy sao? thấy vị danh sư thiên tài này dùng lời thề son sắt, xác nhận chắc chắn, ngô cung chủ cũng có chút dao động. vị trương sư này có thể nhìn ra vấn đề mà ngay cả khang đường chủ cũng nhìn không ra, nói thật, quả thực có chút cổ quái. có lẽ hắn thực sự có thể hoàn thành những việc mà người khác làm không được. đúng vậy a. À chúng ta cứ rửa mắt mà đợi đi. Nhược hoan công tử tràn ngập vẻ tự tin, thậm chí so với bản thân hắn khảo hạch còn có lòng tin hơn nhiều. 5 phút đồng hồ đã qua. 5 phút đồng hồ rất ngắn, chỉ trong đã chốc lát qua đi, gian phòng cũng đồng thời không có ý tứ muốn mở ra. Có thể là 10 phút đồng hồ. Khuôn mặt xấu hổ, nhược hoan công tử đổi giọng. 10 phút đồng hồ cũng rất nhanh đã trôi qua, vẫn như cũng không có người nào đi ra. Chẳng lẽ... 15 phút, liên tục hai lần đoán không đúng, nhược hoan công tử có chút hoài nghi. Nhưng, rất đáng tiếc, 15 phút rất nhanh đã trôi qua, cũng không có người nào xuất hiện. 30 phút, 50 phút đồng hồ, 80 phút đồng hồ. Một canh giờ trôi qua rất nhanh, vị trương sư đi vào băng hỏa phòng kia lại giống như là đá chìm vào đáy biển, ngay cả một điểm động tính cũng không có. Thời gian kết thúc mà cũng không có đi ra. Xem ra hắn không có thông qua được khảo hạch. Ngô cung chủ lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận. Nàng thật sự cho rằng sẽ giống như mọi người nói, sáng tạo ra kỳ tích, hiện tại xem ra nàng đã suy nghĩ nhiều. Không những không có sáng tạo ra kỳ tích, kết quả ngay cả thông qua cũng không có thông qua. Không có thông qua. Sắc mặt nhăn nhó, Nhược Hoan công tử giống như bị táo bón, rất là khó coi. Mỗi lần nghi ngờ cái tên này thì hắn lại đánh mặt cho mình nhìn, lần này thật vất vả mới lời thề son sắt, nói hắn có thể thành công, hơn nữa còn hoàn thành vượt mức. Kết quả, lại đi vào mà không ra được. Trương sư, người đang cố ý cái đài của ta đi sao? Che ngực, nhược hoan công tử cảm thấy tâm tắc không gì sánh được. Thân thể khang đường chủ cũng lắc lư, sắp khóc. Trương sư có biểu hiện biến thái như thế ở danh sư đường, làm sao đến nơi này lại không được chứ? Sốt cuộc, bên trong đã xảy ra chuyện gì? Thời gian trở lại một canh giờ trước, Trương Huyền đi vào gian phòng. Phía sau cửa phòng là một cái thông đạo hẹp dài, một mực kéo dài, dọc theo về nơi xa, không biết có bao xa. Âm âm, đóng cửa lại, lập tức cảm thấy có một cỗ khí cực nóng làm cho người ta hít thở không thông truyền đến, khiến cho người ta cảm giác có phải mình đã rơi vào lò nướng hay không. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nướng. Bận chuyển thiên đạo chân khí, chống cự lại khí cực nóng, lại nhìn lại về phía sau. Lông mày không kìm lòng được mà nhăn lại. Vừa mới đóng cửa lại, không ngờ nó lại biến mất từ phía sau lưng, giống như căn bản không tồn tại vậy. Chẳng lẽ phải từ thông đạo nơi này đi ra ngoài thì mới có thể rời khỏi? Lông mày hắn nhíu một cái. Không ngờ lúc vừa mới tiến đến, cánh cửa đã không còn thấy tăm hơi. Chẳng lẽ băng hỏa phòng này là một trận pháp rất là lợi hại, mà phương pháp rời đi chính là đi đến tận cùng cái lối đi trước mắt này hay sao? trong lòng nghi hoặc chân vẫn đi thẳng về phía trước hừng hực mới vừa đi mấy bước thì khí cực nóng càng ngày càng lợi hại bốn phía xuất hiện một mảng lớn biển lửa nếu muốn tiếp tục đi về phía trước thì nhất định phải thông qua căn bản không có cách nào để tránh né quên đi đi qua đó xem tìm một vòng từ đầu đến cuối cũng không có phát hiện ra đường ra trương huyền đành phải nhanh chân đi thẳng về phía trước thiên đạo chân khí mạnh mẽ vô cùng Mặc dù những ngọn lửa này nóng như nướng làn da, xương cốt đau nhức, thế nhưng vẫn còn không đả thương được hắn. Đi tới trước mặt biển lửa, hắn đang muốn bước qua thì trước mắt lần nữa biển ảo. Giống như rơi vào băng thiên tuyết địa, lạnh lẽo thấu xương, dọc theo huyệt đạo tràn vào thân thể, khiến cho hắn không kìm lòng được mà run lên. Sắp đông cứng. Hắn đã là cường giả hóa phàm, dựa theo tình huống bình thường, coi như ngủ ở trong hầm băng. Chỉ cần có chân khí hộ thể thì cũng sẽ không cảm thấy quá lạnh lẽo, bây giờ lại không kìm lòng được mà run rẩy. Chuyện này quỷ dị không nói lên lời. Khó trách Nhược Hoan công tử lại thê thảm như thế, chỉ sợ hắn đã bị những ngọn lửa và băng hàn chi khí này ăn mòn qua lại a. À. Chân khí chảy xuôi, chống cự lại cảm giác lạnh lẽo, đồng thời trong lòng Trương Huyền cũng suy tư. Cường giả hóa phàm mặc dù có năng lực chống cự lại tự nhiên, thế nhưng chợt nóng chợt lạnh nhiệt độ không khí đột nhiên biến hóa quá nhanh cũng vẫn sẽ làm cho người ta không chịu nổi triệt để sụp đổ giống như đưa tay đặt ở bên trong khối băng vậy có thể tiếp nhận được thế nhưng trước tiên đặt ở trong nước nóng ngâm một hồi sau đó lại bỏ vào nước đá cho dù là nhiệt độ bình thường thì cũng sẽ trở nên khó mà tiếp nhận được lửa băng không đúng coi như là trận pháp tứ tinh đỉnh phong cũng làm không được điểm ấy trong lúc hắn đang muốn tiếp tục đi về phía trước thì đột nhiên trong lòng khẽ động băng hỏa phòng này, nhiệt độ không khí biến hóa nhanh như vậy, xem như trận pháp cấp bậc tứ tinh đỉnh phong cũng làm không được, làm sao băng nguyên cung có thể hoàn thành được chứ? Hơn nữa, trước khi vào cửa lại không có chút linh khí biến hóa nào, nếu có trận pháp, ta khẳng định có thể nhìn ra được. Hắn là trận pháp sư tứ tinh, nếu thật sự có trận pháp ở đây, coi như không vận chuyển thì tuyệt đối có thể phát hiện ra được. Không có trận pháp, nhưng có lửa, băng tùy ý nhập thể, khiến cho người ta khó lòng phòng bị muốn đi ra ngoài chỉ sợ không đơn thuần là đơn giản đi ra khỏi thông đạo như vậy lại thêm trước đó ngô công chủ đã từng nói qua đây là khảo thí về tâm tính sự nhẫn nại tâm cảnh bị phá đi chuyện này khiến cho hắn càng thêm kỳ lạ nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì minh lý chi nhãn có đề phòng hắn không tới trước nữa mà đứng tại chỗ vận chuyển minh lý chi nhãn phù ánh sáng trước mắt bắn ra bốn phía vô số hoa văn hiện lên trong nháy mắt, Trương Huyền khẽ lắc đầu. Hóa ra là khảo nghiệm trên tinh thần, chẳng qua thân thể chỉ là bổ sung mà thôi. Linh hồn và ý thức của ta đã đi vào huyến cảnh. Thông qua minh lý chi nhãn, rốt cục hắn đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Hỏa diễm và băng tuyết xuất hiện trước mắt căn bản không phải là thật, mà là ảo giác. Giống như thủy tinh vậy, thông qua máu để chế tạo huyến cảnh, khiến cho người ta như đang trải qua hỏa diễm, chỗ băng hàn, người rơi vào trong đó, nếu như không kiên trì nổi thì sẽ rơi vào trong đó, không có người cứu chữa thì sẽ không có cách nào rời khỏi. Minh Lý Chi Nhãn có thể phá hư vọng, cho dù huyễn cảnh này chân thực không gì sánh được, nhưng ở trong quan sát của hắn vẫn phá vỡ bị tùy tiện. Chỉ trong giây lát đã có thể nhìn ra cánh cửa vừa rồi còn đang ở trước mắt, mà nhục thể của hắn lại đang ngồi ở giữa phòng, động cũng không động, không khí chung quanh nóng lạnh giao hòa. Chỉ là cũng sẽ không làm bị thương tới căn bản. Nói cách khác, Tất cả thống khổ và tra tấn vừa rồi trải qua đều là ma luyện đối với ý chí tinh thần. Đây không phải là trận pháp, nhưng lại có thể có loại hiệu quả này, Băng Nguyên cung thật là lợi hại. Quan sát một hồi, rốt cuộc hắn cũng biết, cái này quả thực không phải là trận pháp. Chỉ có điều lại có thể tạo ra được tác dụng cùng loại với trận pháp, thậm chí còn lợi hại hơn. Băng Hỏa phòng quả thực không đơn giản. Chương 961, Ngô cung chủ động thủ, 1 giống như ban đầu ở vu hồn mộ gặp thiên công cơ quan vậy. Có chút chức nghiệp, cho dù không có trận pháp sư nổi danh, thế nhưng đồ vật mà bọn họ chế tạo ra lại không yếu nhược so với trận pháp một chút nào. Bằng không cũng không có khả năng tự lập môn hộ, truyền thừa không biết bao lâu mà không suy kiệt. Có lẽ có đồ vật gì đó ảnh hưởng tới thần trí, đồng thời lại duy trì tình trạng lạnh, nóng giao hòa trong gian phòng này. Như vậy mới có thể khiến cho người ta có ảo giác chân thực như thế không phải trận pháp, nhưng có thể sinh ra huyến cảnh chân thật như vậy, thậm chí còn khiến cho linh hồn và thân thể người ta không nhận biết ra được. Hẳn phải có bảo vật gì hoặc là lực lượng đặc thù gì đó duy trì. Nó giống như trận pháp cần linh khí để khởi động vậy. Thiếu hụt. Sau khi hiểu rõ chuyện gì xảy ra, tinh thần trở lại thân thể, ngón tay dọc theo bức tường trong băng hỏa phòng, cẩn thận sờ soạn một vòng. Thời gian không dài, một quyển sách đã xuất hiện ở trong óc hắn thì ra là thế nhìn nội dung bên trong xong khẽ mỉm cười trương huyền đã hiểu được nguyên hỏa băng nguyên đầu tiên phải có nguyên hỏa sau đó còn phải có băng nguyên làm cho cả hai dung hợp thì mới có thể sinh ra hiện tượng kỳ quái như thế dựa theo phương vị hẳn là ở đây đo đạc trong phòng một hồi đi tới một chỗ góc đồng thời dựa theo mấy cái phương vị liên tục điểm ra mấy lần răng rác nương theo âm thanh cơ quan mở ra vang lên một cái lỗ thủng đã xuất hiện ở trước mắt hắn. Là một cái hố sâu đen kịt không đáy, không biết sâu bao nhiêu. Đi xuống xem một chút. Người khác đối mặt với cái hố không biết sâu cạn loại này, coi như muốn xuống bên dưới cũng làm không được. Thế nhưng hắn là người mang Hồng Trần Đạp Thiên Bộ, có thể bay đi, cho nên không sợ một chút nào. Thân thể nhảy lên rồi nhảy thẳng xuống phía dưới. Sau khi nhảy xuống được một đoạn thời gian hắn lập tức phi hành một lần làm dịu tốc độ, cũng không tiêu hao quá lớn. Sau khi hạ xuống được mấy ngàn mét, lúc này chân hắn mới đạp vào mặt đất, rơi xuống trên mặt đất. Đây là một lòng đất rộng rãi, cực kỳ rộng rãi, không nhìn thấy tận cùng. Ngay phía trước là một cái đầm nước không lớn, đường kính chỉ có chừng 2 mét. Thế nhưng lại giống như thái cực âm dương ngư, một nửa chảy xuôi dung nham nóng hổi, một nửa là hàn băng nổi lơ lửng. Linh khí chung quanh dưới sự dẫn động của nó hoạt động mạnh 10 phần, trước đó linh khí ở trong cung điện rất không tệ. Thế nhưng so với nơi này, lại kém không chỉ mấy lần. Chẳng lẽ đây chính là âm dương đầm? Trong lòng hắn khẽ động. Đây sẽ không phải là âm dương đầm đó chứ? Nếu như không phải, tại sao có thể có đồ vật quái dị như vậy? Âm dương tương sinh, nóng lạnh giao hòa. Nhưng, nếu như đúng thì làm sao có thể nhỏ như vậy? Đường kính 2 mét, đoán chừng chỉ có một người có thể đi vào, hai người thì có vẻ hơi chật trội dù sao, tu luyện không phải là ngâm trong bồn tắm. Nếu như không có tin tưởng tuyệt đối thì không có khả năng ở dưới khoảng cách gần như thế xuống mà an tâm tĩnh thu. Âm dương đầm, nếu chỉ lớn như thế, như vậy băng nguyên cung cũng không có khả năng nổi danh như vậy. Bồi dưỡng ra vô số đệ tử tu luyện âm dương, hơn nữa thực lực lại còn không kém. Nhìn xem chuyện gì, đi tới trước mặt, bàn tay nhẹ nhàng đụng một cái với đầm nước. Siêu, Thư tịch lập tức xuất hiện ở trong óc hắn. Mẫu thủy của Nguyên Hỏa Băng Nguyên, người Băng Nguyên cung dùng phương pháp đặc thù để phong bế địa mạch, tạo ra Nguyên Hỏa. Sau đó lại dung hợp vật chất đặc thù như Băng Nguyên mà thành, rất là thưa thớt. Thiếu sót một, cần chuyên gia duy trì, nếu không sẽ rất dễ dàng bị hủy hoại. Phía trên viết đầy nội dung lít nha lít nhít. Nhìn xong ghi chép ở bên trên thư tịch. Quả nhiên không phải là âm dương đầm, còn tưởng rằng tìm được a khẽ lắc đầu. Hắn còn tưởng rằng trực tiếp tìm được âm dương đầm, hiện tại xem ra quả nhiên không có đơn giản như vậy. Âm dương đầm là thứ quan trọng nhất của băng nguyên cung, làm sao có thể tùy tiện để cho hắn tìm được, hơn nữa còn tiến vào bên trong mà không có người chấn giữ. Căn cứ vào miêu tả của thiên đạo thư viện, đồ vật này gọi là mẫu thủy nguyên hỏa băng nguyên, là thứ do người băng nguyên cung phong bế dung nham của địa mạch, từ đó tạo ra nguyên hỏa, phối hợp với băng nguyên mà thành. Còn băng nguyên là cái gì, vốn hắn tưởng rằng nó bình thường, giống như băng tuyết vùng quê. Thế nhưng hiện tại xem ra, nhất định là cùng loại với nguyên hỏa, là một loại đồ vật đặc thù. Đây là xương hô với loại vật phẩm có băng thuộc tính đặc thù. Trước đó Khang Đường Chủ đã nói nơi này vốn là núi lửa, về sau biến thành chỗ băng tuyết bao phủ. Nguyên nhân hẳn là ở chỗ này. Trên đường tới đây, Khang Đường Chủ đã từng giới thiệu qua, rất kỹ càng. Nơi này là một biển lửa, cực nóng khó nhịn, không có một ngọn cỏ. Mà người băng nguyên cung lại cải tạo thành chỗ mà tuyết lớn bao phủ. Nếu như hắn không có đoán sai, là do cái đầm nước nhỏ này tạo thành. Đầm nước có thể phóng thích nhiệt lượng bao phủ địa mạch, và sử dụng băng nguyên để chấn áp, nhiệt lượng không có cách nào phát ra. Núi cao như vậy, căn cứ vào quy luật của thiên nhiên, chuyện bị băng bao phủ chỉ là vấn đề thời gian. Chuyện này rất giống như núi lửa cực nóng, không người nào có thể tới gần phụ cận. Thế nhưng nếu dùng đại thủ đoạn phong bế dung nham đang dâng trào, nương theo thời gian trôi qua, tự nhiên nhiệt độ cũng ngẽ hạ xuống. Thứ này có thể chế tạo ra huyễn cảnh, nói rõ nó có ảnh hưởng đối với linh hồn, nếu như vu hồn của ta tiến vào bên trong thì sẽ như thế nào? Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu hắn. Mặc dù thứ này không phải là âm dương đầm, thế nhưng hắn lại có thể khẳng định là có ảnh hưởng đối với hồn phách của người thu luyện, đã như vậy. Dùng vu hồn thử một chút, liệu có thể có hiệu quả tốt hơn hay không? Thử một chút xem, muốn làm thì làm, cũng không có gì có thể trần chờ, dù sao cũng đều là khảo hạch, cũng không tính là hắn tự tiện chủ trương. Khoanh chân ngồi tại chỗ, tinh thần khẽ động, phu hồn ly thể, bay thẳng về phía đầm nước trước mắt. Xì 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 xì, vừa tiến vào trong thì hàn lưu và nhiệt khí đã lập tức tràn vào trong đó. Khiến cho linh hồn của hắn giống như rơi vào trong chảo dầu, thừa nhận dày vò cực lớn bất quá đồng thời với giày vò cũng làm cho hồn phách trở nên càng rõ ràng thêm càng thêm cường đại không sai trương huyền hài lòng gật đầu hắn dùng thiên đạo dẫn hồn quyết hồn phách rất cương mãnh không e ngại âm dương có thể tự do thôn vệ lực lượng cường đại như vậy đổi lại là các vô hồn sư khác chỉ sợ còn chưa tới đến trước mặt thì đã bị nhiệt độ cực nóng trong nước luyện hóa thậm chí không chỉ là các vô hồn sư khác như thế coi như là cường giả hợp linh cảnh tu luyện chân khí, đối mặt với nóng lạnh giao lưu như thế thì thân thể cũng sẽ rất dễ dàng bị đánh tan, không gánh chịu được. Chỉ là, linh hồn là vật chất vô hình, không giống như đồ sứ, sắt thép. Một khi gặp nóng lạnh, tự nhiên sẽ co vào hoặc bành trướng, cuối cùng sẽ dẫn đến vỡ vụn. Có thể nói, nước của nguyên hỏa băng nguyên này vừa vặn giúp hắn tu luyện vu hồn, đổi lại là bất luận kẻ nào cũng không làm được. Hấp thu năng lượng. Hiểu rõ điểm ấy, hắn cười ha hà một tiếng vu hồn lơ lửng ở phía trên đầm nước mở cái miệng rộng ra năng lượng nóng lạnh giao hòa ở phía dưới lập tức như cơn lốc tràn vào trong đó thiên đạo vu hồn công liều mạng vận chuyển khiến cho tu vi của hắn cũng đang không ngừng biến hóa giang giác âm thanh tường bị phá vang lên trong mấy hô hấp lực lượng hồn phách của hắn đã từ hóa phàm nhị trọng đỉnh phong trước đó đạt đến tam trọng sơ kỳ hơn nữa nương theo công pháp vận chuyển lực lượng âm dương phía dưới vẫn điên cuồng bị rút lấy như cũ khiến cho vu hồn của hắn dùng tốc độ nhanh hơn bạo tăng hóa phàm tam trọng sơ kỳ tam trọng trung kỳ tam trọng hậu kỳ hấp thu lực lượng âm dương trong đầm nước tu vi nhanh chóng bạo tăng thậm chí so với khi hấp thu linh khí còn nhanh hơn trọn vẹn gấp đôi cái đầm nước này âm dương giao nhau nóng lạnh xung đột với nhau lại càng tăng thêm sức mạnh cho thiên đạo công phu cho nên ta mới có tiến bộ nhanh tốc độ tu luyện nhanh trương huyền cũng biết nguyên nhân trong the ps đại đạo là nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật thiên đạo công pháp là thứ siêu tập vô số pháp quyết cô động lại mà thành ẩn chứa chí lý thiên địa mà cái đầm nước trước mắt này lại giống như là thiên địa âm dương biến hóa âm dương nhị khí dung hợp cả hai kết hợp lại mới khiến cho tốc độ tu luyện của hắn tăng gấp bội bất quá loại gấp bội này đối với hắn mà nói tác dụng cũng không coi là quá lớn dù sao, coi như là hấp thu linh thạch thì hắn cũng có thể trong vòng một canh giờ nhẹ nhõm đột phá được một cấp bậc lớn. Gia tăng gấp đôi cũng chỉ khiến cho tu vi của hắn trong nửa canh giờ tăng lên được một cấp bậc lớn mà thôi. Đồng thời cũng không tưởng tượng được mức độ khoa trương ở bên trong. Đương nhiên, cũng là bởi vì việc tu luyện của hắn quá mức biến thái, nếu là những người khác, tốc độ tăng lên của tu vi có thể tăng lên được gấp đôi thì nhất định có nằm mơ cũng có thể cười tới tỉnh. Âm âm. Không biết qua bao lâu, lực lượng linh hồn kịch liệt lắc lư, Trương Huyền ngừng lại. Hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, đến chưa tới thời gian một canh giờ, thực lực phu hồn của hắn đã từ hóa phàm nhị trọng đỉnh phong tăng lên được hai cấp bậc lớn, biến thành tứ trọng đỉnh phong. Hóa phàm tứ trọng chọc thanh cảnh, lực lượng từ âm dương cảnh 80 vạn đỉnh đạt tới 100 vạn đỉnh. Cấp nhỏ này, mỗi lần tu vi tấn cấp cũng sẽ tăng thêm 20 vạn đỉnh lực lượng. Nói cách khác, tới tứ trọng đỉnh phong, chỉ riêng lực lượng vô hồn cũng đã đạt tới nắm giữ dòng giá 160 vạn. Trọc thanh cảnh sơ kỳ là 100 vạn, trung kỳ 120 vạn, hậu kỳ 140 vạn, đỉnh phong 160 vạn. Nếu như lại phối hợp với 40 vạn đỉnh của chân khí là lực lượng 200 vạn đỉnh, coi như Khang Đường chủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn có thể đánh bại dễ dàng. Chương 962, Ngô Cùng chủ động thủ 2. Rất mạnh nhanh như vậy tu vi đã có thể bạo tăng thế nhưng lúc trước hắn lại không nghĩ tới chuyện này bất quá dù sao chức nghiệp vu hồn cũng đã diệt tuyệt loại lực lượng này nếu như không cần dùng thì cố gắng không nên dùng nếu không các loại phiền phức sẽ theo nhau mà đến phiền phức tới chết trở về tu vi đã đến cực hạn trương huyền ngừng lại hồn phách trở lại thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái rồi đứng lên nhìn về phía đầm nước trước mắt đầm nước ở giữa mới vừa rồi còn âm dương giao hòa, lúc này đã không có gì khác biệt so với khe suối bình thường. Âm dương nhị khí ẩn chứa trong đó cứ như thế bị hắn rút sạch, tiêu hao hầu như không còn. Hồn phách của hắn cũng lớn hơn trọn vẹn gấp đôi so với vu hồn sư hóa phàm tứ trọng đỉnh phong bình thường, một khi ly thể, thân cao một trượng có thừa, bình thường hai người cũng rất khó vượt được. Không nghĩ tới trong thời gian hơn một canh giờ mới đi ra ngoài được. Tính toán thời gian một chút, Trương Huyền có chút xấu hổ. Khảo hạch ở băng hỏa phòng, trong vòng một canh giờ rời khỏi thì mới có thể có cơ hội đi vào âm dương đầm, bản thân hắn dằn vặt ở trong hơn một canh giờ, hiện tại coi như ra ngoài thì chỉ sợ cũng không có cách nào thông qua được. Khang đường chủ khổ cực như vậy, tình nguyện từ bỏ cơ hội của học sinh mình để cho bản thân có cơ hội đi vào. Không biết khi nhìn thấy cảnh này, liệu hắn có thể ngất đi tại chỗ hay không? Quên đi, không nên nghĩ nhiều như vậy. Hồn lực tiến bộ nhanh, Tu Vi Bạo Tăng, lần này hắn đã rất thỏa mãn cho nên cũng không muốn tiếp tục suy nghĩ nhiều. Hồng Trần đạp thiên bộ vận chuyển, bàn chân đạp lên trên hư không một chút, cả người bay thẳng lên phía trên. Tu Vi chân khí mới tới hóa phàm nhị trọng hậu kỳ, so với lúc trước mới vừa học được chiêu này đã mạnh hơn nhiều lắm. Lúc ấy hắn chỉ có thể kiên trì mấy hơi thở ở không trung thì đã ngã xuống, mà bây giờ hắn đã có thể phi hành được mười mấy phút đồng hồ. Chỉ là khoảng cách mấy ngàn mét mà thôi đối với hắn mà nói, cũng không quá khó khăn. Sau mười mấy hô hấp hắn đã lần nữa tới đến băng hỏa phòng, đi tới nơi trước đó đốt mấy lần, cơ quan nơi đó đã khép lại. Sau khi xác nhận không sai, lúc này hắn mới sửa sang lại quần áo một chút rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Vừa đi ra khỏi phòng, chỉ thấy đám người ngô cung chủ, khang đường chủ đang gấp gáp đi tới trước cửa, xem ra chỉ cần hắn không xuất hiện nữa thì bọn họ sẽ vọt thẳng vào. Trương sư, người không sao chứ, Khang đường chủ nhìn qua, vẻ mặt lo lắng. Không có việc gì, Trương Huyền lắc đầu. Vậy ngươi, trong mắt nhược hoan công tử tràn ngập vẻ không hiểu, nếu như không còn chuyện gì, vì cái gì mà không sớm đi ra một chút chứ. Lúc này thì được rồi, đã hơn một canh giờ, đã không còn tư cách tiến vào âm dương đầm. Audio điện tử võ tấn bền Ngô Cung Chủ cũng có vẻ hiếu kỳ. Trước đó bất kể là nhược hoan công tử hay là triệu nhã, mặc dù ở trong thời gian quy định đi ra, thế nhưng lại đều có chút bối rối. Mà vị trương sư này, không những ngay cả một chút cũng không bị tổn thương mà thậm chí ngay cả quần áo cũng bóng loáng như mới. So với lúc mới vừa đi vào cũng không có khác biệt gì cả. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Loại tình huống này, bình thường sẽ chỉ xuất hiện trên người thiên tài phá vỡ huyễn cảnh, nếu không. Bản thân trầm mê vào trong huyễn cảnh, phải chịu âm dương chi lực công kích, coi như thân thể không ngại thì nhất định quần áo cũng sẽ không chịu nổi. Ô, ta cảm thấy âm dương chi lực trong phòng không tồi cho nên tu luyện một cái, không nghĩ tới nhất cao hứng lại quên thời gian. Trương Huyền có chút xấu hổ. Chuyện vu hồn sư, không thể nói ra được, bởi vậy tuy rằng lời nói ra là sự thật, nhưng đã được giản lược đi. Chỉ có điều, lời này nghe vào trong tai mọi người lại làm cho thân thể tất cả bọn họ nhoáng một cái, thiếu chút nữa đã thổ huyết. Ờ ở nơi khảo nghiệm người như băng hỏa phòng này tu luyện. Người khác đi vào nơi này, vẫn nghĩ như thế nào để kiên trì mà tên này thì lại tốt. Lại còn cảm thấy đây là nơi tốt, tu luyện quên thời gian. Thật hay giả, băng hỏa phòng mang theo cơ quan đặc thù, khiến cho người ta vừa tiến vào trong phòng đã rơi vào trong huyễn cảnh. Tu luyện như thế nào được chứ? Ngô cung chủ nhướng mày. Đánh bậy đánh bạ mà thôi, Trương Huyền lắc đầu, lại không tiếp tục nói về chuyện này nữa, hắn nói sang chuyện khác, ta như vậy có được xem như thông qua hay không? Khảo hạch băng hỏa phòng, trong vòng một canh giờ phải đi ra thì mới tính thông qua, ngươi. Xem như tu luyện quên thời gian, thế nhưng sau một canh giờ mới ra ngoài, cho nên cũng chỉ có thể coi như là thất bại. Ngô cung chủ lắc đầu. Mặc dù nàng rất muốn để cho vị trước mắt này thành công, thế nhưng... Quy củ của băng nguyên cung không thể phá. Sau một canh giờ mới đi ra, mặc kệ nguyên nhân gì thì đều coi như thất bại, không có tư cách tiến vào âm dương đầm được rồi trương huyền lắc đầu biết thời gian đã quá một canh giờ thì hắn cũng đã đoán được kết quả này chỉ có điều đối với âm dương đầm bản thân hắn cũng không có yêu cầu xa vời quá lớn lại thêm hồn lực có tiến bộ cực lớn cho nên cũng không có cảm thấy có gì tiếc nuối ta tình nguyện mang danh ngạch của ta tặng cho lão sư triệu nhã có chút nóng nảy không cần nhìn thấy nàng có dáng vẻ này Trương Huyền khoát tay áo, nói âm dương đầm, nói ra thì cũng không có tác dụng lớn với ta. Chỉ là, người có thể chất thuần âm, cố gắng tu luyện thì sẽ có được biến đổi kinh người. Thế nhưng là sao nào, ngay cả lời nói của lão sư cũng không nghe hay sao? Trương Huyền nhíu mày một cái. Không phải, chỉ là không có gì hết, nghe ta, cùng Ngô cung chủ đi âm dương đầm, cố gắng tu luyện, tranh thủ kích hoạt thể chất. Ngắt lời nàng Trương Huyền nhìn về phía trước rồi nói, cung chủ, ta đã không có tư cách đi âm dương đầm, người mang triệu nhã và nhược hoan công tử đi qua đi, ta và khang đường chủ ở chờ đây là được rồi. Ừm, thấy vị trương sư này không có thông qua, cũng không yêu cầu nhất định phải đi qua, ngô cung chủ nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi nói một tiếng, hai vị, đi theo ta đi. Vâng, thấy lão sư tức giận, triệu nhã không dám nhiều lời, lúc này lập tức đi theo phía sau ngô cung chủ. Nhược hoan công tử cũng đi theo sát nàng, trước khi đi hắn nhìn trương sư một chút, trong mắt hiện lên vẻ bội phục. Thông qua tức thông qua, không thông qua tức không thông qua, không hung hăng càn quấy, cũng không dựa vào tình nghĩa để cho ngô cung chủ phá hỏng quy củ. Không hổ là người mà ngay cả lão sư cũng yêu thích không dứt, quả nhiên có phong độ và quyết đoán mà một danh sư nên có. Trương sư, cơ hội lần này, thật là đáng tiếc. Thấy ba người đã rời khỏi, Khang đường chủ cũng không nhịn được nữa mà than thở một tiếng. Âm dương đầm, nóng lạnh xung đột lẫn nhau, đối với người tu luyện nguyên khí cảnh, âm dương cảnh có công hiệu cực lớn. Nếu không cũng không có khả năng tốn một cái giá lớn như thế, nhất định phải thông qua tuyển chọn danh sư để tới. Vốn, hắn cho rằng nhờ vào năng lực của trương sư, thông qua khảo hạch tuyệt đối là chuyện ván đã đóng thuyền, ai ngờ. Lại thất bại, nếu như có thể đi vào âm dương đầm, nhờ vào biểu hiện của bên trên thi đấu tuyển chọn trương sư, lần này thi đấu danh sư nhất định sẽ trổ hết tài năng. Chỉ sợ tỷ lệ xung kích 10 vị trí đầu sẽ lớn hơn rất nhiều. Mà bây giờ, chỉ có tu vi hóa phàm nhị trọng sơ kỳ, muốn thành công, gần như không có khả năng. Trước khi rời khỏi vạn quốc thành, Trương Huyền đã đột phá đến hóa phàm nhị trọng hậu kỳ, chỉ có điều hắn luôn biểu hiện là sơ kỳ. Nếu không sẽ quá mức nổi bật, bởi vậy, xem như là khang đường chủ cũng không biết thực lực của hắn đã tăng lên mấy cấp nhỏ kỳ thật cũng không có gì trương huyền khẽ ác đầu băng nguyên cung có quy củ của mình thất bại thì thất bại cũng không có gì mà xoắn suýt nếu như khang đường chủ muốn làm cho tu vi ta có tiến bộ như vậy không bằng tìm thêm cho ta chút linh thạch trung phẩm ta có thể dùng các loại vật phẩm để trao đổi cái gì mà âm dương đầm cái gì mà thiên tài địa bảo đối với người nắm giữ thiên đạo công pháp như hắn nó cũng không hữu dụng bằng linh thạch trung phẩm. Chỉ cần có đầy đủ linh thạch, chuyện tu vi tiến bộ, đơn giản đến cực điểm. Linh thạch trung phẩm, khang đường chủ sửng sốt một chút, thứ này, ta có mấy viên, nếu có tác dụng với ngươi thì có thể trực tiếp tặng cho ngươi. Làm đường chủ danh sư đường, những năm này hắn cũng đã gom góp tích lũy được không ít linh thạch trung phẩm. Chỉ là, chính hắn cũng cần tu luyện, tiêu hao không ít, nếu như để cho hắn mang ra, cũng không có được mấy viên. Nhưng, chỉ cần trương sư có thể lấy được thứ tự tốt trong thi đấu danh sư, coi như để hắn táng ra bại sản lại như thế nào. Danh sư đường của vạn quốc thành đã mang theo quá nhiều vinh dự và tâm huyết của hắn. Nếu như có thể phá vỡ ghi chép trước kia, xuất hiện ở trong một trong 10 vị trí đầu. Đừng nói là dùng tiền, coi như lập tức chết thì hắn cũng có thể thản nhiên đối mặt với tổ tiên. Đưa cho ta. Trương Huyền sướng sờ, hắn lập tức hiểu rõ ý nghĩ của đối phương, trong lòng không khỏi âm thầm bội phục, Khang Đường chủ khách khí rồi. Yên tâm đi, ta cũng sẽ không lấy không linh thạch của ngươi. Đối phương tiết tháo cao thượng, thế nhưng hắn cũng không có khả năng lấy không đồ vật của người khác mà không nhúc nhích. Đang lo lắng việc khi trở lại sẽ chỉ điểm giúp hắn một chút, nghĩ biện pháp để cho hắn đột phá hợp linh cảnh thì đột nhiên cảm thấy có một cỗ khí tức cuồng bạo bắn lên mây xanh. Giống như có một vị siêu cấp cường giả, không nén được lửa giận không khống chế nổi cảm xúc mà phóng ra tu vi. Là ngô cung chủ, nguy rồi. Cảm nhận được cỗ lực lượng này, con người của khang đường chủ, trương huyền đồng thời co rụt lại. Cỗ khí thức này, bọn hắn hết sức quen thuộc, chính là ngô cung chủ. Nữ tử này sao lúc này lại đột nhiên không có chút che giấu, tản mát ra cường đại khí tức như thế là muốn làm gì? Chẳng lẽ, muốn gây bất lợi với nhược hoan công tử, triệu nhã? Nàng là cường giả hóa phàm ngũ trọng, nếu như thực sự ra tay với hai người. Coi như hai người cộng lại cũng tuyệt không có một chút năng lực chống cự nào. Tu vi tranh lệch quá lớn. Đi qua nhìn một chút. Biến sắc, hai người hô nhỏ một tiếng rồi đồng thời bắn thẳng về phương hướng mà khí thức truyền ra. Thời gian, 00, 4 giờ 7. Trường chương 963, Trương Huyền Ngại Ngùng một. Bàn chân đạp mạnh lên trên mặt đất, cả người khang đường chủ giống như là con báo, nhanh chóng vọt lên phía trước hai tay chấn động, chân khí trong cơ thể như cuồng phong tuôn ra, khiến cho tốc độ của hắn lần nữa bạo tăng. Võ kỹ linh cấp trung phẩm ưng phi ngạo thiên. Đây là một bộ thân pháp, coi như không phải là mạnh nhất trong vạn quốc thành thì cũng không xê xích gì nhiều. Một khi thi triển ra, tốc độ tăng vọt, coi như là loại cường giả cấp bậc như triệu minh chủ, muốn đuổi theo thì cũng khó khăn. Thi triển tuyệt chiêu ra, khang đường chủ mở miệng nói, trương sư, ta đi qua trước nhìn xem, người cứ đuổi theo là được. Hả, người đâu, bà mẹ nó. Một mặt tiến lên, một mặt quay đầu nói một tiếng với trương sư, lời nói mới nói được một nửa thì đột nhiên thân thể cứng đờ, chân khí thiếu chút nữa đã không vận chuyển, thân thể từ trên không trung rơi xuống. Chỉ thấy phía sau không có một ai, mà ngay phía trước bản thân hắn lại có một bóng người nhanh chóng chạy như điên, đã biến thành một chấm đen nhỏ, ngay lập tức biến mất trước mắt hắn. Không phải, trương sư thì là ai được nữa. Bản thân dùng tốc độ nhanh nhất, nhanh chóng chạy như điên, vốn hắn cho rằng trương sư chỉ có tu vi hóa phạm nhị trọng sơ kỳ, muốn đuổi theo là chuyện gần như không có khả năng. Vì vậy hắn mới hữu hảo nói một câu, ai ngờ. Còn chưa nói dứt lời thì người đã không còn nữa. Tốc độ người ta nhanh hơn hắn không chỉ một lần. Hắn thân là cường giả hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, hơn nữa lại thi triển thân pháp mạnh nhất. Thiếu chút nữa ngay cả cái bóng của đối phương cũng không thấy. Tận mắt nhìn thấy, Hắn cũng cảm thấy có phải mình đã hoa mắt, điên rồi hay không? Đây là hóa phàm nhị trọng ư? Coi như là ngũ trọng cũng không có loại tốc độ này a. À. Không đúng, hắn không phải là nhị trọng sơ kỳ, mà là hậu kỳ. Nhướng mày, Trương sư toàn lực chạy như điên, chân khí tiết lộ ra ngoài không giữ lại một chút nào, hiện ra tu vi chân thật. Căn bản không phải là hóa phàm nhị trọng sơ kỳ, mà là hậu kỳ. Chuyện này sao có thể khi tuyển chọn danh sư, đối phương đột phá tại chỗ, hắn nhìn rất là rõ ràng, không có khả năng giả mạo, làm sao có thể? Mới qua nửa tháng đã tăng lên 3 cấp bậc nhỏ, đạt đến nhị trọng hậu kỳ. Đây chính là hóa phàm nhị trọng a, trong thời gian ngắn như vậy đã từ sơ kỳ đi đến hậu kỳ, hơn nữa nhìn bộ dáng, tu vi đã được củng cố, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá. Sốt cuộc làm sao đối phương lại làm được? Cũng quá nghịch thiên đi. Lại nói ngay cả xem như là nguyên khí cảnh hậu kỳ, so với chọc thanh cảnh đỉnh phong như hắn cũng kém hai cái cấp bậc lớn, làm sao có thể nhanh hơn hắn được chứ? Đồng thời, để ưới tốc độ nhanh như vậy, chuyển biến nhảy lên cũng rất đơn giản, dễ dàng và linh động, so với võ kỹ linh cấp trung phẩm ưng phi ngạo thiên mà hắn tu luyện còn cao minh hơn rất nhiều. Chẳng lẽ, hắn tu luyện võ kỹ linh cấp thượng phẩm thậm chí, là cấp bậc tuyệt phẩm, trong lòng hơi động, lại giật nảy mình. Loại võ kỹ cấp bậc này, chỉ có đế quốc mới có tư cách nắm giữ, coi như hắn là đường chủ danh sư đường vạn quốc thành thì cũng không cách nào học tập, thậm chí còn không lấy được. Một trương sư ở bên trong vương quốc bất nhập lưu đi ra. Không ngờ lại tu luyện loại võ kỹ cấp bậc này, bối cảnh mạnh như vậy sao? Hai người tô phàm, lăng hằng vũ này, nhất định không nói ra lời nói thật, chỉ sợ. Xuất thân của trương sư lão cũng không đơn giản, khi trở về nhất định phải cố gắng hỏi một chút. Trong lòng toát ra một suy nghĩ năng lực của một người không thể nào bỗng dưng có được, vị trương sư này lợi hại như thế, lão sư sao có khả năng đơn giản. Ra thế nguồn gốc thì sao? Hai người tô sư, lang sư này, nhất định đã biết thứ gì đó, chỉ là lại không nói cho hắn. Nếu không, tuyệt đối không có khả năng liều mạng hết lòng, cố gắng ra sức như vậy. Trương sư, chờ ta, ngăn chặn nỗi khiếp sợ trong lòng, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy bóng người của trương sư đã biến mất không thấy gì nữa, Khang đường chủ vội vàng đuổi theo. Băng nguyên cung không lớn, nơi ngô cung chủ bộc phát ra khí tức chỉ cách bọn họ mấy trăm mét mà thôi. Qua mấy lần ngoặt đã đi tới trước mặt, lúc này trương sư đã đi tới, đứng ở bên một cái trong đại sảnh rất rộng. Ngô cung chủ, nhược hoan công tử, triệu nhã đều ở đó, trong đó còn có mấy người mặc trang phục màu đỏ rực và nữ đệ tử áo trắng, cả đám không ngừng run rẩy. Phía trước mấy người là đầm nước cực lớn, đường kính chừng chừng 20 thước, đầm nước đã bị chia cắt thành hai bộ phận linh khí nhúc nhích không biết đã được khảm nạm bao nhiêu linh thạch giống như là một đầm linh dịch tinh thuần chẳng lẽ cái này chính là âm dương đầm đã sớm nghe qua tên tuổi của âm dương đầm chẳng qua ngay cả hắn cũng chưa từng gặp qua đây coi như là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy không đúng nghe nói âm dương đầm đầm phân âm dương một bên nóng rực như lửa một bên lạnh lẽo như băng mà thứ trước mắt cái này mặc dù linh khí đầy đủ thế nhưng lại không có cảm giác cực nóng và lạnh lẽo. Mày nhân lại, sở dĩ âm dương đầm vang danh thiên hạ là bởi vì đầm phân âm dương, một bên lạnh lẽo thấu xương, một bên cực nóng khó nhịn, âm dương giao hòa, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Tu luyện ở trong đó, nóng lạnh giao hòa, được âm dương nhị khí rèn luyện. Như vậy chân khí mới có thể càng thêm củng cố, thực lực cũng tiến bộ rất nhanh. Đầm nước trước mắt này mặc dù thoạt nhìn cũng chia làm hai bộ phận, Thế nhưng đều chỉ là sóng linh khí bình thường, đồng thời cũng không có cảm giác lạnh lẽo, cực nóng. Chẳng lẽ cũng không phải là cái gọi là âm dương đầm kia? Ngô cung chủ, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy học sinh không bị tổn thương, Khang Đường chủ nhẹ nhàng thở ra, đồng thời còn có chút nghi ngờ nhìn qua. Đã xảy ra chuyện gì có thể khiến cho Ngô cung chủ hóa phàm ngũ trọng tức giận như vậy, lại còn tản mát ra lửa giận ngập trời như vậy? Là âm dương đầm đã xảy ra chút vấn đề. Ngô Cung Chủ giải thích một câu, lại nhìn về phía mấy nữ đệ tử trước mắt, đem những lời mới vừa nói, nói lại cho ta nghe xem. chương 964, Trương Huyền Ngại Ngùng 2 Vâng, một vị nữ đệ tử dẫn đầu tiến về phía trước một bước, âm thanh có chút run rẩy. vừa rồi chúng ta giống như trước, đi kiểm tra. Mẫu Thủy, ai ngờ lại phát hiện ra, lực lượng âm dương bên trong mẫu Thủy đã biến mất hầu như không còn, ngay cả một chút cũng không có, giống. Cái đầm nước này như đúc. Mẫu thủy chôn sâu ở lòng đất, âm dương chi lực trong đó lại còn câu thông với địa mạch và băng nguyên mà hình thành, làm sao có thể biến mất được chứ? Ngô cung chủ dù chết cũng không tin. Bẩm báo cung chủ, đây là thứ mà chúng ta mới đánh lên từ phía dưới, người nhìn xem. Nữ đệ tử khẽ đảo cổ tay, một thùng nước xuất hiện ở trước mặt mọi người, trong đó là một thùng nước sạch, linh khí nhúc nhích, khiến cho người ta có một loại cảm giác linh khí hoạt động mạnh cực kỳ, bất quá chỉ là linh khí bình thường, không có lạnh lẽo hoặc là cực nóng một chút nào. Quả nhiên không có thuộc tính âm dương, suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hai mắt ngô cung chủ đỏ lên. Âm dương đầm liên quan tới sự tồn tại của toàn bộ băng nguyên cung, một khi hủy cũng tương đương với phân bộ của nàng cũng báo hỏng. Bên này nàng nổi điên thì bên kia, Trương Huyền là người thứ nhất xông qua, khóe miệng khẽ giật một cái vừa mới tới thì hắn cũng không biết mẫu thủy mà đối phương đang nói tới rốt cuộc là cái gì. Chỉ có điều, lúc nhìn thấy đồ vật trong thùng gỗ của nữ đệ tử thì hắn lập tức dùng mình một cái. Cái đồ chơi này không phải là đồ vật mà vừa rồi hắn đã hấp thu ở trong lòng đất hay sao? Chẳng lẽ có quan hệ với âm dương đầm? Ngô cung chủ, mẫu thủy mà ngươi nói tới là cái gì? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Nếu có bí mật gì khó nói thì không ngại nói ra, có lẽ chúng ta có thể hỗ trợ giải quyết. Thấy trạng thái này của cung chủ, trong lòng toát ra dự cảm bất thường, khang đường chủ không nhịn được phải đi lên phía trước một bước. Chuyện này liên quan tới bí mật lớn nhất của băng nguyên cung, vốn không nên nói với các ngươi. Chỉ có điều, loại tình huống hiện tại, nếu như không được giải quyết, chỉ sợ cũng không giấu giếm được. Thấy hắn hỏi thăm, ngô cung chủ trần chờ một chút, cũng không nhịn được mà khẽ gật đầu. Mặc dù mấy vị trước mắt này là người ngoài, Thế nhưng đều là danh sư, nàng hết cách rồi, có lẽ bọn hắn sẽ có phương pháp để giải quyết. Đây chính là âm dương đầm. Chỉ vào đầm nước cực lớn trước mắt, Ngô cung chủ nói, có phải cảm ngươi cảm thấy kỳ lạ, không hề giống như trong truyền thuyết, đầm phân âm dương, nóng lạnh xung đột lẫn nhau hay không? Mọi người gật đầu, nhất là Khang Đường chủ, vừa đến thì hắn đã phát hiện ra, trong lòng cũng vô cùng kỳ quái. Linh khí trong âm dương đầm là do linh thạch hội tụ mà thành điểm ấy hẳn các ngươi cũng có thể thấy được, mà âm dương chi khí trong đó lại là do mẫu thủy mang tới. Mẫu thủy là thứ do băng nguyên cung dùng phương pháp đặc thù, dung hợp địa mạch cực nóng và băng nguyên trí hàn mà hình thành. Dưới tình huống bình thường được chôn sâu ở sơn mạch phía dưới, chỉ có khi sử dụng thì mới có thể lấy linh dịch từ trong đó ra, tưới vào trong cái ao này. Ngô Cung Chủ giải thích, mặc dù chỉ là giới thiệu đơn giản nhất, không liên quan tới bí mật căn bản nhất của băng nguyên cung, thế nhưng lại làm cho mọi người hiểu được. Cái gọi là âm dương đầm cũng không phải là tự nhiên như thế, mà là do con người chế tạo ra, đồng thời. Quan trọng nhất chính là mẫu thủy, chỉ có tới loại vật này vào, mới có thể khiến cho chất nước triệt để biến hóa, tạo thành bảo địa có tác dụng cực lớn đối với tu luyện. Luyện chế linh dịch nồng hậu dày đặc rồi pha loáng, quan trọng nhất cũng không phải là dược vật sau khi pha loáng, mà là trước đó. Mà lúc này, cái này pha loáng trước đó mẫu thủy, âm dương thuộc tính thế mà hư không tiêu thất không có mẫu thủy cái gọi là âm dương đầm cũng chỉ là một đống linh dịch mà thôi coi như có chút ích lợi đối với tu luyện thì cũng đã mất đi hiệu quả trước đó cái này khóe miệng khang đường chủ giật một cái còn tưởng rằng là chuyện đơn giản gì có thể nhẹ nhõm giải quyết hiện tại xem ra căn bản không phải là chuyện mà hắn có tư cách nhúng tay vào liên quan đến mẫu thủy tương đương với cơ mật lớn nhất của băng nguyên cung làm sao có thể tùy ý để cho nó dò dỉ để hắn biết cơ chứ hơn nữa coi như là dò dỉ tin tức cho hắn cho dù ngô cung chủ đắm chìm cả đời người cũng không thể giải quyết được như vậy bản thân thì có biện pháp gì cơ chứ nói thật vận khí cũng quá là kém a vốn hắn cho rằng lấy được danh ngạch là có thể để cho học sinh của mình gia tăng tu vi trên phạm vi lớn thế nhưng hắn có nằm mơ cũng không có nghĩ đến lại gặp phải chuyện như vậy đúng rồi trương sư đang muốn lắc đầu nói cho đối phương biết không có cái gì. Thế nhưng đột nhiên hắn lại nhớ tới Trương Huyền nhiều lần sáng tạo kỳ tích, cho nên không nhịn được nhìn sang. Không nhìn còn khá, vừa nhìn hắn lập tức nhíu mày lại. Chỉ thấy lúc này vẻ mặt Trương Sư đang rất cổ quái, giống như vừa làm việc gì đó trái với lương tâm, vẻ mặt đỏ bừng. Trương Sư, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy Trương Huyền luôn luôn tùy tiện, lúc này không những không nghĩ biện pháp để giải quyết vấn đề mà còn có dáng vẻ này, ngô cung chủ không nhịn được nhìn lại nghe thấy câu hỏi của hắn những người khác cũng kịp phản ứng ánh mắt tập trung vào người trương huyền vẻ mặt này của trương sư quả thực kỳ lạ coi như là ngô cung chủ cũng cảm thấy có chút không đúng ta nghe thấy câu trương huyền hơi đỏ mặt nhịn không được vò đầu chuyện này ngô cung chủ vừa rồi ở trong băng hỏa phòng không phải ta đã nói tu luyện một lúc hay sao thấy hắn không có trả lời mà ngược lại còn nói ra những chuyện này tuy rằng ngô cung chủ, khang đường chủ kỳ quá, thế nhưng vẫn khẽ gật đầu. Trước đó, hắn đã nói qua, mình bởi vì tu luyện trong băng hỏa phòng cho nên mới làm trễ nải thời gian, vì vậy mới không có thông qua khảo hạch. Gãi gãi đầu, Trương Huyền ra vẻ ái náy không thôi, khụ khụ. Lúc ta tu luyện, dùng sức quá lớn, không cẩn thận. Đã hút sạch tất cả mẫu thủy bên trong âm dương chi khí của các ngươi. Tất cả đều. chương 965, Bồi Thường 1 A, à, khi tu luyện dùng sức quá lớn, bọn người Ngô Cung Chủ, Khang Đường Chủ ngẩn người ra, khóe miệng nhược hoan công tử càng giật một cái, thiếu chút nữa đã mắt tối sầm lại, trực tiếp ngất đi. Trước đó hắn đã cảm thấy kỳ quái, vì sao ngay cả mình cũng có thể thông qua băng hỏa phòng mà vị trương sư này lại thất bại? Hóa ra nguyên nhân ở đây, trực tiếp chạy tới hấp thu xong mẫu thủy của người ta, khiến cho âm dương đầm biến thành phế phẩm. Thông không hay thông qua còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Trước đó hắn còn cảm giác đối phương thừa nhận thất bại, vô từ tới đến cực điểm, khiến cho người ta bội phục. Hiện tại xem ra, hóa ra là vô sỉ hết sức a. À. Người hút khô mẫu thủy của người ta, âm dương đầm cũng có tác dụng, cho dù chúng ta có cái danh ngạch này thì có tác dụng cái giam a. À. Khịt khịt mũi, Nhược Hoan công tử rất muốn khóc. Từ khi biết hai mặt hàng này đến nay, bất kể tỉ thí, vượt quan hay là làm gì hắn không có lấy một lần được như ý. Không phải là bị đánh mặt thì chính là trên đường đi bị đánh mặt. Nếu không phải có trái tim mạnh mẽ thì nhất định đã sớm bị tra tấn tới phát điên rồi. Ngươi, ngươi, hấp thu hết thuộc tính âm dương bên trong mẫu thủy hay sao? Ngô cung chủ cũng kịp phản ứng, giống như bị điên nhìn về phía người thanh niên cách đó không xa. Ừm, Trương Huyền ngượng ngùng. Mặc dù hắn thông qua thư viện đã biết cái kia là mẫu thủy, thế nhưng hắn thật không biết nó lại có tần quan trọng như vậy đối với âm dương đầm, hơn nữa. Hắn chỉ muốn tu luyện linh hồn một chút, cũng không nghĩ tới đồ vật nổi danh như vậy lại yếu như thế. Mới giúp hồn lực từ hóa phàm nhị trọng đạt tới tứ trọng đã hoàn toàn biến mất rồi. Nghĩ một lát hắn cũng hiểu được, mẫu thủy chỉ phụ trách âm dương giao hòa, linh khí có thể cung cấp tu luyện trong đó cũng không nhiều, giống như âm dương đầm vậy. Trung quanh được khảm nạm vô số linh thạch để cung cấp lực lượng mà linh hồn hắn ngoại trừ hấp thu âm dương chi khí ra thì chính là linh khí trong đó đương nhiên rất dễ dàng đã thôn vệ sạch sẽ rõ ràng những chuyện này tràn ngập tâm tắc sớm biết đồ chơi này dễ dàng hư hại như vậy hơn nữa lại còn quan trọng như vậy với đối phương thì đánh chết hắn cũng bất động a hát hồn lực hắn mạnh yếu ra sao cũng giống như tu vi chân khí vậy cần có đủ linh thạch trung phẩm là có thể giải quyết mà âm dương đầm lại không có cách nào bù đắp được chỉ là cũng không thể nói tác dụng của mẫu thủy và linh thạch có thể đánh đồng với nhau hấp thu âm dương chi khí tu luyện vu hồn giống như đã trải qua lôi kiếp càng thêm ngưng thực càng thêm thuần phí. điểm ấy rõ ràng là điểm mà linh thạch không có cách nào hoàn thành được mẫu thủy ẩn sâu dưới đất băng hỏa phòng chỉ kết nối khí tức khiến cho người ta cảm thụ âm dương chi lực mà thôi khoảng cách chênh lệch xa tới mấy ngàn mét như vậy cũng có thể hấp thu được hay sao ngô cung chủ vẫn không thể tin được như cũ cái tên này đi băng hỏa phòng một chuyến, vị trí cách mẫu thủy còn xa vạn dặm, làm sao lại hấp thu hết được chứ? Khủ khủ, cái kia, ta đi vào băng hỏa phòng mới phát hiện ra là có cơ quan, ta lập tức nghĩ biện pháp để mở ra. Trương Huyền nói, ngô cung chủ nhoáng một cái. Đây chính là cơ quan do thiên công sư ngũ tinh chế tác, ngay cả nàng cũng chỉ có thể mượn lệnh bài của cung chủ để mở ra, kẻ trước mắt này vừa mới phát hiện đã mở ra được. Thuận tiện còn đi xuống dưới, rốt cuộc làm sao hắn làm được. Mấu chốt nhất là, đây chẳng qua chỉ là cái hố lấy hơi, lúc trước mới đào ra, một là vì khảo hạch băng hỏa phòng. Thứ hai là vì có thể để cho mẫu thủy kết nối với thiên địa, độ cao mấy ngàn mét, không có chỗ mượn lực. Nhảy xuống sẽ trực tiếp ngã chết. Coi như thật sự đi xuống được thì đi lên thế nào chứ? Hấp thu mẫu thủy của âm dương cung các ngươi là sơ suất của ta, như vậy đi. Ta cũng không chiếm tiện nghi của các ngươi, vừa rồi ta đã quan sát kỹ, âm quyết và dương quyết của băng nguyên cung các người có tồn tại mầm hỏa cực lớn, không sai đâu. Tu luyện loại pháp quyết này, bình thường đều sẽ chết hiểu. Phế đi chấn cung chi bảo của người ta, trong lòng trương huyền tràn ngập ái náy, vừa vặn trước đó hắn đã quan sát qua những đệ tử thuộc tính âm dương. Tất cả đều có chút vấn đề trên việc tu luyện, thuận tay hỗ trợ giải quyết cũng coi như bồi thường cho đối phương. Ngươi, ngô cung chủ sừng sốt. Đệ tử tu luyện âm quyết, Dương quyết là vì bồi dưỡng mẫu thủy mà thành, chịu địa mạch và băng nguyên sung kích, bình thường đều không sống được quá lâu. Coi như đi đến hóa phàm cảnh, thực lực không yếu, thế nhưng thọ tới 60 tuổi cũng đã là một cửa ải lớn. Chỉ là, đây là bí mật của băng nguyên cung các nàng. Vị trương sư này chỉ liếc mắt đã phát hiện ra sao. Ta có thể cải tiến công pháp tu luyện của các ngươi, giúp các nàng xóa đi tai họa ngầm này. Coi như bồi thường tổn thất của băng nguyên cung các ngươi. Trương Huyền nói: "Cải tiến, công pháp." Ngô cung chủ run rẩy. Chỗ thiếu hụt này, băng nguyên cùng truyền thừa vô số năm cũng không thể loại bỏ được, nếu như có thể cải tiến, đối với toàn bộ người của Nguyên Hỏa Băng Nguyên mà nói, chính là công đức vô lượng. Đừng nói là hủy một phân bộ, coi như 10 cái thì tổng bộ cũng sẽ không cao mày. Chỉ là, thực sự có thể cải tiến, hơn nữa còn xuất phát từ tay một thiếu niên không đủ 20 tuổi hay sao? Vấn đề lớn nhất trong hai bộ công pháp này của các ngươi là ở chỗ người tu luyện. Dương khí, âm khí chất đống, không có cách nào vận chuyển thông thuận. Mặc dù dương khí, âm khí là lực lượng chính tông nhất thiên địa, thế nhưng nếu như người tu luyện không có thể chất tương ứng. Khí tức chất đống quá lâu sẽ rất dễ phá hỏng cơ sở. Giống như nhân sâm vậy, tuy tốt, có không ít người cũng không thể dùng. Thể chất không được thì vật đại bổ cũng sẽ biến thành độc dược. Biết rõ điểm lo lắng của đối phương, Trương Huyền nhìn qua rồi nói: "Nếu như có thể giải quyết từ trên căn bản, để thể chất dung hợp tốt hơn với âm dương nhị khí, như vậy chuyện khôi phục tuổi thọ vẫn rất là đơn giản." Ngô Cung chủ không có tu luyện âm dương pháp quyết, thế nhưng những đệ tử này tu vi không cao, lợi dụng minh lý chi nhãn vẫn rất dễ dàng có thể tìm ra được vị trí thiếu hụt. Thông qua quan sát hắn đã biết, trong cơ thể những người này mang theo ám thương. Nếu như không nghĩ biện pháp chữa trị, tuổi thọ sẽ bị hao tổn ngay cả 60 tuổi cũng rất khó sống tới được. Tuổi thọ của hóa phàm cảnh là 2, 300 tuổi. Ngay cả 60 cũng không sống tới, được cho là chết hiểu. Vẻ mặt ngô cung chủ biến hóa, nàng cắn răng một cái, cổ tay khẽ đảo, lập tức lấy ra hai bản thư tịch rồi đưa tới, xin trương sư sửa chữa công pháp. Vừa mới bắt đầu nàng còn có chút nghi ngờ, cảm giác đối phương muốn nhân cơ hội xem pháp quyết tu luyện của băng nguyên cung các nàng sau khi nghe hắn giải thích thì nàng mới biết được mình đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. chương 966, Bồi Thường 2 Ngay cả cơ mật tu luyện mà đối phương cũng có thể nhìn ra, như vậy đã nói rõ bộ âm quyết, dương quyết này trong mắt người ta căn bản không phải là vấn đề vì lớn. Nếu thật sự muốn công pháp, sao lại dùng dùng thủ đoạn vụng về như thế? Ừm, tiếp nhận công pháp, ngón tay vừa đụng tới một cái, trong đầu lập tức xuất hiện một quyển sách. Hắn cúi đầu nhìn sang thư tịch, cũng giống như Minh Lý chi nhãn nhìn thấy vậy, những pháp quyết tu luyện này, quả thực sẽ tạo thành tai họa ngầm, khiến cho người ta chết yểu. Chỉ là, dưới thiên đạo thư viện chiếu rọi, chỗ thiếu hụt rất chói mắt, diễn giải ngược để sửa chữa công pháp cũng đơn giản dị thường. Thời gian không lâu, tay mở sách ra, lại lấy ra bút lông, sửa chữa hoàn tất chỗ thiếu hụt gây ra chết yểu, sau đó lại lần nữa đưa tới. Cái này, tiếp nhận công pháp, nhìn một hồi, Thân thể Ngô cung chủ lập tức nhịn không được phải run run. Nàng thân là cường giả hóa phàm cảnh ngũ trọng, lại thêm khống chế Băng Nguyên cung nhiều năm. Những chỗ mà đối phương sửa chữa, có công hiệu hay không vẫn có thể nhìn ra được một cách dễ dàng. Chỉ cần tu luyện dựa theo cái này, không bao lâu sau, tai họa ngầm của tất cả mọi người trong Băng Nguyên cung đều sẽ biến mất, lại một lần nữa đi lại trong thiên hạ. Nhìn thoáng qua đã có thể sửa đổi công pháp, vị thanh niên này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? coi như, à khang đường chủ cũng không làm được a à. Đa tạ trương sư cứu tính mạng ngàn vạn đệ tử của băng nguyên cung. Nàng biết, nếu truyền bộ công pháp này về tổng bộ, tất nhiên sẽ gây ra đại chấn cực lớn. Khiến cho vô số người điên cuồng, có thể cứu vớt được không biết bao nhiêu đệ tử tu luyện lực lượng thuộc tính âm dương. Ngô cung chủ cũng nhịn không được nữa, thân thể khom lại, quỳ dạp xuống đất. Ai, ngô cung chủ, ngươi làm cái gì vậy? không nghĩ tới nàng sẽ hành đại lễ, Trương Huyền giật nảy mình, vội vàng tiến lên, muốn kéo nàng lại. Ngô Cung chủ khoát tay, vẻ mặt nghiêm túc, ta đại biểu cho toàn bộ băng nguyên cung cảm ơn ngươi, cũng không phải là của cá nhân ta. Xin Trương Sư chớ có từ chối. Băng nguyên cung, bởi vì giới hạn công pháp cho nên các đệ tử sống không quá 60 tuổi. Chỉ ít cũng có mấy chục vạn người tu luyện, bộ công pháp này được sửa đổi cũng đã cam đoan tính mạng của các nàng. Cũng đã nói lên một chuyện, một động tác này của trương sư đã cứu mấy chục vạn người, nàng quỳ xuống, người mà nàng đại biểu không phải mình, mà là những người này. Được rồi, thấy đối phương kiên trì, trương huyền đành phải buông xuôi bỏ mặc Khang đường chủ, nhược hoan công tử ở bên cạnh cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, sắp phun máu. Thôn vệ mẫu thủy của người ta sạch sẽ, hai người đang hoài nghi ngô cung chủ sẽ giết hắn hay không. Thế nhưng không nghĩ tới, trong nháy mắt đối phương đã quỳ xuống. Trương Sư, rốt cuộc người còn có bao nhiêu thủ đoạn không muốn người ta biết đây? Sửa chữa công pháp, giải quyết nan đề mà ngay cả bản thân người băng nguyên cung cũng không thể giải quyết. Đây cũng không phải là chuyện mà danh sư bình thường có thể làm được. Thậm chí Khang Đường Chủ còn hoài nghi, coi như là một vị danh sư ngũ tinh tới thì cũng không có khả năng bảo hắn làm tốt hơn được. Ngô Cung Chủ cung kính bái ba bái, lúc này Cung Chủ mới đứng dậy, cung kính đến cực điểm đối với thanh niên trước mắt, mặc dù đối phương đã hủy đi mẫu thủy, thế nhưng lại cứu vất tính mạng của vô số người trong toàn bộ băng nguyên cung, công tội bù nhau, công lao còn lớn hơn sơ suất. Lần này ta tới đây chính là đi vào âm dương đầm tu hành. Hiện tại không có âm dương đầm, hại ngươi không có cách nào tấn cấp. Như vậy đi, ta sẽ chỉ điểm giúp ngươi một chút, khiến cho ngươi trong một tháng đột phá đến hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, xem như là bồi thường. Xử lý xong chuyện của ngô cung chủ, Trương Huyền nhìn về phía nhược hoan công tử đang ở cách đó không xa. Tên này tràn ngập hưng phấn tới đây, vốn muốn mượn âm dương đầm để đột nhiên tăng mạch, thực lực bạo tăng. Kết quả lại bị bản thân hắn thôn vệ sạch sẽ, không có cách nào tu luyện, đương nhiên hắn cũng phải bồi thường một chút. Để cho ta trong một tháng đạt tới hóa phàm tứ trọng đỉnh phong. Nhược hoan công tử sửng sốt. Bản thân hắn là danh sư, lão sư càng là đường chủ danh sư đường. Từ khi tu luyện tới hiện tại, các loại thủ đoạn tốt nhất đều dùng, muốn đạt tới hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, không có 10 năm, 20 năm thì không thể nào làm được, đừng nói là một tháng. Nằm mơ đi, lúc người tu luyện có phải thường xuyên cảm thấy trong khí hải tắc nghẽn không gì sánh được, giống như đã đi vào thông đạo chật hẹp, khó mà tiến lên được hay không? Trương Huyền nói, Ê, vâng, nhược hoan công tử gật đầu. Hiện tại tiến triển tu luyện của hắn rất chậm, cũng không phải là thiếu tài nguyên, cũng không phải là không biết tu luyện như thế nào, mà là chân khí trong cơ thể giống như đã bế tắc, vận chuyển như rùa bò, không còn thoải mái như trước kia nữa. Giống như chạy đường dài vậy, dù có lợi hại hơn nữa, vô địch thế giới. Nếu vượt qua cực hạn nhất định thì tốc độ cũng sẽ hạ xuống, không có khả năng có người nào luôn duy trì được tốc độ cố định. Mà dường như hiện giờ hắn đã đạt đến cực hạn, mỗi khi tiến về phía trước một bước cũng sẽ rất khó khăn. Rất đơn giản ăn viên đan dược này vào có thể khiến cho ngươi nhẹ nhõm trong một tháng đạt tới hóa phàm tứ trọng đỉnh phong. Lạnh nhạt nhìn qua, cổ tay Trương Huyền khẽ đảo, một viên đan dược màu đỏ nhạt lớn bằng cỡ nắm tay xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Thân thể nhược hoan công tử nhoáng một cái, khuôn mặt vặn vẹo. Đây là, thôi tình đan dùng cho man thú nhị phẩm. chương 967, băng nguyên đặc sứ 2. 1. Thân là danh sư tứ tinh, nhãn lực kinh người, viên đan dược trong tay đối phương thoạt nhìn rất cao to. Thế nhưng trên thực tế lại là thôi tình đan cho man thú sử dụng. Càng là man thú lợi hại, khi lai giống thì tỷ lệ có thể sống sót cũng càng thấp. Vì dễ sinh sôi cho nên bình thường thuần thú sư đều đút loại đan dược này cho chúng nó. Sau khi man thú phục dụng, thân thể xuất hiện phản ứng, ngày đêm không ngớt, từ đó bảo đảm sinh dục. Thuốc này so với nắm đấm còn lớn hơn một vòng, chuyên môn dùng để thúc tình cho man thú, không ngờ lại để cho mình dùng nhược hoan công tử nuốt ngụm nước bọt cảm giác muốn chết không sai đây chính là dược vật cho man thú dùng chỉ có điều đối với tình huống hiện tại của ngươi lại vừa vặn hữu dụng nhanh dùng đi à đúng rồi viên đan dược này nhất định phải nuốt toàn bộ vào không thể nhai kỹ nuốt chậm trương huyền nói nuốt cả nhược hoan công tử run người một viên đan dược lớn chừng nắm tay nuốt thế nào đây coi như mở miệng nhét vào thì ít hầu cũng không nuối trôi a hát. Đại ca, rốt cuộc ta và ngươi có thủ oán gì chứ? Ngươi không phải là muốn giúp ta tăng cao tu vi, mà đang muốn giết chết ta a? À? Nhất định phải nuốt cả, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, nếu không sẽ không có hiệu quả. Tiện tay ném viên đan dược cho khang đường chủ, Trương Huyền lại nói, ngươi là lão sư hắn thì giúp một tay để cho hắn nuốt đi. Ta, nhìn thấy thuốc tình dược cho man thú ăn rơi vào lòng bàn tay của mình, khóe miệng khang đường chủ cũng co giật một cái, không nhịn được mà ngẩng đầu lên nói cái này. Thật sự có thể giúp cho nhược hoan tấn cấp. Đương nhiên, Trương Huyền gật đầu. Vậy thì tốt. Khang đường chủ cắn răng một cái, nhược hoan, tới uống thuốc, ai, đừng chạy. Thấp giọng hô một tiếp, bàn tay vồ một cái bắt lấy quân nhược hoan. Người này ngã xuống đất, Lúc này hắn cắn răng nhét viên đại viên đan dược này vào trong miệng đối phương. Sau đó chân khí tuôn ra, cứ thế mà ấn vào trong cổ họng đối phương. Khục khục, Nhược Hoan công tử không ngừng ho khan, nước mắt chảy ràn rụa. Đâu còn có nửa điểm bộ dáng công tử nữa, đây hiển nhiên là một tên ăn mày chính hiệu. Cái gì gọi là phong độ, khí chất, giờ khắc này tất cả đều bị vứt đi. Bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Đừng nói nhảm Giữ vững bản tâm, dựa theo công pháp tu luyện. Thấy hắn còn có thời gian lau nước mũi, Trương Huyền hét lớn. "Vâng." Mặc dù tràn ngập buồn bực, thế nhưng hắn cũng biết, nếu như không làm như vậy thì lại bị cho ăn một khoản nữa. Ngay cả tâm tư muốn tự tử cũng có, Nhược Hoan công tử nóng nảy vội vàng khoanh chân ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống thì hắn đã lập tức cảm thấy trên người có một cỗ cảm giác khô nóng khó tả thiêu đốt, lỗ chân lông toàn thân mở rộng. "Âm ầm." kinh mạch vốn chật hẹp, ngăn chặn chân khí tiến lên, dưới sự kích thích của dược vật đã trở nên khuếch trương. Chân khí trước đó vẫn đục, dường như trong nháy mắt cũng đã trở nên rõ ràng, oanh một tiếng, thuận lợi thông qua. Giang giác, giang giác, tu vi bị ràng buộc ở hóa phàm tứ trọng sơ kỳ phát ra một tiếng vang giòn giã, lấp tức đột phá đến trung kỳ. Thật sự, thành công. Khang đường chủ giật nảy mình, ngô cung chủ ở bên cạnh cũng trợn to mắt, vốn bọn hắn thấy phương pháp của trương huyền không thể tưởng tượng được cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thế nhưng tận mắt thấy nhược hoan công tử đột phá thì bọn hắn mới biết được đối phương thật sự có bản sự kia hơn nữa còn tìm được chỗ mấu chốt ừm chân khí trong cơ thể hắn bị tắc nghẽn muốn thông qua gần hai loại biện pháp thứ nhất để kinh mạch trở nên khuếch trương thứ hai để chân khí trở nên tinh thuần hơn thấy hai người khiếp sợ trương huyền cười cười viên thôi tình đan vừa rồi đối với man thú cũng có tác dụng. Có thể khiến cho máu tươi tuần hoàn của hắn tăng nhanh, kinh mạch khuếch trương. Nếu để cho người ăn, tự nhiên cũng có hiệu quả như vậy. Lúc trước nhược hoan công tử tỷ đấu cùng hắn từng động tới năng lực danh sư. Thư viện đã sớm ghi chép lại chỗ thiếu hụt, cho dù đã qua hơn nửa tháng, thế nhưng tu vi không thay đổi. Vì vậy đương nhiên chỗ thiếu hụt cũng không biến hóa. Cho nên Trương Huyền rất dễ dàng tìm được chỗ mấu chốt. Mặt khác, những lời mà hắn mới vừa nói chỉ là một phần nguyên nhân trong đó. Điểm càng quan trọng hơn là bên trong viên đan dược này lặng lẽ chứa đựng một cỗ thiên đạo chân khí. Sau khi đối phương ăn vào, không chỉ kinh mạch khuếch trương mà chân khí bị pha loãng cũng trở nên tinh thuần. Muốn đột phá, tự nhiên cũng trở nên đơn giản. Chỉ bất quá, thiên đạo chân khí quá quan trọng, giấu ở bên trong viên đan dược, trực tiếp nuốt vào, có thể bị phát hiện hay không cũng khó nói một khi nhai kỹ nuốt chậm sẽ rất dễ dàng phát giác ra được cho nên hắn mới bảo khang đường chủ cứ thế nhét vào trong miệng đối phương dược vật vào bụng lập tức tan thiên đạo chân khí cũng dùng hợp với lực lượng của bản thân bị chân khí pha loáng cũng không có cách nào phát giác ra được chuyện này khang đường chủ ngây người mặc dù hắn cảm thấy không có đơn giản như vậy thế nhưng học sinh đang thuận lợi đột phá ở trước mắt ngoại trừ lời giải thích này ra quả thực hắn không nghĩ ra lý do tốt hơn như vậy, sau khi đột phá thì sao? Chắc còn dược hiệu chứ? Hắn không nhịn được phải hỏi một câu. Mặc dù loại phương pháp này có thể làm cho người ta đột phá, thế nhưng sau khi đột phá thì sao? Một viên đan dược lớn như vậy, dược tính vẫn còn, nên giải quyết như thế nào đây? À, chuyện này, ta không nghĩ tới, Trương Huyền rất tự nhiên lắc đầu. Không nghĩ tới, Khang Đường chủ nhóm một cái, nhược hoan công tử đang khoanh chân tu luyện chỉ cảm thấy ngực buồn bực, thiếu chút đã tổ hỏa nhập ma. Ngươi không nghĩ tới là có ý gì. Bảo ta ăn thuốc tình dược lớn như thế, sau đó. Tự sinh tự diệt. Yên tâm đi, chỉ là thuốc tình dược của man thú mà thôi, man thú trí tuệ thấp, không gánh được thì cũng thôi đi. Nhược hoan công tử ngươi không có khả năng ngay cả man thú cũng không bằng, không chống đỡ được đó chứ. Trương Huyền nói, làm như vậy, một mặt có thể để cho tu vi đột phá, thứ hai, còn có thể khảo nghiệm định lực của hắn đường đường là cường giả hóa phàm tứ trọng, không phải ngay cả một chút như vậy cũng không khống chế được, như vậy cũng quá yếu a. À. Chương 968, Băng Nguyên đặc sứ 2. 2. Ừm, Khang Đường chủ gật đầu. Cường giả hóa phàm đã có năng lực khống chế cực mạnh đối với bản thân, mặc dù ham muốn nam nữ mãnh liệt, thế nhưng vẫn còn có thể khắc chế. So với việc đột phá, quả thực không bằng, không thương tổn tới vẻ phong nhã. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép nhược hoan công tử lần nữa rơi lệ. Vốn hắn tưởng rằng có thể có biện pháp giải quyết, hóa ra. Thật sự là tự sinh tự diệt a hát, trong lúc nhất thời hắn cảm thấy khổ sở không gì sánh được, cũng không biết là tâm tắc hay là phản ứng bên trên thân thể. Đa tạ trương sư, không biết bao lâu, rốt cuộc cũng đã củng cố tu vi, chế trụ được ham muốn. Lúc này nhược hoan công tử mới đi đến trước mặt trương huyền, không người quỷ gối. Mặc dù quá trình dài rằng rặc, rất tàn khốc, nhưng đối với vị trước mắt này hắn đã chân chính tâm phục khẩu phục oán khí trước đó bởi vì thôn vệ mẫu thủy sạch sẽ cũng đã biến mất không còn một mảnh nói thật coi như âm dương đầm hoàn hảo như lúc ban đầu trong thời gian một tháng nhiều nhất hắn cũng chỉ từ chọc thanh cảnh sơ kỳ đạt tới trung kỳ mà thôi hiện tại trong nháy mắt đã đột phá đã vượt qua mong muốn ban đầu không cần khách khí kinh mạch ngươi đã mở rộng chân khí lưu chuyển nhanh chóng chỉ cần có đầy đủ linh thạch trung phẩm thì trong một tháng, muốn đột phá đến hóa phàm tứ trọng đỉnh phong là chuyện không thành vấn đề. Trương Huyền hài lòng gật đầu. Thiên đạo chân khí dung nhập vào trong thân thể đối phương, khiến cho chân khí vốn có chút sền sệt đã trở nên pha loãng. Sau này tu luyện nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió, so với hiện tại còn tốt hơn rất nhiều, nói hắn gặp họa đắc phúc cũng không đủ. Trương sư giúp tiểu đồ tấn chức, khang mỗ vô cùng cảm kích, nam viên linh thạch trung phẩm này xem như là thù lao cẩn thận kiểm tra thân thể học sinh một lần, cũng biết hắn đã có biến hóa thoát thai hoán cốt. Khang đường chủ biết, chuyện này tuyệt không phải đơn giản như ăn một viên thôi tình đan. Cổ tay hắn khẽ đảo, lấy ra một cái hộp ngọc, thái độ cung kính đưa lên. Danh sư chỉ điểm, cũng cần trả tiền, thủ đoạn của đối phương quỷ thần khó lường, so với hắn còn cao minh hơn. So ra đã vượt qua danh sư ngũ tinh, năm viên linh thạch trung phẩm tuy nhiều, thế nhưng khi dùng làm thù lao thì vẫn còn có chút không đáng để ý. Chỉ là, đây đã là toàn bộ gia sản của hắn, coi như muốn cầm ra nữa cũng không bỏ ra được nhiều hơn. Khang Đường chủ khách khí rồi, không thể sử dụng âm dương đầm cũng là ta sơ suất. Khách khí nói một câu, tiếp nhận hộp ngọc, lại lấy một viên trong đó ném cho Nhược Hoan đang ở cách đó không xa, gần đây cố gắng tu luyện, luyện hóa một viên này, hẳn là có thể đạt đến hóa phàm tứ trọng đỉnh phong. Ngay sau đó hắn lại lấy ra một viên, đưa cho Triệu Nhã sau đó lập tức nhìn về phía ngô cung chủ đang ở cách đó không xa cung chủ mẫu thủy kia đã bị phế bỏ như vậy ta có thể mượn dùng băng nguyên của băng nguyên cung các ngươi dùng một chút hay không âm dương chi khí bên trong mẫu thủy đã bị hấp thu sạch sẽ địa mạch và băng nguyên vẫn còn ngươi muốn làm gì vẻ mặt ngô cung chủ rất là cảnh giác băng nguyên là của quý của băng nguyên cung các nàng rất ít khi tùy tiện lấy ra không có gì triệu nhã là thể chất thuần âm nếu như dùng hợp băng nguyên thì có thể khiến cho tu vi nhanh chóng tăng lên nếu không có gì bất ngờ xảy ra nửa tháng sau đã có thể giải quyết vấn đề trong cơ thể ngươi muốn cho nàng tu luyện dần dần từng bước chỉ sợ không có nửa năm thời gian cũng rất khó làm được trương huyền trần chờ một chút rồi nói vốn hắn nghĩ âm dương đầm cũng có thể khiến cho triệu nhã nhanh chóng tiến bộ bây giờ đã bị hủy chỉ có thể nghĩ biện pháp khác mà thôi may mắn băng nguyên vẫn còn nếu dùng thứ này có lẽ hiệu quả so với cái gọi là âm dương đầm còn tốt hơn không ít. Chuyện này, Ngô cung chủ ngẩn ngơ, không nghĩ tới đối phương còn muốn thay nàng giải quyết chứng bệnh. Kiềm chế bản thân, Ngô cung chủ nói, nàng có thể chất thuần âm, đối với chúng ta cực kỳ quan trọng. Đừng nói là cho nàng một phần băng nguyên, coi như là cho toàn bộ thì cũng không tính là gì, ta sẽ đi lấy ngay. Nói xong nàng quay người rời khỏi. Không lâu sau nàng đã cầm đến một cái hộp ngọc nhẹ nhàng mở ra, bên trong có một đồ vật tựa như linh thạch đang tản mát ra hàn khí nồng đậm, giống như vừa xuất hiện đã có thể đóng băng người ta. Thứ này những người khác nhìn thấy đều cảm thấy giá rét lạnh thấu xương, chỉ có Triệu Nhã nhìn thấy là hai mắt tỏa sáng, cảm thấy máu tươi toàn thân cũng theo đó sôi trào. "Triệu Nhã, mấy ngày nay tu luyện dựa theo công pháp mà ta truyền thụ cho ngươi, có cái gì không hiểu thì trực tiếp hỏi ta." Đưa hộp ngọc cho nàng, Trương Huyền nói một tiếng. "Vâng." Triệu Nhã gật đầu. Được rồi, ta cũng muốn bế quan tu luyện. Tất cả đã sắp xếp xong, Trương Huyền nói. Khang Đường chủ cho năm viên linh thạch trung phẩm, cho Nhược Hoan một viên, Triệu Nhã một, còn thừa lại 3 viên. Đủ để cho hắn tấn cấp đến Hóa Phàm nhị trọng đỉnh phong. Ngô Cung chủ phái người sắp xếp mấy gian phòng sạch sẽ để mọi người ở lại. Trương Huyền, Nhược Hoan, Triệu Nhã cũng bắt đầu cố gắng tu luyện thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã trôi qua nửa tháng. Dưới sự trợ giúp của ba viên linh thạch trung phẩm, cùng ngày Trương Huyền đã đột phá đến hóa phàm nhị trọng đỉnh phong, về sau vẫn luôn củng cố tu vi. Mà nhược hoan công tử, rốt cục vào hai ngày trước đã đạt đến hóa phàm tứ trọng hậu kỳ. Chỉ là, nếu nói trong ba người ai có tiến bộ lớn nhất thì cũng không phải là hắn, mà là triệu nhã. Trong thời gian nửa tháng, Mượn nhờ băng nguyên, thể chất của nàng đã thành công kích hoạt lên 30%, tu vi cũng từ nửa bước hóa phàm cảnh liên tiếp đột phá, đạt đến hóa phàm tứ trọng. Tu vi bản thân so người làm lão sư như Trương Huyền còn cao hơn. Tu vi tăng tiến, khí chất của bản thân càng thêm siêu phàm thoát tục. Từ xa nhìn lại giống như một trích lạc tiên tử, không nhiễm khói lửa trần gian. Nhược hoan công tử nhìn thấy vậy kích động không thôi, trong lòng sinh lòng ái mộ, chỉ là. Nhớ tới trương sư mạnh mẽ, hắn đành phải nhịn lại, thu hồi tâm tư của mình. Không có ý nghĩ xấu đã thảm như vậy, nếu như thực sự có, quả thật sẽ không còn sống tới lúc thi đấu danh sư. chương 969, Triệu Nhã rời đi thưởng. một Tu vi của Triệu Nhã tiến bộ, ngô cung chủ cũng không kém nhiều. Chỉ dùng thời Gina một ngày, Trương Huyền đã mượn máu của nàng, thuận lợi giúp nàng sau giải quyết vấn đề đã quấy nhiễu nàng nhiều năm, khiến cho nàng có ngàn vạn lời cảm ơn không thể nói hết. Trương sư, đặc sứ từ tổng bộ tới muốn gặp ngươi. Hôm nay Trương Huyền tu luyện hoàn tất, cảm giác cách lúc thi đấu danh sư cũng không còn dài. Hắn đang định cùng với đám người khang đường chủ rời khỏi nơi này thì đã thấy Ngô Cung chủ đi tới. Giải quyết vấn đề tuổi thọ của Âm Quyết, Dương Quyết, nàng đã báo lên tổng bộ. Chính bởi vì chuyện này cho nên đặc sứ chuyên môn chạy tới. Được. Trương Huyền gật gật đầu, đi theo phía sau lưng Ngô Cung chủ, đi về phía đại sảnh của bang nguyên cung đại sảnh băng nguyên cung chính là nơi lúc trước ngô cung chủ tiếp đãi bọn hắn. Lúc đi tới đã thấy có một phụ nhân trung niên đang đứng ở giữa. Lúc nhìn thấy hai người đi vào, nàng quay đầu nhìn lại. Đặc sứ, vị này chính là Trương Sư, ngô cung chủ tiến về phía trước một bước. Trương Sư, tại hạ là liễu huyên tới từ tổng bộ nguyên hỏa băng nguyên. Đặc sứ ôm quyền, nhìn lại, trong mắt tràn ngập vẻ tán dương. Khi nhận được tin tức nàng có chút không dám tin tưởng. Chỉ có điều, khi thật sự nhìn công pháp sau khi sửa chữa, nàng lập tức kinh hãi. Vốn cho rằng người có thể sửa chữa công pháp, ít nhất cũng phải là danh sư 4 50 tuổi. Nàng có nằm mơ cũng không có nghĩ đến lại trẻ tuổi như vậy, ngay cả 20 cũng chưa tới. Danh sư Trương Huyền. Trương Huyền ôm quyền đáp lễ, đồng thời cũng cẩn thận quan sát vị trước mắt này. Vừa nhìn qua, con người không kìm được mà co rụt lại. Thực lực của vị này giống như là biển rộng minh mông sâu không lường được. Cho dù dùng nhãn lực hiện tại của hắn cũng không nhìn ra cái gì cả. Nói cách khác, thực lực của đối phương chí ít đã vượt qua hóa phàm ngũ trọng, thậm chí so với. Mặc hồn sinh lúc trước còn đáng sợ hơn. Mặc hồn sinh đã đạt tới hóa phàm cửu trọng, mà người còn mạnh hơn hắn, rốt cuộc là loại cảnh giới nào chứ? Khó trách có thể tới từ tổng bộ, trong thời gian nửa tháng đã chạy tới đây. Đáng sợ, quả nhiên là anh hùng thiếu niên thấy đối phương biết thực lực của nàng bất phàm mà vẻ mặt vẫn không đổi sắc, không sợ hãi chút nào. Liễu Huyên đặc sứ hài lòng gật đầu, cười cười nói, kỳ thật, ta từ tổng bộ tới đây là vì hai chuyện. Ồ, Trương Huyền nhìn qua. Thứ nhất, Trương Sư sửa chữa công pháp khiến cho người của Nguyên Hỏa băng Nguyên chúng ta tránh chuyện bị chết hiểu. Ta đại biểu cho toàn bộ băng Nguyên Cung, bày tỏ cảm tạ sâu sắc. Thành ý mời ngươi đi tổng bộ làm khách, người băng Nguyên nguyện ý lấy lễ trưởng lão để đối đãi trưởng lão. Ngô cung chủ ở bên cạnh toàn thân chấn động. Tổng bộ băng nguyên cung cho dù ở trong toàn bộ danh sư đại lục cũng là một trong các cự đầu nổi danh nhất. Cường đại cỡ nào nàng biết rất rõ. Dùng chức vị trưởng lão để đối đãi chỉ bằng vào một thân tên tuổi này, ngay cả người phấn đấu vô số năm như nàng cũng không làm được. Thậm chí, đừng nói là vô số năm, cho dù cố gắng cả đời cũng khó có khả năng hoàn thành. Có điều kiện gì, Trương Huyền nhìn qua, đối phương đưa ra điều kiện N hư vậy, tự nhiên sẽ có yêu cầu, không có khả năng bỗng dưng đưa một bữa cơm trưa miễn phí. Trương sư người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Thấy hắn không có cao hứng mà quên đi hết tất cả, ngược lại còn nói thẳng vào chỗ yếu hại, liễu huyên đặc sứ tán dương, lại cười cười, rất đơn giản, hy vọng về sau trương sư có thể vì giải quyết nan để công pháp cho người băng nguyên. Thường chú tại băng nguyên cung, thường chú trong băng nguyên cung, không thể rời khỏi hay sao? trương huyền nhướng mày truyền thừa của một nghề nghiệp chủ yếu tập trung ở bên trên công pháp bởi vậy thứ này sẽ không dễ dàng để cho người khác quan sát đối phương đã để cho mình giải quyết nan đề đồng thời còn thường trú ý tứ đã rất rõ ràng vì đề phòng công pháp truyền ra ngoài cho nên chỉ có thể ở lại nơi đó nếu không được cho phép thì sẽ không có cách nào ra ngoài đây thì có gì khác với biến tướng cầm tù cơ chứ trương sư không nên hiểu lầm chuyện rời khỏi đương nhiên là có thể. Chỉ có điều, đầu tiên có thể băng cung sẽ khảo nghiệm độ trung thành, sẽ không phản bội. Người cũng biết rồi đó, một nghề nghiệp truyền thừa không cho phép truyền ra ngoài, băng cung cũng có lo nghĩ của riêng mình. Bị đối phương nói ra chuyện này, Liễu Huyên đặc sứ có chút xấu hổ. Ta đã biết rồi, các ngươi có mối lo của mình, ta cũng có thể lựa chọn không đi. Trương Huyền vẫy tay, cầm tù, nói đùa, hắn còn không có khuynh hướng thích ngược đãi thấy hắn trực tiếp cự tuyệt, Liễu Huyền đặc sứ giải thích, kỳ thật gia nhập chúng ta băng nguyên cung cũng không sai, băng nguyên cung hầu như đều là nữ nhân. Chỉ cần trương sư nguyện ý, muốn cưới bao nhiêu, cưới mấy người cũng không thành vấn đề. Băng nguyên cung đều là nữ tử tuyệt sắc, không ít nam tử thực lực cường đại ham sắc đẹp đuổi cam tâm ở lại trong đó. Nói chuyện thứ hai đi, Trương Huyền lắc đầu. Hắn nhất định phải trở thành cửu tinh danh sư trước năm 30 tuổi, như vậy mới có thể cam đoan không chết cái gọi là nữ nhân, trưởng lão, hoàn toàn không có hứng thú. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu, vì sao mà rõ ràng đám người mạc vũ công chúa, thẩm bích như có ý tứ đối với hắn mà hắn lại không nhúc nhích như vậy. Người mà bản thân không biết lúc nào sẽ chết, dưới sinh tử áp lực, đâu còn có thời gian suy nghĩ tới chuyện nam, nữ cơ chứ. Chuyện thứ hai, là học sinh của ngươi, triệu nhã. Thấy hắn cự tuyệt, liễu huyền đặc sứ có vẻ thất vọng, chỉ có điều, nàng lập tức điều chỉnh tâm cảnh, lại nhìn hắn rồi nói. Trương huyền nhướng mày, thể chất thuần âm đối với nguyên hỏa băng nguyên chúng ta có tầm quan trọng rất lớn, chắc hẳn. Ngô Cung Chủ cũng đã nói với ngươi, Liễu Huyên đặc sứ nói. Đúng là đã nói qua một chút, nguyên do cụ thể cũng không rõ ràng. Trước đó Ngô Cung Chủ chỉ nói thể chất thuần âm liên quan tới sinh tử tồn vong của người băng nguyên, cũng không nói tỉ mỉ. Người nguyên hỏa băng nguyên truyền thừa từ một vị lão tổ có thể chất thuần âm. Cung chủ mỗi một thời đại cũng chỉ có thể chất thuần âm mới có thể tiếp nhận. Về thời điểm vị cung chủ trước đó tử vong đã được một ngàn năm. Từ đó chúng không tìm được loại thể chất này nữa. Băng nguyên cung hiện giờ như rắn mất đầu, phải chịu rất nhiều thế lực áp bách, đã lung lay sắp đổ. Liễu huyên đặc sứ than thở một tiếng, lắc đầu nói nếu như có thể tìm được một người có thể chất thuần âm kế thừa đại vị như vậy băng nguyên cung ta có lẽ có thể tránh khỏi loại nguy cơ này, đông sơn tái khởi. chương 970, triệu nhã rời đi thượng. hai Cung chủ. Trương huyền sửng sốt. Hắn còn tưởng rằng đám người này muốn tìm triệu nhã làm gì, không nghĩ tới lại là chuyện này. Không sai, liễu huyên đặc sứ nhìn qua, cho nên, chuyện thứ hai rất đơn giản. Ta hy vọng lần này tới đây là có thể đưa nàng mang về tổng bộ, nghĩ biện pháp nhanh chóng kích hoạt thể chất, lại dốc lòng bồi dưỡng, tranh thủ sớm ngày kế thừa chức vị cung chủ ta cũng có thể kích hoạt thể chất nàng trương huyền xua tay nói mặc dù thực lực bây giờ của hắn không đủ tài nguyên cũng không có bao nhiêu thế nhưng từ thiên huyền vương quốc cùng nhau đi tới đây đã khiến cho thực lực triệu nhã liên tiếp đột phá muốn triệt để kích hoạt thể chất của nàng cũng chỉ là vấn đề thời gian không tính là gì chuyện của trương sư ta nghe nói qua cũng biết bản lãnh của ngươi ở lại bên cạnh ngươi triệt đề kích hoạt cũng là chuyên có khả năng, thế nhưng Trương sư đã từng nghĩ tới cần bao lâu hay chưa? 10 năm, 20 năm, 50 năm, thậm chí 100 năm, 200 năm. Liễu Huyên đặc sứ nhìn hắn, thể chất đặc thù, càng về sau thì tài nguyên tiêu hao cũng sẽ càng lớn. Coi như Trương sư có thể liên tục cung cấp không ngừng, như vậy Triệu Nhã có thể đồng ý bình tĩnh tiếp nhận hay không? Cái này Trương Huyền không có cách nào phản bác. Thể chất đặc thù nương theo tỷ lệ phần trăm càng cao kích hoạt thì những phần trăm còn lại cũng càng khó kích hoạt giống như tu vi vậy càng cao thâm thì càng khó đột phá coi như về sau hắn có thể lấy được vô số tài nguyên giúp đối phương tấn cấp như vậy triệu nhã thì sao chứ cũng không thể một mực sống ở cánh chim che chở của bản thân hắn a à. nếu thật sự cái gì hắn cũng chuẩn bị kỹ càng cho nàng thì sao nàng có thể phát triển tốt hơn trở thành cao thủ chân chính một mực ban cho vô điều kiện cho dù là lão sư thì cũng không có khả năng bình tĩnh tiếp nhận a -Hát. Sư ân là chỉ điểm, là quan tâm của trưởng bối, mà không phải là trả giá từ một phía. Nếu như nàng đến băng nguyên cung thì chúng ta sẽ dâng lên truyền thừa tốt nhất và tài nguyên phong phú nhất. Hoàn toàn có thể khiến cho nàng trong thời gian ngắn kích hoạt thể chất, trở thành nhân vật danh chấn đại lục chân chính. Trương sư cân nhắc thay học sinh của mình, chắc hẳn trương sư cũng hy vọng nàng có thể sớm ngày trở nên nổi bật, mà không phải bôn ba bốn phía cùng ngươi a à. liễu huyền đặc sứ nói tiếp trương huyền im lặng cha mẹ thương con vì kế sách sâu xa trương huyền thân là lão sư cũng có loại ý nghĩ này mặc dù hắn cũng có thể cam đoan để cho về sau triệu nhã trở thành cao thủ đỉnh phong chân chính kích hoạt tất cả thể chất thế nhưng muốn bắt kịp tốc độ của băng nguyên cung nhất định là chuyện không thể nào dù sao thứ như tài nguyên tu luyện không phải muốn có là được lại nói lịch đại cung chủ của đối phương đều là thể chất thuần âm việc nắm giữ truyền thừa hoàn chỉnh và phương pháp kích hoạt so với người mù sờ voi như hắn còn dễ hơn vô số lần ý kiến của ta không quan trọng chủ yếu là nàng nàng lựa chọn ra sao thì ta sẽ ủng hộ trương huyền lắc đầu hắn chỉ là lão sư không thể đưa ra quyết định thay học sinh được nếu như triệu nhã đồng ý đi theo hắn như vậy cho dù hắn có hao hết tâm tư thì cũng sẽ giúp cho nàng đi đến đỉnh thế giới không đồng ý bất kỳ kẻ nào cũng không thể ép buộc băng nguyên cung cũng không được lão sư con nguyện ý đi cùng với nàng vừa dứt lời chỉ nghe thấy một đạo thanh âm vang lên triệu nhã đi tới trong ánh mắt mang theo vẻ kiên định đồng ý vâng từ trước cho tới nay lão sư đều trả giá vì con chuyện này con nhìn thấy ở trong mắt con hy vọng cuối cùng cũng sẽ có một ngày cũng có thể làm một ít chuyện cho lão sư triệu nhã đi tới trước mặt hắn siết chặt nắm đấm, mà lần này, chính là một cơ hội, ngoặc kép. Lão sư vì nàng đã bỏ ra bao nhiêu sức lực, nàng hiểu rất rõ, thế nhưng vẫn không có cách nào báo đáp. Hiện giờ, chỉ cần đồng ý yêu cầu của đối phương thì về sau chẳng khác nào sẽ nắm thế lực lớn như băng nguyên cung trong tay. Như vậy cũng đã có tư cách trợ giúp lão sư, không còn là vướng víu n nữa. Quan trọng nhất là, nàng còn có một số tâm tư nhỏ, có lẽ, nương theo địa vị tăng lên, cũng có thể thực hiện được. Như vậy đi, ta cho con thời gian 3 ngày để cân nhắc, bất kể lựa chọn ra sao thì ta đều ủng hộ. Trương Huyền than thở một tiếng, nói. Không cần suy tính, con đã nghĩ kỹ, con có quyết định của mình. Hốc mắt Triệu Nhã đỏ lên, quỳ dạp xuống đất rồi nói, Triệu Nhã cảm tạ ơn một đường bồi dưỡng và thành toàn của lão sư. Bất kể đi đến nơi nào con đều là học sinh của ngài, vĩnh viễn sẽ nghe lời nói của một mình ngài, không oán không hối. Đứng lên đi. Biết đối phương đã có lựa chọn, Trương Huyền gật gật đầu đỡ nàng dậy. Hùng ưng cũng nên để nó trải qua ma luyện, tự do bay lượn. Học sinh cũng như vậy, dù là tiếc đến đâu thì cũng phải thả, để nàng trải qua mưa gió thì mới có thể trở thành hùng ưng chân chính. Vâng. Triệu Nhã đứng dậy. Liễu Huyền đặc sứ, hy vọng lời mà ngươi mới vừa nói đều là thật, nếu như về sau để cho ta biết trong lời của ngươi có câu nào giả dám gây bất lợi với học sinh của ta, như ta sẽ không chỉ giết ngươi mà còn đi diệt Bang Nguyên cung các ngươi. Đã đưa ra quyết định thì cũng không có gì có thể xoắn suýt nữa. Trương Huyền quay đầu nhìn về phía đặc sứ cách đó không xa, mắt sáng lên. Mặc dù bây giờ hắn không có thực lực, nhưng nếu đối phương thực sự can đảm lừa gạt hắn, như vậy hắn cũng không ngại đánh tới Bang Nguyên cung, triệt để giết chết nghề nghiệp này. Chương 971, Triệu Nhã rời khỏi hạ. 1 Diệt Băng Nguyên Cung, Liễu Huyên Đặc Sứ sững sờ. Không sai, ta nói được thì làm được, ánh mắt Trương Huyền thản nhiên, mang theo hương vị không thể nghi ngờ. Chuyện này, đổi lại là những người khác nói như vậy thì nhất định Liễu Huyên Đặc Sứ sẽ cảm thấy có phải điên tên này rồi hay không. Dù sao, Băng Nguyên Cung rất lớn, nổi danh trong toàn bộ đại lục, đừng nói là một danh sư tứ tinh mới tấn chức. Coi như là danh sư cửu tinh cường đại nhất có thể làm được hay không cũng rất khó nói một người như vậy nàng tiện tay là có thể bóp chết không ngờ lại dám cuồng vọng nói như vậy dựa theo tình huống bình thường nhất định nàng sẽ chế giễu đối phương không biết lượng sức cũng không biết vì cái gì mà khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của người thanh niên trước mắt này trái tim nàng không tự chủ được nhảy lên một cái trong lòng giống như có tiềm thức đang nói với nàng có lẽ lời đối phương nói thật sự có khả năng thực hiện yên tâm đi lời hứa của băng nguyên cung đáng giá ngàn vàng sẽ không tư lợi bội ước Nàng không kìm lòng được mà mở miệng cam đoan. Ừm, nghe thấy đối phương nói như vậy, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, lại lần nữa nhìn về phía Triệu Nhã, nếu như sau này cảm thấy không hài lòng, có thể đi tới danh sư đường tìm ta, yên tâm. Đi theo lão sư, về sau cũng có thể trở thành cường giả đỉnh phong nhất trong thế giới này. Vâng. Triệu Nhã gật đầu. Được rồi, vi sư cũng đi đây. Nàng đã đưa ra quyết định, cũng không thể rời khỏi với bản thân cũng không có gì có thể giữ Trương Huyền lại nữa. Thân thể hắn nhoáng một cái đã đi ra ngoài. Lão sư, nhìn hắn đi xa, nhìn bóng lưng của hắn, triệu nhã lần nữa quỳ xuống, liên tục dập đầu tám cái, ánh mắt kiên định không có trần chờ chút nào, yên tâm đi, con sẽ trở thành cường giả, sẽ không để cho ngài thất vọng. Ngươi là học sinh tốt. Đỡ triệu nhã đang quỳ trên mặt đất dậy, lại ngẩng đầu nhìn về phía bóng lưng đã đi xa, Liễu Huyên đặc sứ lần nữa than thở, hắn cũng là lão sư tốt. Người là lão sư tốt nhất, ta lại không phải là một học sinh tốt. Triệu Nhã lắc đầu. Lão sư vì nàng mà dốc hết tâm huyết, mà nàng lại rời khỏi vào lúc này. Cũng không có gì, chỉ cần thể chất của ngươi kích hoạt, trở thành cung chủ. Tới lúc đó nếu muốn giúp hắn sẽ trở nên rất đơn giản. Tiếp tục đi theo phía sau hắn chỉ có thể ảnh hưởng tới sự tiến bộ và phát triển của hắn thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, học sinh rời khỏi lão sư, đây là trình tự nhất định phải trải qua, không có khả năng vĩnh viễn đi theo sau lưng lão sư, sống ở dưới cánh chim của lão sư. Liễu Huyên đặc sứ nói, nếu như hắn cương ép để ngươi lại thì cũng không phải là lão sư tốt. Là người cũng nên phát triển, dù lão sư là người mạnh nhất thì cũng không có khả năng cả đời đều mang theo học sinh, học sinh càng không thể coi đây là ỷ lại chỉ có chân chính trải qua mưa gió thì mới có thể một mình đảm đương một phía trở thành cường giả tuyệt thế ta biết chỉ là có chút không nỡ khóc mắt triệu nhã ửng hồng không nói thêm gì nữa mà quay người quay trở về liễu huyên đặc sứ biết nàng sẽ khó chịu trong một đoạn thời gian thế nhưng chỉ cần điều chỉnh xong loại thống khổ ly biệt này ngược lại sẽ trở thành khích lệ tiến bộ để nàng trở nên càng ngày càng mạnh tâm cảnh cũng sẽ càng ngày càng thêm cường đại triệu nhã rời khỏi là chuyện ngoài ý liệu cũng là chuyện nằm trong dự liệu kỳ thật trương huyền cũng có tâm tư để rất nhiều học sinh ma luyện một mình chỉ là hắn luôn không yên lòng mà thôi mà bây giờ có cơ hội như thế đương nhiên không còn gì tốt hơn khoanh chân ngồi trong phòng trên lưng linh thú đang phi hành không nhúc nhích giống như một bức tượng đá lão sư trương sư như vậy cũng đã gần năm ngày rồi không có sao đây chứ nhược hoan công tử không nhịn được nói Ba người rời khỏi Băng Nguyên cung, từ lúc đó vị Trương sư này đã bất động dòng dã năm ngày. Ngay cả bọn hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Ta cũng không biết. Khang Đường chủ lắc đầu, tràn ngập lo lắng. Biết rõ tình cảm của Trương sư đối với học sinh, bộ dáng này chẳng lẽ là bởi vì Triệu Nhã đột nhiên rời khỏi cho nên quá mức thương tâm? Không đúng, chẳng lẽ là? Trong lòng nghi hoặc, hắn không nhịn được nhìn nhiều một chút. Đột nhiên lông mày nhảy lên một cái trong mắt hiện lên vẻ không thể tin. Làm sao vậy, lão sư? Nhược hoan công tử vội vàng nhìn qua. Không phải là hắn thương tâm quá độ, mà là đốn ngộ tâm cảnh. Khang đường chủ nói. Đốn ngộ tâm cảnh, nhược hoan công tử nghi hoặc hỏi. Cái từ này, hắn chưa từng nghe qua. Ừm, người thu luyện có ý cảnh khắc độ, danh sư càng là người dựa dẫm vào minh lý cảnh tâm cảnh, chạy nhanh ngang dọc, nhìn ra vấn đề và chỗ thiếu hụt, chỉ điểm tu vi giúp người ta mặc dù trương sư tính tọa thế nhưng lại không có bất luận sóng linh khí gì cả. Nói cách khác, không có tu luyện chân khí, không có tu luyện, nhưng mà có thể ngồi xuống 5 ngày, không nhúc nhích, nhất định đã rơi vào ý cảnh đặc thù nào đó rồi. Khang đường chủ giải thích, tu luyện không 5 tháng, ngồi 5 ngày rất đơn giản. Bên ngoài thân không có sóng linh khí, nhưng có thể ngồi không nhúc nhích đã nói rõ phương diện tâm cảnh đã xuất hiện biến hóa. Mà trực tiếp nhất chính là đốn ngộ tâm cảnh. Đốn ngộ tâm cảnh là một loại trạng thái chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu trên tâm cảnh, một khi thành công, khắc độ sẽ gia tăng trên phạm vi lớn. Vừa nói, khang đường chủ ở bên cạnh lại lộ ra vẻ hâm mộ. Trước khi không có đốn ngộ, vị trước mắt này đã có thể dùng sư ngôn thiên bẩm để mê hoặc bản thân. Điều này đã nói rõ tâm cảnh khắc độ gần giống như hắn, một khi đột phá thành công, không biết sẽ mạnh bao nhiêu. Càng mạnh càng tốt, cũng đã tới lúc vạn quốc liên minh quật khởi rồi hai mắt hắn Liapa tức tỏa ánh sáng. Chương 972, Triệu Nhã rời khỏi hạ. Hai, Trương sư càng mạnh thì thành tích của Vạn Quốc Thành sẽ càng tốt, với vị đường chủ như hắn cũng càng ngày càng quang vinh. Vạn Quốc Thành đã im lặng quá lâu, cũng nên rửa sạch nhục nhã, để cho các thế lực khác phải nhìn vào. Đừng quấy rầy Trương sư, con cũng nhanh chóng tu luyện, trước khi trở lại Vạn Quốc Thành, nhất định phải đạt tới trọc thanh cảnh đỉnh phong, không đạt tới thì đừng gọi ta là lão sư tâm trung hưng phấn, quay đầu nhìn về phía nhược hoan công tử ở bên người. Ừ, C. Nhược hoan công tử ngẩn ngơ. Tâm hắn cảnh đốn ngộ thì có liên quan cái lông gì tới ta? Bảo ta liều mạng tu luyện làm gì chứ? Chỉ là hắn biết lão sư có ý tốt cho nên đành phải ngồi xuống, đặt khối linh thạch trung phẩm mà trương sư cho cầm vào trong lòng bàn tay, tiếp tục tu luyện. Hắn tu luyện không giống như trương huyền, linh thạch trung phẩm có tác dụng rất lớn, một viên đã đủ cho hắn, khiến cho hắn từ chọc thanh cảnh sơ kỳ đạt tới đỉnh phong. Bởi vậy, mặc dù đã sử dụng từ hóa phàm tứ trọng sơ kỳ, thế nhưng linh khí bên trong viên linh thạch này vẫn rồi rào 10 phần như cũ. Đúng như Khang Đường chủ phỏng đoán, hiện tại quả thực trương huyền đang rơi vào trạng thái đốn ngộ tâm cảnh. Ly biệt với triệu nhã khiến cho hắn có chút khó chịu, nhưng hắn cũng hiểu chân lý sư đồ nên tách rời, đối với cái nghề nghiệp lão sư này hắn cũng càng hiểu rõ. Im lặng ngồi tại chỗ, chuyện từ lúc trùng sinh đến nay giống như phim đồng dạng chảy xuôi trong đầu. Tâm tư càng ngày càng trở nên trống rỗng, giống, giống, như là ngọc thạch trải qua mài rúa, trở nên càng thêm trầm ổn và sáng chói. Trải qua mưa gió mới có thể nhìn thấy cầu vồng. Triệu Nhã rời đi đối với nàng là một loại ma luyện, đối với Trương Huyền cũng là như vậy. Nương theo tâm cảnh, bỗng nhiên khắc độ tâm cảnh từ bốn chấm 1 trước đó chậm chạp tăng lên. Tâm cảnh đốn ngộ, không giống như thiên đạo chi thư, cũng không giống sư thư luyện tâm, có thể trong nháy mắt tăng lên rất nhiều, đạt tới cảnh giới cực cao. Giống như nước chảy đá mòn vậy, cũng là chuyện rất tinh tế, đang chậm rãi gia tăng. 14.1 14 2 14 3 Trong thời gian 5 ngày, khắc độ tâm cảnh không ngừng tăng lên, không ngờ lại dòng dã tăng lên 2. Không điểm, xung kích đến 16. 1 Phù Trương Huyền mở to mắt. Ánh mắt như điện, mang theo vẻ mê muội làm cho người ta tin phục. Tâm cảnh đạt tới 16, một khắc độ đã có thể so với danh sư ngũ tinh, trước đó muốn mê hoặc khang đường chủ hắn còn phải nói rất nhiều. Như vậy mới có thể thần không biết quỷ không hay thành công. Mà bây giờ tâm cảnh vận chuyển, chỉ cần thi triển sư ngôn thiên bẩm là có thể nhẹ nhõm khiến cho hắn bội phục, không có cách nào phản bác được. Tâm cảnh biến hóa, không chỉ năng lực sư ngôn thiên bẩm tăng cường mà minh lý chi nhãn cũng trở nên càng thêm cường đại, có thể nhìn ra rất nhiều chi tiết. Thời gian 5 ngày không chỉ khiến cho tâm cảnh gia tăng, Tu Vi cũng càng thêm củng cố. Hiện tại chỉ cần hắn đồng ý là có thể nhẹ nhõm đột phá đến hóa phàm tam trọng âm dương cảnh. Tiếp tục tu luyện A. Tâm cảnh khắc độ gia tăng, đối với tu luyện có nhận biết rất rõ ràng. Tốc độ tu luyện cũng càng thêm nhanh chóng, mặc dù bây giờ không đủ linh thạch trung phẩm, thế nhưng cũng có thể khiến cho tu vi không ngừng tăng lên. Thi đấu danh sư sắp bắt đầu, không cần thiết phải lãng phí thời gian như vậy. Bên này đám người trương huyền bay trở về, trước mặt cửa thành vạn quốc thành có một lão giả đội mũ rộng vành đi tới trước mặt. ngẩng đầu nhìn về phía tường thành rộng lớn cực lớn trước mắt, nắm tay siết chặt, ánh mắt như điện. Cuối cùng đã vạn quốc thành tới, lần này ở đây diễn ra thi đấu danh sư, nhất định ta phải nắm chắc cơ hội, lấy lại thứ mà ta đã mất đi, hơn nữa còn phải khiến cho hắn chết. Cắn chặt răng, khuôn mặt lão giả này rất dữ tợn, hận ý cuồn cuộn. Lão giả này chỉ có một cánh tay, cặp mắt giống như là sói hoang, mang theo vẻ oán hận và điên cuồng nồng đậm. Nếu như Trương Huyền ở đây thì nhất định có thể nhận ra, người này không phải là ai khác mà chính là vị lão tổ ở hiên viên vương quốc kia, Đinh Hồng. Lúc trước để cho hắn sử dụng phương pháp thiêu đốt tinh huyết chạy trốn. Qua gần ba tháng, rốt cục đã đi tới Vạn Quốc Thành, nơi hạch tâm nhất trong toàn bộ liên minh hắn muốn báo thù. Đối phương giết hậu bối, tiêu diệt hắn vương quốc của hắn. Khiến cho hắn giống như là một con chó nhà có tang, sao hắn lại cam tâm cơ chứ? Không thể đi minh chủ phủ, đặc sứ cũng thiên về phía hắn, đi tới đó chẳng khác nòa tự chui đầu vào lưới. Mặc dù hận ý trong lòng như điên, thế nhưng hắn lại biết tình cảnh hiện tại, cho nên hắn sẽ không lỗ mãng. Lúc trước cầm thượng phương bảo kiếm liên minh đặc sứ trong tay, không thèm để ý một chút nào đối với việc diệt quốc thậm chí còn ủng hộ một nữ tử chủ chính, nếu như hiện tại đi qua tìm liên minh chủ trì để công đạo thì nhất định sẽ bị bắt rùa trong hũ, chết cũng không biết chết như thế nào. Vị Trương Huyền này là danh sư, đương nhiên càng không thể đi tới danh sư đường. Đối phương là danh sư, trong một tháng này, khắp nơi hắn đều nghe lời đồn đãi về người này. Đối phương đã khảo hạch danh sư tứ tinh thành công, đại biểu cho vạn quốc liên minh tham gia thi đấu danh sư, tin tức này đã lan rộng coi như đinh hồng tin tức không linh thông thì cũng đã từng nghe nói qua danh sư tứ tinh thay mặt danh sư đường vạn quốc thành đi khảo hạch hắn lại đi tới danh sư đường tìm phiền toái không phải là đi tìm mũi đao để đâm vào người sao không thể dựa vào vạn quốc thành như vậy cũng chỉ có thể dựa vào thế lực khác ánh mắt hắn sáng lên hiện lên vẻ tàn nhẫn bất kể là minh chủ phủ hay là danh sư đường vạn quốc thành nhất định sẽ không chút giận giúp hắn Thế nhưng sắp tới không phải sẽ tổ chức thi đấu danh sư hay sao? Liên Minh không thể chút giận giúp hắn, thế nhưng hắn có thể tìm danh sư đường từ thế lực khác a -Hát. Vị Trương Huyền này biến thái như thế, một khi để cho thế lực khác biết, nhất định sẽ ra tay. Đến lúc đó không chỉ bản thân hắn có thể báo thù mà còn có thể khiến cho Trương Huyền này thân bại danh liệt, sống không bằng chết. Trong 28 thế lực tham gia thi đấu, Minh Hạ Đế quốc, Hoàn Hải Đế quốc sắp xỉ với Vạn Quốc Liên Minh coi như mạnh thì cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng lạc sa tông, hàn khí tông thì lại mạnh mẽ hơn nhiều. Mà trong đó mạnh nhất chính là Lưu Vân Tông. Đinh Hồng trầm tư, thân là quốc vương vương quốc đã từng phong hào, hắn biết rất rõ ràng về phân bố của các thế lực chung quanh liên minh. chương 973, âm mưu của Đinh Hồng 1 Lưu Vân Tông này, mặc dù chỉ là một tông môn, thế nhưng lại có 5 vị nửa bước danh sư ngũ tinh tọa chấn. Trong duy chỉ 77 lần thi đấu danh sư thì đã có 36 lần quán quân bị tông môn này thu về, số lượng đã vượt qua một nửa. Mà thành tích tốt nhất của Vạn Quốc Liên Minh cũng chỉ là 23, thứ năm đếm ngược mà thôi. Khi hắn làm quốc vương thời điểm hắn đã hỏi thăm rõ ràng, bởi vì nguyên nhân như thế cho nên lúc trước Đinh Mục chuyên tâm muốn bái vào Lưu Vân Tông. Chỉ cần bọn hắn chịu ra tay, đừng nói là báo thù coi như để cho ta trở thành minh chủ liên minh thì nhất định cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Hai mắt hắn sáng lên. Nếu như có thể làm cho Lưu Vân Tông chịu ra tay, đừng nói là báo thù, coi như lên làm minh chủ liên minh cũng không phải là chuyện lớn gì cả. Chỉ là ta chỉ là con sâu cái kiến, muốn để cho bọn hắn ra tay, nếu không có thứ đủ đánh đổi thì nhất định sẽ không được. Đinh Hồng cũng biết, thế lực đối phương lớn như thế, không có khả năng vô duyên vô cớ hỗ trợ hắn nếu không có đủ lợi ích mà muốn hỗ trợ thì quả thực là nằm mơ. Huống chi, muốn đối phó với Trương Huyền thì nhất định phải là thế lực hơn danh sư đường của Vạn Quốc Thành. Nhưng người tê không có khả năng bởi vì hắn mà đi đắc tội với thế lực tương đồng. Trước kia hắn là hóa phàm cảnh nhất trọng, có lẽ người ta còn nể mặt một chút. Bây giờ Tu Vi đã giảm lớn, chỉ có trí tôn cảnh, loại thực lực này ở trước mặt các thế lực lớn, không được coi mạnh hơn bao nhiêu so với con kiến, có thể tiện tay là bóp chết được trừ phi lấy tin tức kia làm thứ đánh bạc, xem như điều kiện trao đổi. Con mắt phát lạnh, nhớ tới chuyện mà lúc trước Đinh Mục đã nói cùng hắn. Sau khi gặp rắc rối Đinh Mục trở về đã từng nói qua với hắn, sở dĩ hắn xuất hiện tranh chấp với Trương Huyền này là bởi vì trong tay đối phương có một cái bảo vật khiến cho tất cả danh sư vì nó mà điên cuồng. Khổng sư tự tay viết, chỉ cần là danh sư, không có một ai không động tâm. Mang tin tức dò dỉ này cho Lưu Vân Tông, coi như không cần ta mê hoặc thì nhất định bọn hắn cũng sẽ ra tay. Hắn cắn chặt răng. Thứ khổng sư tự tay viết đối với danh sư mà nói, tuyệt đối là bảo vật tốt nhất, không có người nào có thể chống cự lại dụ hoặc của nó. Ngay cả những chuẩn danh sư ngũ tinh của Lưu Vân Tông cũng không làm được. Chỉ cần mang tin tức dò dỉ ra, thất phu vô tội mang ngọc có tội, nhất định trương huyền này sẽ trở thành lưu mục tiêu công kích, chết cũng không biết chết như thế nào. Không được, Lưu Vân Tông cường đại như thế, một khi biết tin tức hữu dụng nhất định sẽ giết người diệt khẩu sau đó lại nghĩ biện pháp độc chiếm hắn đang muốn tìm trụ sở của lưu vân tông nói tin tức cho đối phương biết thế nhưng lúc này trong lòng đột nhiên run lên tông môn này cường thế như vậy vạn nhất giết chết hắn để độc chiếm tin tức hắn cũng không có cách nào a hát dù sao thứ khổng sư tự tay viết quá mức kinh thế hãi tục người biết tin tức càng ít càng tốt hơn nữa lại còn liên quan đến một vị danh sư tứ tinh như vậy đi, ta sẽ đồng thời đưa tin cho Lưu Vân Tông, Minh Hạ Đế Quốc, Hoàn Hải Đế Quốc, Lạc Sa Tông, Hàn Khí Tông. Hẹn toàn bộ đường chủ dẫn đội danh sư đường hoặc là tông chủ của bọn hắn đi ra. Có nhiều thế lực như vậy đồng thời ngăn cản, coi như muốn giết ta thì họ cũng không dám. Dù sao cũng là người đã từng làm quốc vương, tư duy của Đinh Hồng rất kín đáo, rất nhanh đã nghĩ kỹ biện pháp về phần cuối cùng trong bọn hắn ai lấy được thứ do khổng sư tự tay viết lại không có quan hệ với ta mục đích của hắn là giết chết trương huyền để báo thù tìm cơ hội phục quốc còn loại vật như khổng sư tự tay viết coi như lấy được cũng vô dụng còn không bằng xem như điều kiện để trao đổi cứ làm như thế đi cẩn thận cân nhắc mấy lần cảm thấy không có vấn đề vừa có thể bảo đảm an toàn của bản thân lại có thể báo thù lúc này đinh hồng mới hài lòng gật đầu bóng người giấu ở trong dòng người chen trúc sau đó biến mất không thấy gì nữa vạn quốc thành một tòa phủ đệ rộng rãi thoạt nhìn không có gì khác biệt với phủ đệ bình thường. Rất nhiều thế lực tham gia thi đấu danh sư đều biết, nơi này chính là chỗ ở của Lưu Vân Tông. Thế lực đoạt nhiều giải quán quân nhất. Lưu Vân Tông được chuẩn danh sư ngũ tinh Mạc Lưu Vân sáng tạo ra, mặc dù chỉ là một phân bộ của danh sư đường, tiếp nhận tổng bộ quản hạt. Thế nhưng trên thực tế đã sớm đã độc lập, không có gì khác biệt với một vương quốc. Ở đây, danh sư mới có tư cách làm tông chủ hoặc là thân ở chức vị cao. Thế nhưng các danh sư nổi tiếng, không ít chức nghiệp giả cũng nhiều như Lông Châu, hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, thậm chí ngay cả cường giả hóa Phạm ngũ trọng cũng có không ít. Chính bởi vì như thế, ở trong 27 thế lực của vạn quốc liên minh, Lưu Vân Tông đứng hàng thứ nhất, hoàn toàn là xứng đáng. La Tuyền là thiên tài cường đại nhất của Lưu Vân Tông. Là nhân vật tuyệt thế trong lần thi đấu danh sư này, rất có khả năng sẽ thu được ngôi vị quán quân. Mặc dù năm nay chỉ có 29 tuổi, thế nhưng tu vi đã đạt đến hóa phàm tứ trọng đỉnh phong. Rũi lưng một cái, từ trong tu luyện khôi phục lại, đi ra khỏi phòng. Sư huynh, còn chưa đi ra khỏi cửa thì đã thấy một thanh niên vội vã lao đến. Làm sao vậy? La tuyển nhướng mày. Bẩm báo sư huynh, vừa rồi có người đưa phong thư tới, nói muốn giao cho tông chủ. Thanh niên nói, nhân vật như lão sư ta, tùy tiện người nào đưa tin cũng có thể nhận hay sao? La Tuyền vẫy ống tay áo một cái, tông chủ La Hoàng của Lưu Vân Tông chính là hắn lão sư, Chuẩn danh sư Ngô Tinh, loại thực lực như hóa phàm ngũ trọng hợp linh cảnh đỉnh phong, nếu như người nào đưa tin cũng tiếp nhận, như vậy cũng không xứng gọi là cường giả. Tin đâu? Hừ lạnh xong, La Tuyền đưa tay ra. Ở đây, thanh niên đưa tin lên, La Tuyền tiếp nhận, đang định xé thì người thanh niên kia vội vàng mở miệng, người đưa tin nói trên thư có dấu ấn đặc thù nếu như không phải là tông chủ mà dám xé thì nó sẽ trực tiếp hủy đi. Loại cách nói bừa bãi này mà ngươi cũng tin, nếu có loại hình như dấu ấn, ta thân là danh sư, nhất định có thể thấy được. La Tuyền hừ nhẹ, hắn thân là danh sư tứ tinh đỉnh phong, ánh mắt sắc bén, nếu quả thật đối phương có để lại cái gì đó thì tuyệt đối có thể nhìn ra. Hiện giờ ở phía trên không có cái gì, rất rõ ràng chỉ là cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi. Duệt, xé phong thư, bên trong chỉ có một cái thẻ. Cúi đầu nhìn xuống, là tuyển nhướng mày. Chỉ thấy phía trên viết một hàng chữ, sau ba ngày, vọng hải lâu, việc quan hệ tới di vật của khổng sư. Không là khoản phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ không tên. chương 974, âm mưu của Đinh Hồng 2. Thậm chí là chữ viết cũng có chút lộn xộn, vừa nhìn cũng biết không phải là bút tích của chính mình. Người nào đưa tới, tiện tay cất kỹ thẻ, là tuyển nhíu mày là một người mặc hắc bào, ta cũng không nhìn thấy rõ dung mạo của đối phương. Người thanh niên này vội nói: người đâu? đã đi rồi. thanh niên nói: đi thì đi đi. chuyện này đừng nói cho ai biết. hiện tại ta đi tìm lão sư. là tuyển dặn dò một tiếng, lại quay người đi về phía sân nhỏ ở giữa phủ đệ. không lâu sau đã đi tới trong đó. trong viện, một người trung niên đang múa quyền pháp, động tác rất chậm. thế nhưng mỗi một quyền đều có tiếng gió rít gào khiến cho người ta có cảm giác áp bách cực mạnh. Tông chủ Lưu Vân Tông, La Hoàng. Người có thực lực mạnh nhất trong 28 thế lực lân cận trong vạn quốc liên minh. Thấy hắn đi vào, La Hoàng Tông chủ thu quyền mà đứng, cười cười, đến rồi sao? Lão sư, La Tuyền ôm quyền nói, vừa rồi có người đưa phong thư tới. Đưa tin, lấy khăn mặt ra xoa xoa mồ hôi trên đầu, La Hoàng Tông chủ nhìn qua. Hắn biết tính cách của học sinh mình, nếu như không có chuyện đặc biệt lớn thì không có khả năng tự mình tới đây một phong thư đã đến cắt ngang tu luyện của hắn như vậy nhất định rất là quan trọng được la tuyền đưa thẻ tới di vật khổng sư nhìn thoáng qua tông chủ la hoàng nhướng mày con thấy thế nào đồ nhi cảm thấy việc quan hệ tới di vật khổng sư hẳn sẽ không nói dối lại nói loại chuyện như vậy thà rằng tin là có không thể tin là không la tuyền vội nói thiên nhân khổng sư, đạp trời mà đi, di vật lưu lại vốn cũng không nhiều. Nếu như là thật, mặc kệ là cái gì, giá trị lớn bao nhiêu cũng đều không thể hạn lượng. Đủ có thể khiến cho ta nhẹ nhõm tấn cấp danh sư ngũ tinh. La Hoàng Tông chủ gật đầu. Khổng sư là người thành lập danh sư đường, là vị danh sư thứ nhất trong lịch sử, vật lưu lại, dù là một cái nhỏ nhất cũng ẩn chứa chân ý. Nếu để hậu bối lấy được cũng giá trị vô cùng. Đối phương để trang giấy lại, Ghi rõ có thứ này, nói rõ chỉ sợ là thật sự có chuyện này. Lại nói, mặc kệ có hay không thì đây đều là một cơ hội, không dám bỏ lỡ. Ý lão sư là. La Tuyền nhìn qua, đương nhiên là đi qua nhìn một chút, La Hoàng tông chủ gật gật đầu nói, đúng rồi, vọng hải lâu này là nơi nào vậy? Là quán rượu nổi danh nhất trong vạn quốc thành, cũng là địa phương náo nhiệt nhất. Lựa chọn ở đây, chỉ sợ tên này muốn tìm đường rút lui a. À. La Tuyền nói tinh toán của đối phương thân là danh sư tứ tinh sao hắn lại nhìn không ra được chứ chỉ sợ không chỉ có như thế la hoàng tông chủ còn nhìn xa hơn so với hắn người này khẽ lắc đầu không chỉ có như thế lão sư có ý gì là tuyển nghi hoặc rất đơn giản đối phương có thể đưa tin cho chúng ta thì nhất định cũng có thể đưa cho những người khác hẹn chúng ta đến quán rượu chỉ sợ là muốn treo giá bán ra một cái giá tốt tông chủ la hoàng nói treo giá nguy rồi vậy thì ta phải phái người bắt tên này trở lại con người co rụt lại la tuyền vội nói treo giá lưu vân tông không sợ thân là thế lực mạnh nhất có chuẩn danh sư ngũ tinh tỏa trấn tiền tài căn bản không thiếu thứ bọn hắn sợ chính là tin tức này không chỉ có nhà mình đạt được cho thế lực khác biết cùng cướp đoạt như vậy sẽ rơi vào trong bị động có không ít phiền phức thậm chí một khi truyền đến trong tay tổng bộ bọn hắn cướp đoạt thì lại càng hay, khi đó chẳng khác nào lấy giỏ trúc để múc nước. Không cần đi, đã chậm rồi. La Hoàng Tông Chủ lắc đầu, không nói tới việc người đến đưa tin không có thiện ý. Mà dù vậy con cũng cũng không dám cam đoan, nơi thứ nhất đưa tới chính là chỗ chúng ta. Có lẽ lúc này thế lực khác đã sớm biết rồi. Vậy làm sao bây giờ? La Tuyền gấp gáp nói. Chân áp tin tức, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Ba ngày sau, mang ta đi vọng hải lâu, ta muốn đi qua đó nhìn xem, rốt cuộc vị này là người như thế nào. Rốt cuộc là di vật khổng sư như thế nào, nếu như nói đó chính là lời nói dối, cố ý trêu đùa chúng ta, chỉ sợ không cần ta ra tay thì những người khác đã sẽ hắn thành từng mảnh nhỏ rồi mảnh nhỏ. La Hoàng Tông chủ khoát khoát tay. Vâng, La Tuyền gật đầu. Cùng một màn cùng xảy ra ở bên trong các thế lực khác. Minh Hạ Đế Quốc, Hoàn Hải Đế Quốc, Lạc Sa Tông, Hàn Khí Tông, Bạch Dương Tông, Loa Kiển Tông. Mười thế lực đứng đầu hôm nay tới đây tham gia thi đấu danh sư đều đồng thời có được một tờ giấy, mà người xem như dẫn đội như là tông chủ hoặc là đường chủ cũng đều thấy được nội dung trên thư. Trong lúc nhất thời, sóng gió giữa tất cả thế lực cuộn trào mãnh liệt, từng vị cường giả cùng chờ đợi ba ngày sau đến. Tất cả đều muốn nhìn một chút, người đưa tin cho bọn hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có di vật khổng sư gì. Mà lúc này Trương Huyền đang đứng ở bên cửa sổ trên sống lưng linh thú, hai mắt nhìn mây trắng đang vút qua sơn mạch dưới chân, vẻ mặt rất mất tinh thần. Một học sinh duy nhất của ta cũng bị các nàng cướp đi. Nếu như muốn chút linh thạch ở chỗ liễu huyên đặc sứ kia có lẽ cũng được. Coi như nàng không cho, chỉ điểm giúp nàng một chút cũng có thể có được lợi nhuận không ít a à hát. Thật sự là quá thất bại. Muốn chỉ điểm giúp liễu huyên đặc sứ. Nhìn bộ dáng hối hận của hắn, lại nghe được tiếng hắn lầm bầm, toàn thân khang đường chủ cứng ngắc. Chương 975, điều kiện của Đinh Hồng 1. Thật ra Trương Huyền đang có chút hối hận. Trước đó vị Liễu Huyền đặc sứ kia vừa nhìn đã khiến cho người ta có cảm giác rất cường đại, hơn nữa lại còn từ tổng bộ tới. Với hắn, mỗi một viên linh thạch trung phẩm đều là thứ chân quý, thế nhưng với loại người như vậy, có khả năng sẽ giống như rác rưởi vậy, tiện tay là có thể xuất ra mấy ngàn viên, mấy vạn viên. Đáng tiếc lúc ấy Triệu Nhã rời đi, trong lòng có chút tự trách, lại thêm có một chút ngạo khí cho nên không hy vọng người khác nghĩ rằng hắn cầm học sinh để đổi lấy linh thạch, cho nên mới không nghĩ nhiều. Hiện tại xem ra thật sự là đáng tiếc. Không phải là mang học sinh để đổi, nhưng có thể chỉ điểm a hát. Dưới thiên đạo bất kỳ chỗ thiếu hụt gì đều không thể che giấu, hoàn toàn có thể giúp một tay chỉ điểm cho nàng, sau đó đổi lấy thủ lao nhất định. Có những thủ lao này, về sau tu luyện sẽ một đường đường bằng phẳng, không cần phải lo lắng thậm chí ngay cả mấy người trịnh dương cũng có thể nhận được điều kiện tu luyện tốt nhất. Nhưng cơ hội cứ như vậy bị bỏ qua. Quên đi, xoắn suýt cũng vô dụng. Biết loại cường giả như Liễu Huyền đặc sứ, lần tiếp theo gặp không biết sẽ là ngày tháng năm nào, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía khang đường chủ, nói, đường chủ, không biết vạn quốc thành chúng ta, nhà nào có nhiều linh thạch trung phẩm nhất. Linh thạch trung phẩm. Khang đường chủ sửng sốt một chút, loại đồ vật thiết yếu với việc tu luyện này, mỗi một đại gia tộc đều chuẩn bị một hai viên, chỉ là số lượng cũng không tính là nhiều, nếu nói tới nhiều. Chỉ có thể là những tông môn, thế lực lớn đến đây tham gia thi đấu danh sư. Tông môn, thế lực, trương huyền sướng sờ. Đúng vậy, vạn quốc liên minh ở trong các thế lực tương đương xem như tương đối yếu kém. Bởi vậy, số lượng linh thạch trung phẩm hàng năm có thể đổi từ huyễn vũ đế quốc tới 10 phần thưa thớt. Mà Lưu Vân Tông, Bạch Dương Tông, Loa Kiền Tông những thế lực này thực lực cường đại lại có nửa bước danh sư ngũ tinh tọa chấn số lượng linh thạch trung phẩm rất nhiều ta có thể đưa ra ba viên là tốt lắm rồi đường chủ hoặc là tông chủ của đối phương có thể vì tiện xuất ra mười mấy viên thậm chí mấy chục viên khang đường chủ trầm tư một chút rồi nói nhiều như vậy sao trương huyền ánh mắt sáng lên nếu như có thể lấy được mười mấy viên hai mươi mấy viên như vậy hắn sẽ có thể nhẹ nhóm xung kích hóa phàm tam trọng đỉnh phong nếu phối hợp loại thực lực này với hồn lực như vậy dù là cường giả hóa phàm ngũ trọng chưa hẳn đã không thể chiến một trận xem ra phải tìm cơ hội vơ vét một lần từ chỗ bọn hắn chống cằm trương huyền trầm tư nhìn thấy nét mặt của hắn khóe miệng khang đường chủ lần nữa co lại đây chính là đại tông môn còn không biết ai sẽ vơ vét ai người còn muốn đi vơ vét của bọn hắn khổ khổ, trương sư nửa bước danh sư ngô tinh thực lực đều đã đạt đến hợp linh cảnh tu vi rất mạnh, thực lực mạnh mẽ, hơn nữa. Bọn hắn lại không tính là hữu hảo với vạn quốc thành chúng ta. Sợ tên này lại gây ra họa lớn gì đó mà ngay cả hắn cũng không chọc nổi, khang đường chủ không nhịn được khuyên can. Hợp linh cảnh, hồn lực bạo tăng, linh nhục hợp nhất, sức chiến đấu so với chọc thanh cảnh mạnh hơn gấp bội, loại người này không tìm đến vạn quốc thành gây phiền phức là tốt lắm rồi, người còn ghi nhớ linh thạch của bọn hắn. Không phải là tự tìm chết ư yên tâm đi ta tự biết chừng mực trương huyền gật đầu không nói thêm một lời mà trong lòng đang bắt đầu tính toán trực tiếp ăn cướp trắng trợn nhất định sẽ không được mặc dù gần đây thực lực hắn bạo tăng thế nhưng hắn cũng biết cách hợp linh cảnh vẫn còn kém một đoạn rất lớn sử dụng tất cả thủ đoạn có lẽ còn có thể đánh nhau một trận với hợp linh cảnh sơ kỳ nếu là trung kỳ như vậy cũng chỉ có thể trốn nghe lời nói của khang đường chủ những đại tông môn này trung kỳ hậu kỳ cũng có khối người. Đánh thì đánh không lại, chỉ là thực lực yếu, không có nghĩa là không thể lừa dối, không thể kiếm tiền. Lúc trước ở trong thiên huyền vương quốc, một nghèo hai trắng, ngay cả thực lực cũng không cao bao nhiêu. Khi đó cũng không phải có thể khiến cho vô số cường giả cam tâm tình nguyện bái phục, gọi hắn một tiếng dương sư hay sao. Xem ra, trở về phải nghĩ ra một biện pháp, chỉ điểm, xem bệnh giúp người. Kiếm lấy một chút linh thạch trung phẩm, triệu nhã rời khỏi người khiến cho hắn lần nữa sinh ra cảm giác áp bách nếu như thực lực của hắn đủ mạnh tài nguyên tu luyện đủ nhiều thì cần gì phải để cho học sinh của mình đi cùng những người khác cuối cùng vẫn là tu vi không đủ cũng không có thực lực đủ cường đại để chống đỡ như vậy dù ngoài miệng nói dễ nghe đi nữa thì cũng chỉ là hoa trong gương mà thôi cho nên nhất định phải nhanh chóng tìm kiếm linh thạch trung phẩm sau đó nhanh chóng tăng thực lực lên bên này hắn đang vạch kế hoạch xem làm thế nào mới có thể đi các đại tông môn vơ vét một ít linh thạch mà đám người la hoàng tông chủ đã đi tới vọng hải lâu la tông chủ sao ngươi lại tới đây còn không có đi vào quán rượu thì đã nghe thấy một tiếng la ngạc nhiên vang lên hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy có một người trung niên khác đang đứng tại cách đó không xa tông chủ bạch dương tông bạch khải chi cường giả hợp linh cảnh hậu kỳ nửa bước danh sư ngũ tinh a à, bạch tông chủ người cũng tới đã sớm đoán được ra tên kia sẽ thông báo cho những người khác vừa nhìn thấy hắn xuất hiện la hoàng tông chủ cũng không suy nghĩ gì nữa ngược lại còn nhẹ nhàng cười một tiếng là ngươi cho ta biết thấy hắn đã tính trước bạch tông chủ có chút nghi ngờ nhìn qua ta ta còn không có nhàm chán như vậy nếu thực sự có gì vật khổng sư nhất định ta đã lặng lẽ giấu đi rồi còn có thể nói nhảm cùng các ngươi hay sao la hoàng tông chủ lắc đầu không biết ai đưa tin cho ta Đi vào trước đi, có lẽ hắn ta không chỉ thông báo cho riêng hai chúng ta đâu. Ừm, Bạch Tông chủ sửng sốt một chút, lập tức hiểu ra, lại gật gật đầu, hai người sóng vai đi về phía quán rượu. Sau khi đi vào, quả nhiên đã phát hiện ra có không ít người quen tới, 27 thế lực đến Vạn Quốc Thành, không ngờ lại có tới 14 thế lực tới đây. Hơn nữa, xem ra đối phương đã tìm hiểu kỹ, 14 thế lực này đều sắp xếp ở phía trên. Nói cách khác, 14 thế lực mạnh nhất trong 27 thế lực chung quanh vạn quốc liên minh đều được mời qua. Sau khi nghe ngóng, những người này đều thu được một cái phong thư, trên đó viết tới di vật khổng sư, còn những chuyện khác cũng không có gì nhiều. Tất cả mọi người đều không biết người đưa tin chính là ai, cái gọi là di vật cụ thể là cái gì. Có phải cố ý có người trêu đùa chúng ta hay không? Có người bày tỏ sự nghi ngờ của mình. Audio điện tử võ tấn bền